Cho tới khi ngồi vào trong xe, Tần Lạc vẫn oán giận hỏi, tại sao chị lại đồng ý với cô gái đó? Cô gái đó có sức quyến rũ đến như vậy ư? Cậu không phải là chàng trai bình thường hả? Tư Tuyền, cậu thử sờ xem phía dưới Tần Lạc là bằng đất sét không? Cô gái cực phẩm như vậy, tôi nhìn còn nuốt nước bọt ừng ực, cậu lại không có phản ứng gì. Lệ Khuynh Thành vừa khởi động xe vừa phản bác. Lúc trước nàng nói ở chỗ nào cũng có lái xe, tại sao mình còn tự lái xe làm gì? Thế nhưng hôm nay nàng lại tự mình lái chiếc BMW 730 từ trong gara. Tần Lạc hỏi lý do, nàng cười nói, Trần Tư Tuyền là một siêu sao không thể tùy tiện ra ngoài gặp người khác. Sao cô ấy có thể đi chung taxi với bọn họ? Trần Tư Tuyền mặc chiếc quần jean đơn giản màu xanh, một chiếc áo len kẻ caro, cổ trái tim, cổ nàng quàng một chiếc khăn lụa màu đen nhưng vẫn không mất đi vẻ thời thượng. Trần Tư Tuyền phì môi nói, chuyện đấy mà cậu cũng nghĩ ra. Mình không có tính dâm đãng như cậu. Lệ Khuynh Thành cười nói, đây không phải là việc cậu muốn làm mà chưa có cơ hội sao? Quá tiện cho cậu còn gì? Mặc kệ, cậu mới là người muốn làm vậy. Mình rất muốn. Lệ Khuynh Thành nói, nào, tiểu đệ, cho chị sờ xem em đã dậy thì chưa nào. Chú ý lái xe đi. Tần Lạc ngồi ở ghế sau căng thẳng nói. Cô gái này khi đã lên cơn điên, bỏ cả tay lái ra, nàng thực sự thò tay ra sau, hướng tới hạ thân của Tần Lạc. Để cho nàng sờ cũng không có gì ghê gớm, Tần Lạc không phải là chàng trai hẹp hòi. Nói chung cái đó của đàn ông ngoại trừ việc để cho mình sờ vuốt, cũng chỉ để cho phụ nữ cùng làm chuyện đó, nhưng Lệ Khuynh Thành đang phải lái xe. Trong khi nàng nói chuyện, xe đang chạy ở tốc độ cao đã sang trái, sang phải mấy lần. Còi xe phía sau vang lên ầm ĩ. Thì ra đó là nguyên nhân trước kia nàng không dám tự mình lái xe, nàng cũng biết bản thân mình mắc phải vấn đề nghiêm trọng. Lệ Khuynh Thành nhận ra nguy hiểm, nàng vội vàng cầm lấy vô lăng, chăm chú lái xe. Nàng nghiêm mặt nói, tại sao tôi không thể đồng ý với cô ấy? Cô ấy là khách hàng lớn nhất của Khuynh Thành quốc tế. Hôm trước cô ấy cho trợ lý tới bảo chúng ta làm thẻ hội viên cho các nữ quản lý cao cấp trong công ty của cô ấy. Toàn bộ là thẻ hội viên một năm, mỗi thẻ trị giá 10 vạn, 300 người thì trị giá bao nhiêu? Dựa vào cái cửa hàng đó mà tôi chuẩn trở thành 1 triệu phú rồi đó. Nàng dừng lại một lát rồi nghiêm trang nói tiếp, Tần Lạc, hình như cô gái tỷ phú đó có ý tứ với cậu. Hay cậu cưới cô ấy đi, sau đó cậu bao tôi là vợ hai, tôi muốn gì cậu mua cho tôi cái đó, tôi sẽ không phải khổ cực kiếm tiền như này nữa. Quan hệ lăng nhăng kiểu gì vậy? Trần Tư Tuyền cười mắng. Ồ, không thể thiếu cậu được, cậu làm vợ ba nhé, dù sao vẫn phải có thứ tự trước sau, tôi quen biết Tần Lạc trước cậu. Lệ Khuynh Thành nói. Trần Tư Tuyền muốn nhỏm dậy cấu Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc vội kéo nàng ngồi xuống. Hai cô gái này quả thực ngang ngược, coi trời bằng vung. Không nhìn thấy ven đường có các biển báo lái xe an toàn sao? Khi tới Khuynh Thành quốc tế, chân của Tần Lạc gần như không có cảm giác gì nữa. Nàng làm cái gì vậy? Mỗi lần gặp nàng Tần Lạc đều cảm thấy như trần trụi khi đứng trước mặt nàng. Điều này làm cho hắn cực kỳ mất tự nhiên. Giống như hắn là một công tử đi cùng với bạn bè vào trong một phòng bao. Người dẫn mối ra lệnh một tiếng, những người khác xúm lại lột trần hắn ra để mặc cho khách hàng tha hồ lựa chọn. Ánh mắt của chị ấy như muốn hiếp mình vậy, Tần Lạc thầm nghĩ. Sau khi đỗ xe, Lệ Khuynh Thành cầm túi, nàng nhìn đồng hồ trên tay rồi nói, không được. Gần 10 giờ rồi, chúng ta phải nhanh lên, không thể để cho khách hàng tới trước ngồi chờ chúng ta. Bọn họ vẫn chưa kịp lên trên lầu. Ba chiếc xe hơi màu đen từ bên này chạy tới. Đi đầu và sau là hai chiếc Mercedes-Benz màu đen làm nhiệm vụ bảo vệ, đi giữa là một chiếc Rolls-Royce Phantom. Ba chiếc xe dừng lại, nhưng chiếc xe ở giữa vẫn không có động tĩnh gì. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Cánh cửa hai chiếc Mercedes-Benz đi đầu và sau cùng đồng thời mở ra. Một đám vệ sĩ mặc y phục đen nhanh chóng xuống xe, tất cả nhanh chóng chia ra đứng hai bên chiếc Rolls-Royce Phantom hình thành một vòng tròn bảo vệ. Tần Lạc bĩu môi nói, có cần phải phô trương như vậy không? Lệ Khuynh Thành khẽ huých vào ngực hắn mắng, đợi tới khi cậu cũng sở hữu một chiếc Rolls-Royce Phantom như thế này, cậu cũng sẽ có một đoàn tiền hô hậu ủng. Tính mạng của người giàu rất quý giá, sao có thể giống như giới bình dân chúng ta? Tần Lạc nhìn gương mặt nghiêm túc của Lệ Khuynh Thành, hắn định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Đợi khi người bên ngoài sắp đặt xong, cửa chiếc Rolls-Royce mới mở ra. Người đầu tiên xuất hiện chính là Mã Duyệt, trợ lý của văn nhân Mục Nguyệt. Vẫn là vẻ đẹp rực rỡ, đồng phục đen, áo sơ mi trắng, tất lụa đen, kính đen,
không làm cho người ta xem nhẹ nàng mà ngược lại còn kích thích sự tò mò của những người đàn ông. Muốn tới gần nàng, nhìn trộm tận mục sở thị. Bây giờ nhân vật chính mới chính thức xuất hiện. Đầu tiên một đôi giày đen có hoa văn màu vàng xuất hiện, không nghi ngờ HCU nhân của nó là người cao quý. Quần đen, áo trắng, áo ghi lê màu đen, đầu đội mũ đen. Nàng thực sự cao quý. Chỉ cần nhìn qua cũng biết trang phục của nàng là do các nhân viên chuyên nghiệp thiết kế công phu. Cô gái này vừa xuất hiện đã trở thành trung tâm của đoàn người. Vô luận là Lệ Khuynh Thành, Mã Duyệt, Trần Tư Tuyền, ba người đều là mỹ nữ một trong vạn người, nhưng khi cô gái này xuất hiện cả ba không khác gì đom đóm với ánh trăng rằm. Nàng là công chúa cao quý, một nữ vương. Những phụ nữ khác dù ưu tú, thông minh cũng đơn giản chỉ là quan nhất phẩm, phụ tá đại thần. Xét cho cùng họ phải phục vụ nàng. Lệ Khuynh Thành kéo Tần Lạc, bước nhanh tới chỗ văn nhân Mục Nguyệt. Chào mừng khách quý hạ cố Lệ Khuynh Thành cười nói. Bởi vì văn nhân Mục Nguyệt không giới thiệu cho nàng biết tên của mình nên Lệ Khuynh Thành chỉ còn cách xưng hô chung chung như thế. Những phụ nữ thông minh giải quyết chuyện tình cảm đều theo sự chỉ bảo của trái tim. Cảm ơn, đã để mọi người đợi lâu, văn nhân Mục Nguyệt gật đầu nói. Nàng nghĩ mấy người Lệ Khuynh Thành đứng ở cửa đón nàng. Nàng không để Lệ Khuynh Thành có cơ hội tiếp tục ăn nói khách sáo, ánh mắt nàng nhìn sang Tần Lạc. Anh không có gì muốn nói à? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Không, Tần Lạc cười nói, hoan nghênh giá lâm. Tôi biết anh không hài lòng với tôi. Anh cũng đừng ngại nói thẳng ra, văn nhân Mục Nguyệt nói. Ha, ha, cô hiểu lầm rồi, tôi làm gì có chuyện bất mãn với cô, Tần Lạc cười ha hả nói. Lông mi khẽ nhíu lại, bộ mặt khinh khỉnh, ánh mắt khinh miệt. Nếu tôi đoán không sai, anh nhất định bức xúc khi thấy tôi mang theo nhiều người tới đây. Anh có cảm giác tôi đang gây sự chú ý của mọi người, đúng không? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi hắn. Mắt Tần Lạc mở to, há hốc mồm nhìn nàng nhưng không nói được câu nào. Chẳng lẽ cô gái nàng là con giun trong bụng hắn, tại sao điều gì cũng biết vậy? Chẳng lẽ biểu hiện trên mặt hắn lại rõ ràng như vậy? Tôi nghĩ cô thực sự hiểu lầm. Tần Lạc không bao giờ nghĩ như vậy. Lệ Khuynh Thành sợ hai người lời qua tiếng lại làm cho không khí căng thẳng nên vội vàng giảng hòa. Nàng thầm khen ngợi cô gái này, nàng ta thực sự quá lợi hại. Vừa mới xuống xe, chỉ cần nhìn thoáng qua sắc mặt của Tần Lạc là đã đoán ra suy nghĩ của hắn, thật sự không thể tin nổi. Nếu ai là đối thủ của cô gái này thì thực sự đã gặp ác mộng giữa ban ngày. Đương nhiên khi là đối thủ của cô gái này cũng chưa chắc đã gặp ác mộng bởi vì người đó thực sự sẽ không thể ngủ yên giấc. Tôi tin tưởng phán đoán của mình, văn nhân Mục Nguyệt nhìn mặt Tần Lạc, nhẹ nhàng nói. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, bay bổng nhưng lại có cảm giác nghiêm túc, bướng bỉnh. Tần Lạc ngây người trong giây lát, sau đó hắn nheo mắt cười nói, không sai. Tôi thực sự có ý nghĩ đó. Chỉ ra ngoài chỉnh trang sắc đẹp thôi mà, cần gì phải tiền hô hậu ủng như vậy. Cô không cảm thấy sống như vậy rất mệt mỏi sao? Lệ Khuynh Thành khẽ giẫm chân Tần Lạc, ý bảo hắn nói ít thôi, không được đắc tội với khách sộp của mình. Không ngờ văn nhân Mục Nguyệt không tức giận, ngược lại nàng gật đầu nói, tôi hiểu, thế nhưng tôi không thể không làm vậy. Khi mỗi năm anh phải đối mặt với 24 vụ ám sát và bắt cóc, bình quân mỗi tháng 2 lần, anh sẽ cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Nàng nhìn Tần Lạc, khẽ nói, mặc dù tôi không còn thấy ý nghĩa của cuộc sống nhưng tôi không muốn chết. Tần Lạc sửng sốt, một cô gái kiêu căng tự phụ lại thản nhiên thừa nhận sự sợ hãi của mình khi đối mặt với cái chết. Như để chứng minh lời nói của cô chủ là đúng, Mã Duyệt mở laptop mang theo bên người, sau đó nàng mở một file tài liệu cho Tần Lạc nhìn xem. Ngày 27 tháng 3 năm 96, ở Học viện Aristocrat, bị 4 tên xã hội đen uy hiếp. Ngày 15 tháng 10 năm 96, ở Cao ốc Kim Mậu, bị một tay súng thần bí bắn. Ngày 27 tháng 11 cùng năm, trên đường về nhà bị truy đuổi và đấu súng. Trong tài liệu có ghi rõ chi tiết thời gian văn nhân Mục Nguyệt tao ngộ đấu súng và địa điểm cùng thân phận của đối phương, dày đặc, che kín màn hình. Tần Lạc thầm nghĩ những con số lạnh băng dày đặc trên màn hình máy tính đều là kết quả của những lần điên cuồng sát hại, đẫm máu. Hắn chợt cảm thấy đồng cảm với nàng. Thì ra phía sau sự nổi tiếng của nàng, nàng cũng đã gánh chịu nguy hiểm và khổ cực ít người biết tới. Xin lỗi, tôi không biết chuyện đó, Tần Lạc áy náy nói. Không sao. Tôi không trách anh, văn nhân Mục Nguyệt gật đầu. Những chuyện quá đáng như nào tôi còn tha thứ cho anh, huống chi là chuyện còn con này. Lệ Khuynh Thành kinh ngạc khi nàng nghe thấy văn nhân Mục Nguyệt nói vậy. Nhìn người không thể dựa vào nét mặt, tình cảm của Tần Lạc và cô gái tỷ phú này thực sự giống như người chỉ có một chân.
Chương 111, cô tưởng tôi ngốc sao? Tần Lạc mặt cười khổ, nhìn thấy bộ dạng đầy kinh ngạc của Lệ Khuynh Thành, liền biết ngay trong đầu cô ấy đang nghĩ gì. Người phụ nữ này, sao lại nói những lời âu yếm như vậy chứ? Chuyện quá đáng thế còn có thể tha thứ được, câu này không phải nghe có vẻ làm cho người ta nghĩ ngợi lung tung hay sao? Giống như mình là kẻ bội tình bạc nghĩa Trần Thế Mỹ, còn cô ấy thì như là một người vợ khoan dung độ lương không thù dai vậy. Chúng ta hãy cứ vào trong nhà nói đi, đứng ở đây nói chuyện làm gì cho mệt ra. Lệ Khuynh Thành liếc Tần Lạc một cái, đưa tay ra hiệu mời văn nhân Mục Nguyệt. Đây là một trong những cửa hàng làm đẹp quốc tế Khuynh Thành nằm trong khu náo nhiệt nhất của trung tâm thành phố, có ba chiếc xe sang trọng nằm ngoài cửa, lại còn một đám vệ sĩ tháp tùng đeo kính đen, làm cho không ít người hiếu kỳ vây quanh. Hơn nữa, trong đây có rất nhiều người đẹp, ai để người ở bên ngoài ném cục gạch vào, có lẽ cũng phải ném chúng hai người. Văn nhân Mục Nguyệt gật gật đầu, cất bước hướng tới cửa hiệu quốc tế Khuynh Thành. Quốc tế Khuynh Thành do Lệ Khuynh Thành lập lên, có không ít khách đến đây làm đẹp, còn đa phần là đến để uống trà tán gẫu qua ngày. Nơi này đã trở thành một địa điểm vui chơi gặp gỡ, một nơi mà ngày nào họ cũng phải bắt buộc phải đến báo cáo có mặt, giống như hiệu sách và quán cà phê vậy. Đối với những người phụ nữ không phải lo lắng gì về cuộc sống, thì thời gian trở nên dài lê thê và không cần thiết, họ luôn muốn tìm việc gì đó để làm mới được. Nhìn thấy Lệ Khuynh Thành đi đến, không ít khách hàng muốn mở miệng chào và đùa với cô ấy. Nhưng sau khi nhìn thấy văn nhân Mục Nguyệt đi bên cạnh cô ấy, thì những lời đưa lên đến miệng chuẩn bị buột ra lại bị nuốt ngược trở lại. Ngay cả khi cùng là phụ nữ, đứng trước mặt văn nhân Mục Nguyệt, cũng là một áp lực ghê gớm. Tuy rằng họ không thể vào cái hội đẳng cấp cao nhất của Yến Kinh, nhưng ra thế họ cũng toàn đơn vị hàng trăm triệu cả, có việc gì xảy ra, cũng có cả đống người nhảy ra đỡ thay cho họ. Nhưng mà, theo ánh mắt sắc bén của họ, họ cũng có thể biết được, người phụ nữ trước mắt, căn bản không phải nhân vật thuộc cùng tầng lớp với họ. Đám vệ sĩ của văn nhân Mục Nguyệt vẫn bị sắp xếp ngồi ở phòng khách tầng một uống trà, chỉ có trợ lý Mã Duyệt đi cùng lên lầu trên. Dưới sự xếp đặt của Lệ Khuynh Thành, để phòng VIP sang trọng nhất của cửa hàng cho cô ấy lại chuẩn bị hoa quả, trà nước và điểm tâm, Lệ Khuynh Thành cười nói, tôi không quấy rầy thêm nữa, mọi người nói chuyện tự nhiên đi. Nếu có cần gì thì cứ nói. Nói xong, đưa cho Tần Lạc một cái nhìn đầy âu yếm, liền đóng cửa đi ra ngoài. Bữa sáng với bánh mì và trứng ốp la, tuy có uống một cốc sữa, nhưng Tần Lạc vẫn cảm thấy cái đó không thể giải hết được cơn khát của hắn. Tần Lạc đi ra rút một cây tăm, chọn một miếng dưa hấu vàng không vỏ không hột để ăn. Tiểu thư văn nhân, hôm nay cô lại thấy chỗ nào không được thoải mái? Tần Lạc cười hỏi, lần gặp trước, hắn cố tình không biết thân phận của người phụ nữ này để đỡ gặp phiền phức. Bây giờ xem ra, chiều này không được linh nữa rồi. Thôi thì đem chuyện này ra nói ra cho rồi. Lần này, tôi muốn đến để bàn với anh một cuộc giao dịch. Văn nhân Mục Nguyệt nói, tư thế ngồi vô cùng tao nhã của cô ấy, như rất thích thú ngắm nhìn bộ dạng của Tần Lạc khi ăn dưa hấu. Bàn giao dịch gì? Tần Lạc hỏi với vẻ đầy nghi ngờ. Tôi có gì, cô cũng có. Cái cô không có, thì tôi càng không có. Trên người tôi làm gì có thứ gì để có phải để ý chứ? Có đấy. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Là cái gì? Thân phận chồng chưa cưới. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Thật đáng kinh ngạc, một miếng dưa chưa được nhai đã bị hắn nuốt chửng vào họng, làm Tần Lạc nghẹn muốn chảy nước mắt. Sau khi hắn nắm lấy cái cốc uống một hớp nước chanh, lúc này hắn mới hỏi, nghĩa là gì? Tôi không hiểu. Ý tôi là, anh có thể dùng thân phận chồng chưa cưới của tôi để tiến hành vụ giao dịch này. Về phần đầu tư học mà nói, thì có lợi hơn nhiều so với việc anh trực tiếp đến tận nhà từ hôn. Văn nhân Mục Nguyệt nhắc lại lần nữa, cô ấy đích thị có một bộ dạng đi bàn công việc, không nhìn thấy một tia ngượng ngùng hoặc một vẻ gì khác trên mặt cô ấy cả. Nhưng mà, tôi đã đi đến nhà cô từ hôn rồi. Chúng ta có lẽ không còn quan hệ gì nữa phải không? Tần Lạc nói. Thế thì đã làm sao? Có ai biết chứ? Văn nhân Mục Nguyệt chậm rãi nói. Mục đích của việc này là gì? Tần Lạc hỏi lại, nói thực. Trong lòng hắn vẫn vô cùng đề phòng văn nhân Mục Nguyệt. Hắn vẫn luôn thấy rằng người phụ nữ này quá thông minh đến mức không ai có thể khống chế được. Có một vị tiền bối đã nói thế này, nếu một người phụ nữ đẹp mà vô cùng thông minh, không đi làm ni cô, thì sẽ thành tình nhân của kẻ khác. Văn nhân Mục Nguyệt chắc chắn là sẽ không thể trở thành tình nhân của kẻ khác được, ra thế cô ấy như thế, một người đàn ông bình thường không bao giờ có thể nuôi nổi. Nhưng tự mình cũng không thể trở thành tình nhân của cô ấy được chứ.
với IQ này mà đi đấu với cô ấy, bị người ta bán đi rồi, mà mình vẫn còn say sưa ngồi đếm tiền ấy chứ. Mình đúng là đẹp trai, nhưng đẹp trai cũng không đến mức chói mắt chứ. Lòng tự tin của Tần Lạc cũng không bành trướng đến mức cho rằng người phụ nữ này đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp tuấn tú của mình, không đến nỗi giở trò khóc lóc, rồi đến quậy phá, cuối cùng tìm đến cái chết để được mình lấy về làm vợ. Đối với hai lần chủ động đến thăm của cô ấy, hắn càng duy trì cảnh giác hơn. Để một lần có thể giải quyết dứt điểm cái phiền phức này. Văn nhân Mục Nguyệt thẳng thắn trả lời. Phiền phức gì chứ? Tần Lạc đầy vẻ tò mò. Còn chuyện gì có thể làm cho người phụ nữ này cảm thấy phiền phức chứ? Những người theo đuổi, văn nhân Mục Nguyệt nói. Giờ thì Tần Lạc hiểu rồi, một người mà trở nên quá xuất sắc thì rất dễ dẫn đến sự chú ý của người khác. Ví dụ như mình này, hay như văn nhân Mục Nguyệt này. Họ đều là những con người vô cùng xuất sắc, vô cùng nổi bật. Cho nên, xung quanh luôn luôn có một đám người theo đuổi cũng là lẽ đương nhiên. Họ có thể từ chối có cảm tình với người khác, nhưng họ không thể từ chối người khác có cảm tình với họ được. Tôi hiểu ý cô, cũng có thể hiểu được nỗi khổ của cô. Dù sao, tôi cũng thường phải đối mặt với những thứ như vậy. Tần Lạc gật gật đầu. Nhưng điều làm tôi không thể hiểu được là, việc như vậy tìm ai chẳng được, sao cứ phải tìm tôi chứ? Là một đại tiểu thư dòng họ Văn Nhân, muốn tìm người đàn ông thế nào chẳng được. Đại gia công tử, ngôi sao điện ảnh, thiên tài kinh doanh, không phải là tùy cho cô chọn lựa sao? Tôi cũng không thấy tôi xuất sắc đến mức đó đâu. Tần Lạc tự giễu mà nói. Hắn luôn nghi ngờ người phụ nữ này đến để trả thù hắn. Trả thù hắn dám chủ động chạy đến nhà cô ấy từ hôn, điều này làm cho lòng kiêu hãnh trong cô ấy bị tổn thương trầm trọng. Vì vậy, cô ấy phải đến đây trước để giả vờ mình là bạn trai cô ấy. Đợi đến khi cô ấy nghĩ cách chiếm được cơ thể mình rồi, thì sẽ đoạt nốt tâm hồn của mình, sau đó thì sẽ dùng một chân đá bay mình đi, trên phim toàn diễn như vậy cả. Kế hoạch này không thể nói là không thâm độc, cũng không thể nói là không tuyệt được. Nhưng, tôi sẽ bị cô lừa thì sao? Tần Lạc cười nhạt, không bao giờ. Không sai, tôi có thể tìm đại gia công tử, ngôi sao điện ảnh, thiên tài kinh doanh. Nếu tôi mà đồng ý, thì chỉ trong vòng 30 phút, là có thể chọn được một người. Đừng có bĩu môi, anh nên tin ở những lời tôi nói. Đôi làn thu thủy của văn nhân Mục Nguyệt chớp lên chớp xuống nhìn Tần Lạc. Nhưng, tôi không đồng ý. Cô thích tôi rồi sao? Tần Lạc hỏi, hỏi một câu hỏi thật là trơ trẽn, hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng trong lúc này đây, hắn bắt buộc phải làm rõ mọi vấn đề mới được. Chỉ là không ghét mà thôi. Văn nhân Mục Nguyệt trả lời, nghĩ một lát, rồi lại bổ sung thêm một câu, có những lúc không ghét. Nếu nói như vậy, thì việc tìm đến tôi khác gì với việc tìm đến những người khác chứ? Tần Lạc hỏi lại, bởi vì, chỉ có anh, mới có thể giúp tôi từ chối người đó. Văn nhân Mục Nguyệt nói, cô phải suy nghĩ nhiều lắm mới có thể ra được quyết định như vậy. 3 ngày sau, chính là vào ngày đại thọ 80 tuổi của Tần Diệp, ông Tần Tung Hoành. Mà Tần Diệp lại vô cùng quý mình, ông đã từng nói là hy vọng cháu trai Tần Tung Hoành sẽ lấy mình làm vợ. Tần Tung Hoành vốn có tình cảm với mình, để thực hiện nguyện vọng của ông mình, chắc chắn sẽ cầu hôn với mình vào một dịp gần đây. Nếu có thể từ chối được thì không nói làm gì. Nhưng đúng vào dịp gần đây kẻ thù họ nhà Bạch của nhà văn nhân bắt đầu lục đục chuẩn bị tấn công. Lúc này đây, là lúc cần thắt chặt quan hệ với Tần gia, là thời khắc đồng lòng kháng địch. Mình không muốn vì tình cảm riêng của mình, mà làm cho gia đình phải chịu tổn thất to lớn như vậy. Đây cũng không phù hợp với phong cách theo đuổi sự toàn diện toàn mỹ của cô ấy. Cùng lúc đó, Tần Lạc xuất hiện, giống như một ánh nắng rạng đông rực rỡ. Việc hắn đến nhà mình từ hôn, ắt sẽ được truyền từ miệng tên em trai ngốc của mình đến tai Tần Tung Hoành thôi. Chỉ cần hắn biết được là có chuyện này, chỉ cần hắn biết có một tên Tần Lạc. Gạch dưới nếu Tần Lạc đồng ý hợp tác, cô ấy sẽ dắt tay hắn đi đến bàn phía trước, và nói rằng đây chính là người đàn ông mà mình thích. Nếu mà như thế, dù có cương ngạnh tự kiêu như Tần Tung Hoành, sợ rằng cũng không còn gì để nói nữa cả. Dù sao, rất nhiều năm về trước họ đã kết thành hôn sự. Lẽ nào muốn gia tộc văn nhân chúng ta mất tín với mọi người sao? Còn về phần sau này quan hệ của cô ấy với Tần Lạc sẽ giải quyết thế nào, cô ấy không muốn nghĩ nhiều về chuyện này. Nghĩ nhiều thế để làm gì chứ? Nếu đến chuyện tình cảm cũng phải tính toán, thì sống cũng không còn thú vui gì nữa. Người đó là ai? Tần Lạc hỏi, người đàn ông có thể làm văn nhân Mục Nguyệt đau đầu, chắc chắn lai lịch không vừa. Có lẽ anh không biết, anh ta tên là Tần Tung Hoành.
Văn nhân Mục Nguyệt đáp, nếu ở trong hội thì nhắc đến tên người này như sấm bên tai. Nhưng nếu là người bình thường, thì chắc rằng đến nghe còn chưa bao giờ nghe thấy. Anh ta thông minh, kiêu ngạo, rất biết kiểm soát. Anh ta biết cần ở những nơi nào thì nên tỏa sáng, làm cho vô số người phải chạy theo. Anh ta cũng biết ở những nơi nào thì nên cúi thấp đầu, và cúi hơn nữa, cho đến khi đầu được vùi xuống đất, không để cho những người không quan trọng hiểu được mình. Những người mà bị giới truyền thông vạch trần, thực sự là cực kỳ ngu dốt. Súng bắn chết chim, cái đạo lý này còn không hiểu, thì làm sao có thể tung hoành bất bại cả ngàn dặm được cơ chứ? Tần Lạc không biết, mình đã từng gặp Tần Tung Hoành ở danh viện hội. Hắn càng không biết, đại danh của hắn đã được treo ở chỗ Tần Tung Hoành rồi. Hắn lắc lắc đầu, nói, tôi quả thật không biết anh ta. Anh ta lợi hại vậy sao? Rất lợi hại, nhân vật cầm quân đi đầu của Tần gia, biệt danh, Chí Công Tử, lẽ nào không xứng với hai từ lợi hại? Hậu phương rất vững mạnh. Có thể nói là như thế. Tần gia, văn có ba tiến sĩ, võ có ba tướng quân. Nếu đây không được gọi là hậu phương vững chắc, thì như thế nào mới được gọi là hậu phương vững chắc chứ? Có một số gia tộc ẩn ở nước Hoa Hạ, cũng không có mấy nhà có thể vượt được. Tần Lạc nổi giận, hắn chỉ vào mặt văn nhân Mục Nguyệt mà chửi, cô nghĩ là tôi là thằng ngu à? Tên tình địch đó lợi hại như vậy, hậu phương lại vững chắc. Tôi cướp người phụ nữ của hắn, có chết cũng không biết mình chết từ lúc nào. Việc làm ngu ngốc này, ai thích làm thì làm, dù gì thì tôi sẽ không làm đâu. Chương 112, người máy với trí óc siêu phàm. Tiền tài, cái mà ta muốn. Mỹ nữ, cũng là cái mà ta muốn. Nhưng, đem hai cái này cùng với tính mạng đặt vào với nhau, thế thì, trong thâm tâm Tần Lạc tất yếu sẽ nghiêng về phía cái thứ hai hơn. An toàn là trên hết. Nghe được lời từ chối của Tần Lạc, văn nhân Mục Nguyệt không hề tỏ ra tức giận, cô dùng đôi bàn tay ngọc ngà trắng nõn không một chút tì vết của mình nhấc cốc nước chanh lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Rồi ngẩng đầu lên nói, tôi đã ra điều kiện của mình, bây giờ, đến lượt anh ra điều kiện cho mình rồi. Anh dám nhận, thì tôi cũng dám cho. Mỗi một tư thế của cô ấy đều gần như là hoàn mỹ, mỗi một động tác đều thu hút ánh mắt của người khác. Nói thực, nếu không phải người phụ nữ này quá thông minh, quá giàu có, quá mạnh mẽ, quá kiêu ngạo, thì cô ấy sẽ là một người làm cho người khác phải mê muội. Nhưng, trong tình yêu liệu có thể có, nếu không... Tần Lạc cười tủm tỉm nhìn cô ấy, nói, nếu tôi nói là muốn cô thì sao đây? Chỉ cần làm cho tôi yêu được anh, nam hoan nữ ái, đấy là chuyện thường tình, văn nhân Mục Nguyệt nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Tần Lạc sững người, không ngờ người phụ nữ này lại đưa ra một đáp án tuyệt diệu như vậy. Hơn nữa, còn dám biến chuyện đó thành một điều kiện nói ra ngay trước mặt, gạch dưới cũng không xấu hổ. Tôi không có đủ tự tin để làm cho cô yêu tôi. Tần Lạc cười khổ. Tại sao lại không thử xem sao chứ? Theo tôi biết, thì anh không phải là người thiếu tự tin. Vẫn còn một câu nói nữa cô ấy vẫn chưa nói. Người đàn ông này, có những lúc tự cao đến mức làm cho người khác không thể chấp nhận được. Thử, cô xem như đây như là nơi mua sắm vậy à? Còn có thể mua đồ dùng thử. Tôi còn nhiều việc khác để làm, không có thời gian làm việc này. Tần Lạc nói. Nói như vậy, anh có thể đưa ra điều kiện của mình. Điều anh muốn làm. Cũng có thể bao gồm trong những điều kiện này. Văn nhân Mục Nguyệt từ trên ghế đứng dậy, đi đến ngồi bên chiếc ghế salon đối diện Tần Lạc. Thân hình yểu điệu, hương thầm man mác. Tần Lạc dùng lực hít hà một hơi, không thể không thừa nhận, hắn thích mùi hương này. Tần Lạc nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của văn nhân Mục Nguyệt gần trong gang tấc, thưởng thức sắc đẹp của cô ấy với khoảng cách gần như thế này, cái cảm giác mạnh mẽ của thị giác làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Cô ấy không khóc không cười cũng không cau mày. Nhưng, vẫn có thể làm cho người khác say mê. Dường như để cho người khác thấy rằng, cô ấy chính là như vậy. Cô ấy thực sự là đẹp như vậy đấy. Tần Lạc lắc đầu cười cười nói, cô vẫn không hiểu. Anh muốn nói gì, lần trước, anh làm bộ như không quen tôi đã phối hợp với anh rất ăn ý. Lần này, tuy anh đồng ý nói ra thân phận của tôi, thế thì, hãy chứng minh rằng anh cũng hy vọng mọi người sẽ nói chuyện với nhau một cách cởi mở. Văn nhân Mục Nguyệt lấy một quả táo trong đĩa hoa quả, đùa nghịch nó trong lòng bàn tay. Thích ăn táo à? Tần Lạc nhìn vào hành động của cô ấy, hỏi. Cũng thích, văn nhân Mục Nguyệt gật đầu. Táo là loại hoa quả mà cô ấy ưa thích, vị giòn, lại có một nguồn vitamin C phong phú. Đối với phụ nữ mà nói, đó là vật làm trắng tự nhiên không thể thiếu. Tần Lạc đón hoa quả trong tay cô ấy,
rồi lấy con dao gọt ở rìa của đĩa hoa quả, gọt vỏ một cách thuần thục. Cô không hiểu tình yêu. Tần Lạc nói, nếu tôi yêu cô, thì cho dù phía trước mặt là núi đao biển lửa hay Diêm La địa ngục, tôi vẫn sẽ cầm tay cô, cùng cô vượt qua. Nếu mà yêu rồi, tất cả đều không thành vấn đề. Còn cần gì phải nói chuyện giao dịch nữa. Nhưng, hiện giờ tôi không yêu cô. Hoặc có thể nói, tôi vẫn chưa yêu cô. Nếu thế thì, tôi phải bắt đầu suy nghĩ về một số thứ có tính thực tế mới được. Tôi sẽ suy nghĩ về độ an toàn tính mạng của mình. Tôi sẽ thấy được đối thủ của tôi mạnh nhường nào, tôi sẽ thấy là việc như thế này chẳng hề thú vị chút nào. Có nhiều sự ràng buộc của điều kiện bên ngoài như vậy, thế thì, tự khắc tôi sẽ chọn bỏ cuộc. Không tham vào ra cuộc thỏa thuận này. Tần Lạc là một cao thủ gọt vỏ táo, những ngón tay mảnh rẻ nhưng mạnh mẽ cũng từ từ xoay tròn theo lưỡi dao sáng bóng đang di chuyển trên tay hắn. Một sợi vỏ dài hiện ra trong lòng bàn tay hắn nhìn như là những cánh hoa được nối liền vào nhau vậy. Một tay mơ chưa từng trải qua chuyện tình ái này, đang nói chuyện tình yêu với một người tay mơ hơn thế nữa. Không suy nghĩ thêm một chút về sự nghiệp của anh sao? Anh nên biết rằng, nếu tôi mà đồng ý giúp anh, thì anh sẽ sớm hoàn thành những gì anh đang theo đuổi. Văn nhân Mục Nguyệt nói đầy vẻ hấp dẫn. Nếu có người đồng ý nỗ lực cùng với tôi, thì tất nhiên tôi sẽ rất hoan nghênh. Nhưng, nếu đem tình yêu ra để thỏa thuận, thì tôi cảm thấy đó là một sự xúc phạm trong lĩnh vực tình yêu và sự nghiệp chung y của tôi. Tôi không gấp, tôi cũng có đủ thời gian. Một sự việc đầy ý nghĩa như vậy, nếu được hoàn thành dưới sự nỗ lực của mình, thì cuộc đời tôi sẽ trở nên đầy ý nghĩa. Tần Lạc cười nói. Không ngờ Văn Nhân Mục Nguyệt lại gật đầu tỏ ra tán thành, cô không muốn can thiệp vào sự nghiệp của Tần Lạc, cũng là không muốn cướp đi nghề nghiệp mà anh ta phấn đấu hết mình mới có được. Có lẽ làm như vậy có phần ích kỷ. Có lẽ phải mất thêm nhiều năm nữa mới có thể đem chung y hướng ra toàn thế giới. Nhưng, xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của phụ nữ. Vậy thì, trên danh nghĩa một người phụ nữ, tôi không có chút gì cuốn hút anh sao? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi với vẻ mặt chăm chú. Không có ánh mắt né tránh, không có vẻ mặt ngượng ngùng, chỉ có một chút tò mò nho nhỏ. Một người con gái cao ngạo như vậy, nghĩ gì nói đấy? Không cần thiết phải che giấu điều gì. Giống như là khi hỏi, anh có thấy cái áo này của em đẹp không? Vậy, cũng là một câu hỏi, không mang theo một chút tình cảm nào hết. Có lẽ là có một chút ít, nhưng, thực sự là quá ít. Không đủ để nói đến. Tần Lạc chăm chú nhìn cô ấy, lắc lắc đầu, nói thực, tôi phải nói thẳng với cô một điều, cô là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nếu là như vậy, thì sự lựa chọn của anh làm cho người ta phải ngạc nhiên rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt cười khẽ. Cũng có rất nhiều người con gái ở bên cạnh tôi, có thể là họ không đẹp bằng cô. Nhưng, họ đều sống sờ sờ bên cạnh tôi. Họ là những người có da có thịt, có tính khí và cá tính riêng của mình. Tôi có thể sờ vào họ, hoặc có thể nói, tôi có thể sống thoải mái tự nhiên bên cạnh họ. Cô không giống, khuyết điểm lớn nhất của cô chính là cô quá xuất sắc. Đúng rồi, chính là cô quá xuất sắc. Một vẻ đẹp quá ư là hoàn hảo. Có trong tay một gia sản vô tận không bao giờ dùng hết, còn nữa, nói thật là trí tuệ của cô, tôi có chút sợ hãi. Mỗi lần gặp cô, tôi đều có cảm giác như bị dò xét vậy. Trước mặt cô, tôi không có bất kỳ. Tần Lạc đưa cho Văn Nhân Mục Nguyệt một quả táo đã được gọt xong, sau đó dùng giấy lau sạch những vết bẩn trên lưỡi dao, rồi cười nói, tôi đang nghĩ, cho dù tôi không đi từ hôn. Chúng ta kết hôn dưới sự sắp xếp của mấy ông già. Tôi cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc cả. Bởi vì, kể cả khi tôi ôm cô, thì cũng giống như là đang ôm một hình người có trí tuệ vô cùng to lớn vậy. Cái cảm giác đó, cô có hiểu không? Đây cũng là lý do anh rõ ràng nhìn thấy ảnh của tôi ở phòng khách, nhưng vẫn kiên quyết từ hôn sao? Văn Nhân Mục Nguyệt khẽ mỉm cười. Tần Lạc vô cùng kinh ngạc, nói, đến cái này mà cô cũng đoán ra được sao? Nếu không, sao anh biết được thân phận của tôi? Ảnh được treo trong phòng khách, anh ngồi ở đó, làm gì có chuyện không nhìn thấy? Tần Lạc thở dài một tiếng, nói, đây chính là nguyên nhân mà tôi không dám thích cô. Cô thực sự quá đáng sợ. Tôi cũng không muốn, Văn Nhân Mục Nguyệt thở dài. Nhưng, tôi không còn cách nào khác. Từ khi còn rất nhỏ, cô ấy đã chịu đủ những ánh mắt xem thường cùng những lời nói cay nghiệt của những ông chú bà bác. Từ đó, cô ấy liền quyết định, nhất định phải trở nên đủ thông minh, đủ mạnh mẽ. Như thế, bất kể ai cũng không thể ăn hiếp mình được. Cha của cô rất say mê nghệ thuật, em trai cô ấy thì không màng gì thế sự. Vì thế cô ấy không thể mong đợi người nào bảo vệ mình được,
chỉ còn một cách là làm cho mình ngày càng trở nên mạnh mẽ. Khi người ta lúc nào cũng ở vị trí cao nhất, thì toàn thế giới đều phải ngước lên nhìn. Nhưng, đến một ngày người ta không cẩn thận phạm phải sai lầm, thì tất cả mọi thứ trên thế gian này bất kể là công khai hay ngấm ngầm đều ồ ạt tấn công, đàn áp, làm cho người đó không thể thoát thân. Cô ấy cũng muốn dừng lại một chút, dành thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng, cô ấy không thể. Ở trong một gia tộc như vậy, chỉ có thể hướng đến phía trước mà sống. Ngày đêm, không ngừng nghỉ. Chỉ cần luôn chạy về phía trước không ngừng nghỉ, cô ấy mới không bị người khác kéo xuống từ cái nơi cao nhất đó, rồi ngã đến thịt nát xương tan. Vì vậy, chúng ta không có cách nào thỏa thuận được cả. Tần Lạc cười nói, chúc cô may mắn. Khi Tần Lạc kéo cửa phòng ra, lại giống với lần trước, Mã Duyệt hết lòng vì công việc đã đứng đợi ở ngoài cửa từ bao giờ. Như thế, khi chủ nhân muốn dặn dò điều gì, thì Mã Duyệt đều có thể chạy đến trong thời gian sớm nhất. Tần Lạc cười với Mã Duyệt, còn Mã Duyệt mặt không một chút biểu cảm, chỉ gật đầu, sau đó kéo cửa đi vào. Tiểu thư, hắn ta đồng ý chưa vậy? Mã Duyệt lên tiếng hỏi, cô ấy vốn biết kế hoạch này của tiểu thư nhà cô ấy. Là một người mưu trí hàng đầu bên cạnh văn nhân Mục Nguyệt, bất luận là việc chung hay việc riêng, cô ấy đều thu thập đủ tin tức cho tiểu thư của cô ấy tham khảo, đồng thời còn đưa ra phán đoán riêng của mình. Anh ta từ chối, văn nhân Mục Nguyệt ngắm nghía quả táo nằm trong tay mình, tựa như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Không ngờ hắn ta lại từ chối. Mã Duyệt vô cùng kinh ngạc, đầu óc người này có vấn đề sao? Ngay cả khi tiểu thư không nói câu nào, với dung nhan của cô ấy, cũng đủ làm cho bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới phải rung động. Hơn nữa, xung quanh tiểu thư lại có nhiều điều kiện kèm theo như vậy. Mã Duyệt cứ nghĩ mãi về những câu hỏi như vậy, trên thế giới này còn có ai có thể xứng đôi với tiểu thư được đây? Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ có tên Tần Tung Hoành là có thể đảm nhiệm được trọng trách này. Nhưng, tiểu thư lại không có ý gì với hắn. Hơn nữa, chỉ vì muốn từ chối hắn, còn phải tìm đến một người đàn ông khác giả danh chồng chưa cưới của cô ấy. Chuyện trên thế gian này quả là kỳ diệu. Sao anh ta lại không thể từ chối? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi lại, đến những việc như từ hôn anh ta còn có thể làm được. Từ chối thêm một lần nữa, thì có sao đâu? Lẽ nào tiểu thư không bàn với hắn chuyện giao dịch sao? Những điều kiện mà chúng ta đưa ra đủ để mê hoặc tất cả mọi người. Mã Duyệt nói, anh ta thiếu cái gì chứ? Tiền, anh ta hoàn toàn có thể tự kiếm ra. Đàn bà ư, Lâm Hoán Khê, Vương Cửu Cửu, Lệ Khuynh Thành, còn cái cô người mẫu Đài Loan, gạch dưới. Nói đến đây, văn nhân Mục Nguyệt đột nhiên trở nên mất hết tâm trí. So với bọn họ, tôi thực sự có phần nào vô cảm. Một người máy với trí óc siêu phàm, Mã Duyệt, cô thấy câu nói này thế nào? Mã Duyệt lặng người, nhưng ngay sau đó lập tức hiểu được đây là lời miêu tả của Tần Lạc về tiểu thư. Mã Duyệt tái xanh mặt, quay người đi tìm Tần Lạc tính sổ. Mã Duyệt, thôi bỏ đi. Văn nhân Mục Nguyệt quát lên, ta thấy rằng, lời ví von của anh ta rất hình tượng. Tiểu thư, đó là hắn chưa bao giờ tiếp xúc mới tiểu thư nên nghĩ vậy. Mã Duyệt an ủi nói. Tiếp xúc rồi, thì không lẽ cái ấn tượng này sẽ được thay đổi hay sao? Ta vẫn là một người máy, không khóc không cười không giận dỗi không mè nheo, gạch dưới thậm chí, không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể. Mã Duyệt thấy tiểu thư tâm tình không được tốt, liền nói, tiểu thư, thế chúng ta phải ứng phó với Tần Tung Hoành thế nào đây? Rồi sẽ có cách cả thôi. Văn nhân Mục Nguyệt lại điềm tĩnh trở lại. Suy nghĩ một lát, cô ấy vẫn không chịu được liền giơ quả táo được gọt sạch trong tay mình lên, nói với Mã Duyệt, anh ta cho ta đấy. Trình độ gọt táo của anh ta không tồi phải không? Nhẹ nhàng cắn một miếng, hương vị trái cây ngọt mát thấm vào tận tim. Mã Duyệt đứng đó miệng há hốc mắt trợn ngược, từ khi nào tiểu thư bằng lòng ăn táo do một người đàn ông gọt vỏ chứ? Chương 113, lời mời khó từ chối. Tần Lạc vừa đi ra khỏi ngoài phòng khách, thì những người phụ nữ đó trong phút chốc đã vây kín xung quanh. Anh chàng đẹp trai, lâu lắm không gặp, càng ngày càng đẹp trai rồi đấy. Nào đến đây cho chị sờ vào mặt một cái nào, xem ra có trơn tru như ngày trước không? Sao không béo lên tí nào thế? Có phải con yêu tinh lệ ngược đãi cưng rồi không? Đi về cùng chị đi, bảo đảm sẽ làm cho cưng trắng trẻo mập mạp hẳn ra. Tần Lạc, gần đây tôi tăng lên mấy cây gì rồi? Xấu chết đi được, anh có cách nào giúp tôi giảm béo không? Những người phụ nữ này đều là khách quen của Quốc tế Khuynh Thành, cũng rất quen thuộc với Tần Lạc. Nên nói chuyện đều có vẻ tự nhiên, có những người háo sắc hơn một chút, còn đến sàm sỡ,
lợi dụng nữa cơ. Lệ Khuynh Thành từ trên ghế salon nhảy dựng lên, đẩy Tần Lạc về phía sau mình, bảo vệ như gà mẹ bảo vệ gà con vậy, rồi chửi bới, mấy mụ đàn bà lưu manh này, quy củ một chút đi, động chân động tay, định sàm sỡ Tần Lạc nhà tôi đấy à? Cẩn thận không tôi tìm đến các mụ thu phí đấy. Rồi lại quay mặt lại nói với Tần Lạc, cưng yêu, đi, ta có chuyện cần bàn với cưng. Vừa nói liền kéo tay Tần Lạc lên lầu ba, đó là vương quốc riêng của cô ta. Yêu tinh lệ lại hồi xuân rồi, cô phải thương xót chàng trai của chúng tôi một chút. Một người phụ nữ đứng đằng sau nói vọng ra, những phụ nữ còn lại vui ra mặt. Trần Tư Tuyền đang ngồi trên ghế xem tạp chí, nhìn thấy có hai người đi đến, liền cười nói, đã xử lý xong hết chuyện chưa? Xong rồi, bây giờ tôi phải tra khảo tên tiểu tử này cái đã. Xem hắn ta còn có việc gì giấu tôi, Lệ Khuynh Thành nói. Cô ta kéo Tần Lạc ngồi xuống ghế, sau đó đặt đầu gối lên trên đùi hắn, người nghiêng về phía trước, khuôn mặt xinh đẹp từ từ tiến đến gần Tần Lạc, nói, anh quen mụ nhà giàu đó hả? Quen, Tần Lạc gật đầu. Hai người có quan hệ gì vậy? Lệ Khuynh Thành rất hài lòng về câu trả lời thẳng thắn của Tần Lạc, rồi lại tiếp tục hỏi. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Tần Lạc nói pha chút ngượng ngùng. Thời đại nào rồi, vẫn còn định hôn ước từ nhỏ. Nói ra thì thật mất mặt. Đầu gối Lệ Khuynh Thành mềm nhũn, suýt chút nữa thì nhào vào lòng Tần Lạc. Anh nói cái gì, cô ta là vợ chưa cưới của anh. Đúng vậy, Tần Lạc gật gật đầu. Ông nội của tôi ngày trước đã cứu sống ông nội cô ấy. Ông cô ấy nói nếu ngày sau có con gái cháu gái thì sẽ cho làm dâu Tần gia. Tần Lạc không nói câu gì như nếu có con trai thì sẽ làm sao, hắn luôn muốn giữ chút thể diện cho gia tộc văn nhân. Lệ Khuynh Thành chết lặng hồi lâu, nhưng đầu óc lại hoạt động với tần suất cao nhất. Nghĩ một lát rồi nói, không đúng, anh nói dối, nếu cô ta là vợ chưa cưới của anh, vậy sao lần trước gặp hai người lại không biết nhau? Tôi không dám nhận, Tần Lạc đáp. Vì sao chứ? Tôi đã đến nhà họ từ hôn rồi, Tần Lạc nói. Từ hôn, Lệ Khuynh Thành lại một lần nữa kinh ngạc trước lời của Tần Lạc. Anh có bị bệnh gì không đấy? Tôi chẳng có bệnh gì cả. Anh chắc chắn là có vấn đề. Tần Lạc, không lẽ anh sắp chết rồi sao? Hay là, anh mắc phải bệnh gì mà khó nói ra được, không thể làm gì được? Lúc nói, đôi mắt kiều diễm của Lệ Khuynh Thành không khỏi đưa đi đưa lại trên người Tần Lạc. Như là muốn nhìn xem, có bệnh tật gì ẩn giấu bên trong. Tôi không có bệnh gì cả, thật sự là không có bệnh gì. Tần Lạc không thể không giải thích thêm một lần nữa cho Lệ Khuynh Thành hiểu. Không tin cô sờ thử xem. Sau khi Lệ Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào mắt Tần Lạc hồi lâu, đột nhiên bật cười. Đôi lông mày quyến rũ, đôi môi gợi cảm, lại còn bộ ngực đầy đặn và sung mãn, có thể làm cho người ta chết đi sống lại. Cậu nhóc, học được thói lưu manh rồi đấy hả? Anh muốn tôi sờ vào đâu đây? Lệ Khuynh Thành hỏi đầy khiêu gợi. Tôi chỉ muốn chứng minh với cô là tôi không có bệnh mà thôi. Tần Lạc nghiêm chỉnh nói. Không có bệnh thì anh đến đó từ hôn làm gì? Lệ Khuynh Thành tức giận nói. Có thể là tôi không thích, Tần Lạc đáp. Sau khi nghe Tần Lạc trả lời, Lệ Khuynh Thành lặng người đi một lúc, rồi sau đó cô ta dùng hết sức lắc cổ Tần Lạc hét lên, không thích. Không thích thì anh có thể từ hôn sao? Ai cho phép anh từ hôn chứ? Sao anh có thể từ hôn? Anh tìm đâu ra một người vợ có tài? Có sắc lại có tiền như vậy được chứ? Bỏ qua cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào khác nữa đâu, anh hiểu không? Anh từ hôn làm cái gì chứ? Anh từ hôn rồi, thì làm gì có tiền mà bao tôi với Tư Tuyền nữa chứ? Lệ Khuynh Thành lồng lộn một hồi, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Cô ta nghiêm mặt nhìn Tần Lạc hỏi, những điều anh nói đều là sự thật. Tôi cần gì phải nói dối cô? Tần Lạc cười khổ, hắn cũng hy vọng tất cả những điều này không phải là sự thật. Anh thực sự không thích cô ấy? Lệ Khuynh Thành nghi ngờ hỏi. Tần Lạc lắc lắc đầu, nói, ngày trước cũng hơi ghét một chút. Nhưng lần gặp mặt này, cũng không đến nỗi. Cô ấy cũng không đanh đá kiêu ngạo đến mức như tôi từng nghĩ. Mẹ kiếp, người ta chạy đến tìm anh cả hai lần rồi, thế mà gọi là đanh đá kiêu ngạo à? Một người giàu có như vậy mà có mắt cũng như mù, sao có thể thích một người vô tâm như anh được cơ chứ? Ngoài việc anh còn là trai Tân gia, anh còn được tích sự gì cơ chứ? Lệ Khuynh Thành bất mãn cho văn nhân Mục Nguyệt, chửi rủa nói. Tần Lạc nhếch môi cười khổ, nói, cứ cho là cô ấy là khách VIP của cô đi, cũng không cần cô phải nói đỡ cho cô ấy vậy chứ. Lệ Khuynh Thành thở dài một tiếng, nói, ôi, tên ngốc này. Đúng là không biết yêu. Nói thật cho anh biết nhé, một người phụ nữ như cô ấy,
đồng ý dừng lại nói chuyện với anh, cũng gọi là dễ gần rồi. Người trong tầng lớp bọn họ, anh không hiểu đâu. Cô hiểu chắc, Tần Lạc cười ha hả hỏi. Hắn luôn muốn hỏi về mối quan hệ giữa Lệ Khuynh Thành và Cửu Yên Mị. Nhưng, cứ mỗi lần mở miệng ra lại không dám hỏi nữa. Nếu người phụ nữ này không muốn nói, thì cô ấy ắt có lý do riêng của mình. Tôi cũng không hiểu, sự lo lắng chợt hiện lên trên mặt của Lệ Khuynh Thành rồi biến mất, cô lắc đầu nói. Hai người đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì hết thế? Trần Tư Tuyền đứng bên cạnh hỏi. Người đàn ông mà cô thích có vợ chưa cưới rồi, là một người vừa có tài, có sắc lại có tiền. Cô vừa xong có nhìn thấy người phụ nữ ngồi trong chiếc Rolls-Royce đến đây không? Chính là cô ta đấy. Chúng ta kiếm cả đời cũng không với đến váy của người ta, Lệ Khuynh Thành dùng những lời lẽ ngắn gọn nhất thuật lại nội dung câu chuyện. Trần Tư Tuyền trầm lắng hồi lâu, cố cười nói, như thế tốt mà. Ngày sau chúng ta đi ăn, thì cứ để Tần Lạc trả tiền. Tôi đã đi từ hôn rồi. Tần Lạc giải thích. Từ hôn thì có tác dụng gì chứ? Lệ Khuynh Thành bĩu môi nói. Theo tôi biết, với tài trí của người phụ nữ này, thì anh chắc chắn không thoát khỏi bàn tay của cô ta đâu. Miệng cô thật là độc địa. Không muốn đôi co về chuyện này nữa, Tần Lạc hỏi, buổi chiều có việc gì không? Nếu không có, thì tôi về trước đây. Sao, nhớ chị Lâm của anh rồi à? Nếu không muốn về, thì chiều đi cùng tôi với Tư Tuyền đến trường quay đi. Hôm nay Tư Tuyền sẽ quay quảng cáo cho chúng ta đấy, anh cũng có thể đến tham quan mà. Nói thế nào đi nữa thì công ty cũng là của anh cũng phải cho chút ý kiến mới được. Lệ Khuynh Thành nói. Tần Lạc nghĩ một lát, giờ về cũng không có chuyện gì làm. Liền quyết định ở lại đi cùng họ đến trường quay quảng cáo. Cô có thể đứng dậy được không? Tần Lạc ngẩng đầu lên nhìn Lệ Khuynh Thành nói. Sao, đè vào anh thế này mà anh không thoải mái à? Lệ Khuynh Thành cười ha ha nói. Một đầu gối của cô quỳ lên đùi Tần Lạc. Không phải, cô hở hết ra rồi. Tần Lạc chỉ vào một mảng thịt trắng như tuyết của cô nói. Lệ Khuynh Thành hết sức kinh ngạc, tiếp ngay sau đó, cô còn dùng sức hất hất ngực lên trước mặt Tần Lạc, nói, dù sao thì sau này cũng làm bà hai của anh. Cứ coi như là đầu tư trước đi. Văn nhân Mục Nguyệt vừa quay lại văn phòng, Mã Duyệt lại sồng sộc tiến vào. Tiểu thư, Tần Tung Hoành đến rồi. Anh ta muốn gặp tiểu thư. Mã Duyệt vội vàng báo cáo. Trong thâm tâm cô ấy biết rất rõ mục đích đến đây của Tần Tung Hoành là gì. Để anh ta vào, vẻ mặt văn nhân Mục Nguyệt không một chút biểu cảm, lạnh lùng nói. Tiểu thư, thế tiểu thư từ chối anh ta như thế nào? Mã Duyệt quan tâm hỏi. Từ chối, sao phải từ chối? Văn nhân Mục Nguyệt đang nghịch con dao nằm trong tay. Nếu anh ta muốn tôi tham gia lễ mừng thọ 80 tuổi của ông anh ta, thì tôi đồng ý là cùng chứ gì? Tiểu thư, cô định đồng ý sao? Mã Duyệt giật mình, nếu như thế, gia tộc văn nhân sau này sẽ bị Tần gia nuốt chừng mất. Ta chỉ là đến tham gia lễ mừng thọ thôi mà, không liên quan gì đến những chuyện khác. Văn nhân Mục Nguyệt nói, đi mời anh ta vào đây. Vâng, thưa tiểu thư, Mã Duyệt đi ra ngoài mà trong lòng vẫn không hiểu gì. Cô chủ của cô ấy nghĩ gì, không phải một người bình thường có thể hiểu được. Tần Tung Hoành bước vào một mình. Mặc một bộ com lê đơn giản nhưng thủ công không hề đơn giản tí nào, đeo một cặp kính Hermes, thời thượng mà lại thoải mái. Nhìn từ xa, cũng chỉ là một công tử nhà giàu mà thôi, không ai có thể nghĩ, một khuôn mặt vô hại, bề ngoài của một người đàn ông tao nhã lịch sự lại chính là công tử Chí Tần Tung Hoành, chấn động cả đất Hiến Kinh. Công việc lý tưởng nhất là một tháng có 7 ngày nghỉ. Mục Nguyệt, em thế này thật là vất vả. Tần Tung Hoành tháo kính xuống, lộ ra cặp mắt ấm áp nồng nàn. Chiều mến nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói. Có quá nhiều việc để làm. Không nghỉ ngơi được, văn nhân Mục Nguyệt không đứng dậy đón. Chỉ vào cái salon ở đối diện, ý bảo hắn ngồi vào đó. Hắn không ngồi vào cái ghế salon gần cửa, mà kéo cái ghế ở đối diện văn nhân Mục Nguyệt ra và ngồi xuống. Đó là nơi dành cho cấp dưới lâu lâu vào báo cáo công việc. Chỉ từ hành động của hắn là có thể nhìn ra được, đây là một người không bình thường, không thích bị người khác khống chế. Hai cánh tay của Tần Tung Hoành đặt lên trên bàn làm việc của văn nhân Mục Nguyệt, 10 ngón tay đan chéo lại với nhau. Khi nói chuyện với người khác, ánh mắt hắn lúc nào cũng rất chăm chú nhìn vào đối phương. Điều đó làm cho người ta thấy là mình được tôn trọng, lại không làm cho người ta thấy sự công kích hèn mọn cùng cảm giác bị ổi hạ lưu dâm tà. Lao động chân tay thuộc tầng lớp thấp nhất, lao động trí óc là thuộc tầng lớp trung bình, kẻ trên cùng bao giờ cũng là kẻ sai khiến người khác. Gia tộc văn nhân đời nào cũng có tài năng xuất chúng,
có thể phần nào gánh vác nỗi lo của gia tộc. Tần Tung Hoành nói. Văn nhân Mục Nguyệt với ánh mắt và giọng nói lạnh lùng, Tần đại thiếu gia, tôi quá ngu ngốc sao? Tần Tung Hoành không hề bị hù dọa bởi thái độ cự tuyệt từ bên ngoài hàng ngàn dặm của văn nhân Mục Nguyệt, thái độ của hắn vẫn rất ôn hòa, trên mặt vẫn cười rất tự tin, nói, Mục Nguyệt, em biết mà, anh không có ý thế. Chỉ là anh thương em cực khổ quá mà thôi. Anh không hy vọng em sẽ trở thành một người phụ nữ quá mạnh mẽ, nếu có thể lựa chọn, anh sẽ hy vọng em chỉ là một cô gái để cho người khác nâng niu chiều chuộng mà thôi. Cảm ơn anh, tôi vẫn là tôi, không vì ai mà thay đổi điều gì, cũng không thể thay đổi được. Văn nhân Mục Nguyệt lạnh nhạt nói, đại thiếu gia đến đây với mục đích là. Tần Tung Hoành biết người phụ nữ này muốn lảng tránh sang chuyện khác, nhưng hắn không hề tỏ ra vội vàng. Hắn cười nói, Tiểu Chiếu không nói với em sao? Vài ngày nữa là đến ngày mừng thọ 80 tuổi của ông, anh muốn mời em đến tham gia yến tiệc. Em cũng biết đấy, trong đám trẻ bây giờ, ông chỉ khen ngợi em thôi. Nếu em có thể đến, chắc chắn là ông sẽ rất vui. Chương 114, chụp hình quảng cáo. Lễ mừng thọ 80 tuổi của Tần Gia Gia, tôi chắc chắn sẽ đến chúc thọ ông. Lúc văn nhân Mục Nguyệt nói, tay vẫn đang nghịch con dao mà Tần Lạc dùng để gọt táo cho cô, khuôn mặt lại trở nên lầm lì. Không có một chút nhu mì gì trong đôi mắt cô, không những thế, điệu bộ có đôi chút sát khí nữa. Như thế xem như đồng ý rồi sao? Tần Tung Hoành mỉm cười vui sướng, nhưng trong thâm tâm hắn lại vô cùng hoài nghi. Theo dự đoán của hắn, việc này không thể thành công dễ dàng như thế mới đúng. Từ chối bao nhiêu năm như thế, lẽ nào tự nhiên lại có thể thích được? Đây là một người phụ nữ cố chấp quật cường, khi đã quyết định việc gì, thì khó mà thay đổi được. Cho dù vẫn biết là quyết định như thế là sai lầm. Ngày thường ông vẫn rất quan tâm đến những vãn bối như chúng ta, nếu vào ngày mừng thọ 80 của ông mà không đến chúc mừng ông, thì thực sự là vô lễ quá. Văn nhân Mục Nguyệt giải thích. Nếu em có thể đến, ông sẽ rất là vui. Khi đó anh sẽ lái xe đến đón em. Tần Tung Hoành cười nói. Không cần đâu, ngày hôm đó anh sẽ bận lắm đấy. Không làm phiền anh thế. Hôm đó tôi sẽ đi cùng bạn đến. Văn nhân Mục Nguyệt từ chối nói. Bạn, anh có quen không, có cần thêm một cái thiệp mời không? Những ngón tay của Tần Tung Hoành gõ xuống bàn từng nhịp bỗng nhiên dừng lại, nhưng rất nhanh, lại tiếp tục duy trì cái nhịp điệu đó. Không cần đâu, là bạn riêng của tôi. Đem người đến đấy quấy quả, xin đừng nghĩ gì. Mục Nguyệt em đừng khách khí với anh như thế. Chúng ta cũng là bạn bè nhiều năm nay rồi. Tần Tung Hoành cười nói. Được rồi, anh không làm phiền Mục Nguyệt làm việc nữa. Nhớ là phải nghỉ ngơi đấy nhé. Anh đi trước đây. Tần Tung Hoành đứng lên, gật gật đầu với Mục Nguyệt, ung dung quay người đi ra ngoài. Nhanh gọn, không hàn huyên nhiều và cũng không quá nhiều lễ tiết, không lằng nhằng mất thời gian. Thực tình, bất kể đứng từ khía cạnh nào mà nói, Tần Tung Hoành đều là một người đàn ông đủ làm cho đàn bà phải rung động. Văn nhân Mục Nguyệt giơ con dao gọt hoa quả ở trong tay lên, ánh sáng từ một mặt của con dao chiếu vào ánh mắt lạnh lùng của cô ấy. Anh ấy nói đúng. Ta chỉ là một người máy có trí óc hơn người mà thôi. Một người phụ nữ quá tính toán, cuối cùng cũng sẽ đánh mất tình yêu của mình. Văn nhân Mục Nguyệt thở dài một tiếng. Khi Tần Tung Hoành đi ra khỏi cửa, thì gặp Mã Duyệt đứng ở bên ngoài, liền cười nói, Mã Duyệt, chăm sóc cho cô ấy cẩn thận nhé. Nhớ khuyên cô ấy nghỉ ngơi. Tiểu thư sẽ không nghe lời tôi đâu. Mã Duyệt nói thẳng. Tần Tung Hoành biết rằng chủ tớ nhà này tính tình giống nhau, không hay vòng vo câu chuyện. Cũng không giận cô ấy, cười với cô ấy một cái, liền quay người bước nhanh ra ngoài. Một người đàn ông tướng mặt bình thường râu ria xồm xoàm ngồi xổm ở chân tường hút thuốc lá, nhìn thấy những người phụ nữ đi ngang qua, hắn ta liền giơ cái cổ ra ngó nghiêng với vẻ mặt hèn mọn đê tiện. Thỉnh thoảng có những người phụ nữ không sợ cái giá lạnh của Yến Kinh, chỉ khoác trên mình một chiếc áo lụa đen bước đi qua mặt hắn, hắn liền phấn khích đến đỏ cả mặt, nước miếng như sắp trực trào ra vậy. Chuẩn đấy, cái này chuẩn. Nhìn rất chuẩn, 85 điểm. Chân nhỏ mà dài, bắp đùi tròn trịa, dễ làm, cô đi đứng cho hẳn hoi là được rồi, quay đầu lại làm cái gì chứ? Đen đủi, nhìn thế này mà cũng dám ra ngoài à? Nể mặt cô là phụ nữ, cho cô 30 điểm. Ồ, khuôn mặt này là đỉnh nhất, bỏ qua bước chân dài mà nhẹ, khoảng cách giữa hai đùi thì biết ngay đây là gái điếm. Người đàn ông này bình phẩm hết những người phụ nữ đi ngang qua hắn. Rồi hắn dựa theo những tiêu chuẩn của mình đặt ra để cho điểm họ. Một bộ com lê xa xỉ được khoác lên người hắn, trong tay còn kẹp điếu thuốc hiệu gấu mèo cao cấp chuyên cung cấp cho Trung Nam Hải. Nhưng,
hành vi và cái cách ăn mặc của hắn nhìn không hợp chút nào. Nhìn cái bộ dạng không tiền đồ của cậu kia, Tần Tung Hoành đi đến cạnh người đàn ông này, cũng ngồi xổm như hắn. Nói, cho tôi một điếu thuốc. Hề hề, thiếu gia hút loại nào? Người đàn ông nở nụ cười dung tục, lộ ra bộ răng bị thuốc lá làm cho vàng khè. Cái nào cũng được, Tần Tung Hoành nói. Cũng đúng, thiếu gia hút thuốc cũng chỉ là hút chơi thôi mà. Thuốc nào rơi vào miệng của anh cũng chẳng có vị gì cả. Người đàn ông vừa nói, vừa rút ở trong túi ra một bao thuốc hiệu Hồng Tháp Sơn vỏ mềm, rồi rút một điếu đưa cho Tần Tung Hoành. Tần Tung Hoành lấy điếu thuốc liền chửi, cậu tìm tôi để lấy thuốc, tôi cho cậu cả thùng thuốc hiệu gấu mèo cao cấp. Tôi tìm cậu lấy thuốc, cậu cho ta một điếu hiệu Hồng Tháp Sơn rẻ tiền. Chỉ có cậu mới làm chuyện thế này. Tuy miệng nói vậy, nhưng vẫn châm lửa hút điếu Hồng Tháp Sơn hắn đưa, hít sâu một hơi. Hề hề, anh cũng chỉ là hút chơi thôi mà. Đừng có lãng phí loại thuốc tốt này. Bình thường tôi còn chẳng nỡ hút cơ. Người đàn ông nhếch miệng cười nói. Hút đi, hút hết rồi nói với tôi lại chuyển một thùng đến cho cậu. Tần Tung Hoành nói. Ha ha, tình cảm tốt đẹp, tên răng vàng cười ha ha nói. Nói rồi ngước mắt lên nhìn tòa lầu cao chót vót không nhìn được đỉnh này, rồi hỏi, mụ đàn bà đó từ chối đại thiếu ra sao? Điền Loa, cậu xưng hô với những người phụ nữ khác thế nào ta không cần biết. Nhưng đối với văn nhân Mục Nguyệt, cậu phải tôn trọng. Bởi vì đó là người phụ nữ mà Tần Tung Hoành thích. Tần Tung Hoành nghiêm túc nói. Hề hề, vâng vâng, tôi biết rồi, Điền Loa liên tiếp xin lỗi. Thế thưa đại thiếu gia, chị dâu không đồng ý lời mời của anh sao? Nịnh hót vừa thôi, để cho cô ấy thành chị dâu của cậu, tôi vẫn thiếu hỏa hầu. Tần Tung Hoành nói, nhưng, cô ấy đã đồng ý lời mời của tôi rồi. Thế anh vẫn thở dài cái gì? Lại còn đánh lừa được một điếu thuốc của tôi. Điền Loa tức giận nói. Chỉ là sự việc không diễn ra êm đẹp như ta tưởng thôi. Tần Tung Hoành nói, cậu nói đi, tôi có cần phải gặp hắn ta không? Tình địch của tôi ấy, cậu nghĩ là hắn đã chuẩn bị xong hết chưa? Hề hề, hắn đã chuẩn bị xong chưa thì tôi không biết. Nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần xem trò hay rồi. Hai người đàn ông tranh đấu vì một người phụ nữ, thật thú vị biết bao. Điền Loa cười đắc ý. Cười gì mà cười, còn cười nữa là tôi sẽ tìm cho cậu một cô vợ đấy. Tần Tung Hoành quát. Điền Loa giật nảy mình, vội vàng thu lại vẻ mặt đắc ý của mình. Tần Tung Hoành dí điếu thuốc xuống đất dập tắt ngọn lửa, sau đó đứng dậy nói, đi thôi. Về, ta đường đường một đại thiếu gia lại ngồi xổm hút thuốc ở đây với cậu. Truyền ra ngoài đúng là mất mặt. Hề hề, đó là do đại thiếu gia dễ gần, cùng người ở chúng tôi kết thành một đám. Điền Loa lấy điếu thuốc từ tay Tần Tung Hoành, giật giờ búng vào thùng rác cách đó không xa. Sau đó chạy đi khởi động xe, lùi chiếc xe Mercedes, Ben chống đạn đến trước mặt Tần Tung Hoành. Tần Tung Hoành mở cửa ngồi vào phía sau, rất nhanh xe đã được khởi động trở lại. Điền Loa, lai lịch không rõ ràng, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tần Tung Hoành, với yến kinh đệ nhất thiếu gia Tần Tung Hoành vừa là quan hệ chủ tớ lại vừa là quan hệ bạn bè. Hơn nữa, hắn còn kiêm thêm nhiều chức vụ như tài xế hay còn là vệ sĩ, v.v. của Tần Tung Hoành nữa. Bất kể Tần Tung Hoành đi đâu, đều chỉ đem theo một mình hắn. Dưới sự hộ tống của hắn, trước giờ Tần Tung Hoành đều chưa xảy ra chuyện gì. Thậm chí đến những tin đồn như Tần Tung Hoành bị thương cũng chưa bao giờ có. Thành Yến Kinh có vô số truyền thuyết về người đàn ông đó, nhưng, cái nào mới là thật thì trừ người trong cuộc ra, không có ai biết gì cả. Lệ Khuynh Thành kỳ vọng rất nhiều vào bột dưỡng da Kim Dũng, vì muốn sản phẩm vừa phát hành được đông đảo quần chúng hoan nghênh, không chỉ phải mời người mẫu chân dài số 1 của Đài Loan Trần Tư Tuyền đến làm tiếp thị, mà còn phải bỏ nhiều tiền để mời đạo diễn nổi tiếng trong giới quảng cáo Kim Đức Thụy đảm nhiệm công việc quảng cáo. Ngày hôm nay chỉ là quay và chụp một số ảnh tuyên truyền trong giới truyền thông, nên, địa điểm quay và chụp đều chọn ở phòng nhiếp ảnh nằm ở ngoại ô Yến Kinh của Kim Đức Thụy. Kim Đức Thụy là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi, không mập, nhìn rất cường tráng. Mái tóc dài màu tàn thuốc được buộc gọn gàng ở phía sau lưng, mắt to lông mày đậm, mũi cao miệng rộng, nhìn rất phong độ, tràn đầy sinh lực. Lệ Khuynh Thành lần lượt giới thiệu thân phận của Trần Tư Tuyền và Tần Lạc với ông giơ tay bắt tay với hai người. Nhưng, lập tức hướng ánh mắt đến Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền, bàn bạc với họ những ý tưởng về việc quay phim và chụp ảnh lần này. Tần Lạc hoàn toàn không được ông ta chú ý tới, có lẽ ông ấy nghĩ rằng một thanh niên như thế này thì có gì đáng để mà để ý.
ông ấy vẫn cho rằng Tần Lạc là người đại diện hay trợ lý hoặc một chức vụ gì đó của Trần Tư Tuyền. Không hiểu nguyên nhân vì sao, khi Lệ Khuynh Thành giới thiệu Tần Lạc cũng có chút mơ hồ, khó trách người khác sẽ hiểu lầm. Tần Lạc không hề để ý gì, hắn chỉ là một người tham quan. Việc như thế này, hãy cứ phó thác cho những người chuyên nghiệp như thế này làm đi. Ba người nói chuyện một hồi, Kim Đức Thụy lại khua tay múa chân với Trần Tư Tuyền một lúc, sau đó nói với trợ lý nhiếp ảnh của ông, đưa Trần Tiểu Thư đi thay quần áo. Đợi đến khi Trần Tư Tuyền đi ra, thì thời gian đã gần quá một giờ đồng hồ. Cũng may là nhiếp ảnh bằng đã chuẩn bị trà nước và hoa quả đầy đủ, còn ông đạo diễn Kim kia thì rất biết ăn nói, nội dung câu chuyện ông ấy nói rất thú vị, không đến nỗi làm Tần Lạc ngủ gật. Bây giờ Trần Tư Tuyền mặc một bộ đồ công sở màu bạc, đôi tất dài màu đen, đồng màu với đôi giày cao gót. Nhìn bề ngoài giống như là một nhân viên văn phòng cao cấp. Kim Đức Thụy nói, bộ ảnh đầu tiên của chúng ta là bộ ảnh về người đẹp thành phố. Nguồn tiêu thụ sản phẩm của chúng ta chính là những loại người như thế này, những bộ quần áo bó sát hiện đại kết hợp với những mỹ phẩm tuyệt mỹ thời cổ, tạo ra cho người ta có cảm giác hình ảnh bị xung đột một cách mãnh liệt. Cứ như vậy, cấp độ hình ảnh sẽ hiện ra với nhiều tầng lớp, làm cho mọi người có ấn tượng sâu sắc hơn. Về phương diện này Kim Đức Thụy là chuyên gia, chỉ cần chạm vào phạm trù chuyên môn của ông ta, thì ông ta thao thao bất tuyệt, người ngoài muốn chen lời vào cũng khó. Trần Tiểu Thư, cô đi đến chỗ tờ hải báo đó. Đúng rồi, hai chân tách ra một chút, đầu gối hướng vào phía trong khép vào với nhau, Được rồi, nét mặt hoang dã một chút, được, giữ nguyên tư thế đó. Trần Tư Tuyền vốn xuất thân từ người mẫu, nên rất có kinh nghiệm trước ống kính. Không cần đạo diễn phải nói nhiều, cô lĩnh hội rất nhanh ý của đạo diễn. Hai người phối hợp với nhau rất tốt, thế nên tiến độ chụp rất nhanh. Anh thấy thế nào? Lệ Khuynh Thành quay sang hỏi Tần Lạc. Tôi thấy hơi kỳ, Tần Lạc trả lời. Kỳ. Đúng vậy, hình ảnh làm cho người ta có cảm giác không được hợp nhau cho lắm. Đúng là có xung đột về hình ảnh. Thế nhưng không thể đem hai yếu tố đẹp hoàn mỹ như vậy kết hợp lại được với nhau. Tần Lạc cố tìm ra được những từ để thể hiện hết cảm giác về hình ảnh của mình. Giống như là, hai thứ cách xa nhau vậy, tôi không tìm ra được cảm giác tồn tại cần có của bột dưỡng da Kim Dũng. Lệ Khuynh Thành sắc mặt đầy vẻ nghi ngờ, cô nghĩ một hồi, bèn quay sang Kim Đức Thụy nói, đạo diễn Kim, xin ngừng một chút. Tôi có một số ý kiến muốn bàn với ông. Chương 115, Nữ Vương. Nữ Vương. Nghệ thuật gia không nhất thiết là phải có tài hoa, nhưng, họ chắc chắn sẽ có một tính khí vô cùng cổ quái. Khi Kim Đức Thụy đang nhập tâm chụp ảnh mà bị người khác làm phiền thì rất giận dữ, cho dù người phụ nữ này có là chủ của ông đi chăng nữa. Sau khi ông ta hét lên một tiếng, cắt, tiện tay vứt luôn máy ảnh vào tay anh trợ lý vẫn đứng bên cạnh giúp ông chiếu đèn và chuẩn bị đạo cụ, rồi bước đến trước mặt Lệ Khuynh Thành với vẻ mặt không cam lòng, nói, Lệ Tổng Giám Đốc, còn việc gì nữa không? Chúng ta đã nói trước với nhau rồi, cô cứ phiền trong lúc tôi quay thế này, đến lúc cùng một bộ ảnh mà có hai hiệu quả khác nhau, thì trách nhiệm thuộc về ai đây? Rất xin lỗi, Lệ Khuynh Thành cười nói, nhưng, tôi vẫn muốn ông nghe thử ý kiến của anh bạn tôi đây. Anh ta, ánh mắt Kim Đức Thụy dừng lại trên người Tần Lạc, nhưng chỉ trong phút chốc mà thôi. Rất nhanh ông ấy liền đưa mắt đi chỗ khác. Anh ta có thể có ý kiến gì? Giám đốc Lệ, tôi từ trước đến giờ đều cho rằng, nên cho những nhân viên chuyên nghiệp đến làm công việc sở trường của họ. Nghe một chút cũng không sao mà, Lệ Khuynh Thành nói. Tần Lạc không hề tức giận vì bị người khác khinh thị, vì hắn biết, trên thế giới này, nếu người ta không thể hiện được hết thực lực của mình, thì chỉ có thể làm hòn đá lót đường cho người khác dẫm lên mà thôi. Luật rừng chính là cá lớn nuốt cá bé, không liên quan gì đến thiện ác cả, không ai có thể thay đổi được. Tôi nghĩ rằng, tạo hình của album ảnh người đẹp thành phố của ông không được bắt mắt cho lắm. Hoặc là, Tần Lạc dừng lại một chút, nói, có chút xung đột với khái niệm sản phẩm. Bị Tần Lạc chỉ trích như vậy, Kim Đức Thụy cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích. Ông ta xấu hổ nói, không đủ bắt mắt, anh thì hiểu cái gì, anh là chuyên gia hay tôi là chuyên gia? Tất nhiên là ông là chuyên gia rồi, tôi thậm chí còn không hiểu rõ nguyên tắc của quảng cáo nữa là. Nhưng, chuyên gia không thể nói lên điều gì. Tần Lạc phản đối nói, ông đứng từ góc độ chuyên gia để suy nghĩ, nhưng, tôi đứng trên góc độ của người thưởng thức những bức ảnh của ông để suy nghĩ. Lẽ nào khán giả lại không có quyền lên tiếng? Tác phẩm của ông là để dành cho khán giả, chứ không phải là giảng viên đại học hay giáo sư xem chứ. Hơn nữa, không ai biết rõ hơn tôi về công dụng của phấn dưỡng da Kim Dũng cả.
Nếu ông coi nó là như vậy, thì cũng chỉ có thể ngang hàng với những thứ như kem làm đẹp và kem dưỡng da khác. Đây không phải là hiệu quả có 102 mà chúng tôi muốn. Có 102, anh nghĩ là có 102 dễ làm lắm sao? Nếu anh đã có nhiều ý tưởng như vậy, thì anh hãy tìm một phương pháp có 102 cho tôi xem. Kim Đức Thụy cười nhạt nói, rồi bật một bia uống như uống nước ngọt. Tần Lạc cười nói, là tôi nghĩ như vậy. Loại phấn dưỡng da Kim Dũng này là sản phẩm thảo dược làm đẹp hoàn toàn là tự nhiên, vì thế nên nhấn mạnh vào điểm này. Bối cảnh không thích hợp đặt ở bên trong thành phố, mà nên chọn đặt ở trong rừng. Tốt nhất là những rừng lâu năm một chút. Tất nhiên, những khu rừng nguyên sinh thế này không dễ tìm thấy ở gần Yến Kinh, cho nên, có thể tìm những tòa nhà cổ mà vương gia quý phi từng sống cũng được. Tần Lạc vốn muốn nói là tốt nhất là đi đến rừng rậm Vân Điền, những bức ảnh được chụp ra ở đó sẽ vô cùng tuyệt vời. Nhưng lộ trình đi đến đó vô cùng gian khổ, hơn nữa quá trình chụp ảnh cũng rất nguy hiểm, nên hắn cũng chỉ còn cách gạt bỏ ý nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu. Còn nữa, phấn dưỡng da Kim Dũng được làm từ những phương thuốc cổ truyền, tôi nghĩ để người mẫu mặc hán phục cổ hoặc là sườn xám thì có phải là thích hợp hơn một chút không? Kim Đức Thụy cau mày nghĩ một chút, hỏi, mặc hán phục để chụp ư, đây chính là sáng kiến của anh sao? Đúng vậy, quần áo và đồ trang sức nên có một điều chỉnh nho nhỏ. Thêm vào một số chi tiết hiện đại nên những trang phục cổ vốn có. Tần Lạc nghĩ hồi lâu, rồi nói, đúng rồi, nữ vương, phải tìm ra cảm giác như là nữ vương vậy. Chúng ta cần một hình tượng nữ vương cuốn hút mà quý phái. Tần Lạc vừa nói, vừa tưởng tượng ra những hình ảnh như vậy. Trong một căn phòng cổ, có một người phụ nữ đầu đội mũ phượng mặc hán phục đang ngồi trang điểm trước gương đồng, ánh sáng rọi từ cửa sổ, chiếu vào những sợi dây vàng quấn quanh chiếc váy dài của họ. Toàn thân như được phủ một lớp vàng vậy, một vẻ đẹp cuốn hút mà cao quý thanh lịch. Thật đẹp biết bao. Từ trong máu, Tần Lạc vẫn là một người đàn ông vô cùng truyền thống. Rất yêu thích văn hóa cổ đại của Trung Quốc. Ví dụ như chữ viết từ bút lông, cổ cầm, những phụ nữ cổ Trung Quốc. Óc thẩm mỹ của anh thật là khác người. Kim Đức Thụy khinh thường nói. Tôi vẫn kiên trì sáng kiến của tôi. Người đẹp thành phố, khán giả của các người chính là các cô gái. Thế là, chia rẽ bắt đầu nảy sinh từ đây. Tần Lạc quay sang hỏi Lệ Khuynh Thành, tôi có phải là cổ đông lớn của Quốc tế Khuynh Thành không? Đúng vậy, Lệ Khuynh Thành gật đầu. Thế thì hãy để ông ấy làm theo ý của tôi. Tần Lạc nói, bà nói chứ, đúng là không nể mặt. Chẳng lẽ còn có người hiểu tác dụng của sản phẩm này hơn tôi sao? Cái cảm giác mà tôi muốn, chỉ mình tôi mới có thể đáp ứng được. Lệ Khuynh Thành rất ít khi thấy Tần Lạc mạnh mẽ như vậy, kiên quyết bắt người khác phải làm theo ý kiến của mình. Đối với cô ấy mà nói, cô ấy rất vui vì nhìn thấy thay đổi này của Tần Lạc. Đạo diễn Kim, vị này là cổ đông lớn của Quốc tế Khuynh Thành chúng tôi. Ông chủ lớn, lời nói của ông ấy chính là thánh chỉ đối với chúng tôi. Không dám không nghe theo, đạo diễn Kim có thể thử làm theo ý của anh ấy được không? Kim Đức Thụy giật mình, không ngờ một người trẻ tuổi không có nét gì như vậy mà lại là ông chủ lớn của Quốc tế Khuynh Thành. Nhưng, không thể mất nguyên tắc của mình được. Hơn nữa, tác phẩm như thế này mà đem ra ngoài, không phải là tự mình làm hỏng thương hiệu của mình sao? Hơn thế nữa, vừa rồi nói ý kiến đó thật là tồi, giờ lại đem đi chụp, mặt mũi để vào đâu cho hết ngượng. Tôi sẽ không chụp đâu. Cái ý tưởng tồi như vậy, mấy người cứ tìm người khác đến chụp đi. Kim Đức Thụy từ chối nói. Ông có thể từ chối chụp, nhưng, ông không được nói ý tưởng của tôi tồi. Tần Lạc có vẻ không vui nói. Đây chính là ý tưởng chợt lóe lên của hắn. Cứ cho là ông không thích, cũng không nên hạ thấp nó trước mặt mọi người chứ. Ông phải chụp, Lệ Khuynh Thành mặt tối sầm nói. Nụ cười đẹp biến mất ngay sau đó, giống như là đột nhiên trở thành một người khác vậy. Không thể không làm cho người ta phải nghĩ rằng, người phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn cả trở mình. Tổng Giám đốc Kim, chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Lệ Khuynh Thành nhắc nhở nói, trong hợp đồng có quy định rõ ràng, là phải làm chụp theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi chính là khách hàng của ông phải chụp theo ý của chúng tôi muốn. Tôi sẽ trả lại số tiền tạm ứng cho các người. Tôi không chụp nữa, Kim Đức Thụy cười nhạt nói. Tôi không chấp nhận lấy lại tiền tạm ứng. Trong hợp đồng yêu cầu trong vòng một tháng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành được, thì theo điều khoản đã định trong hợp đồng, ông phải bồi thường gấp 10 lần cho tiền lệ phí bội ước. Đầu óc của Lệ Khuynh Thành thật lợi hại, nhớ rõ từng chi tiết các điều khoản trong hợp đồng. Cô Kim Đư Xê Thụy chán đẫm mồ hôi lạnh,
Bây giờ ông ta mới biết, hóa ra trong lúc ký kết hợp đồng, ông đã bị vào chồng của người phụ nữ này rồi. Tất cả các khả năng đều được cô ta sắp hết vào đó rồi, bây giờ muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Hơn nữa, tác phẩm của tôi là có quyền ưu tiên. Nếu tôi không bằng lòng với những bức hình của ông, tôi sẽ sai người đến thúc giục ông hàng ngày. Những tháng tiếp theo, ông cũng không cần nhận những công việc khác nữa đâu. Đúng rồi, tôi nói rất rõ ràng rồi. Đây chính là uy hiếp đấy. Mặt Kim Đức Thụy không ngừng biến sắc. Ông không thế nào ngờ rằng, một người phụ nữ gợi cảm ngày trước nói cười bàn chuyện với ông, còn làm cho ông nghĩ ngợi lung tung, làm sao trong phút chốc biến thành rắn rết mà làm cho người ta sợ đến vậy chứ. Kim Đức Thụy tự than, những người có tiền này thật là khó hầu hạ. Khi họ vui vẻ, thì tâng người ta lên đến trời. Dù người ta tính khí thất thường thế nào thì họ cũng nghe theo làm theo. Nhưng, khi người ta làm họ tức giận, họ lập tức trở mặt lại ngay, sai bảo người ta như súc sinh vậy. Nếu mà chạy chậm một chút thì có khi còn bị roi quất cũng nên. Đưa Trần Tiểu Thư đi thay hán phục, chúng ta đi chụp ngoại cảnh. Kim Đức Thụy mặt tối sầm nói với trợ lý. Đợi cho Kim Đức Thụy chuẩn bị công cụ chụp ngoại cảnh, Tần Lạc hỏi nhỏ Lệ Khuynh Thành, thế này liệu có phản tác dụng, làm cho hắn tiêu cực bãi công không? Anh ta không dám tiêu cực đến mức bãi công đâu, chỉ có thể cố gắng hết sức để chụp tốt thôi. Làm cho chúng ta vừa lòng để đỡ bị chúng ta làm phiền nữa. Quyền lực sinh ra dưới lòng súng, có áp lực thì mới thành công, chẳng lẽ anh không hiểu cái đạo lý này sao? Lệ Khuynh Thành hết sức tự tin nói, người phụ nữ này đúng là con yêu tinh, nắm bắt hết được nhân tính con người. Nhưng, đánh người ta một cái, thì cũng phải đưa cho người ta một viên kẹo đúng lúc. Nếu không, họ sẽ ghi hận trong lòng. Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói, có thời gian ta sẽ sai người đem cho hắn một món quà nhỏ. Nếu hắn thông minh một chút thì sẽ hiểu được ý của ta mà thôi. Thật khủng khiếp, Tần Lạc cười khổ, so với người phụ nữ này, kinh nghiệm cuộc sống của mình có phần nghèo nàn hơn rất nhiều. Ý anh nói là tôi khủng khiếp sao? Lệ Khuynh Thành liếc Tần Lạc một cái, hỏi. Ý tôi nói là lòng người thật khủng khiếp. Tần Lạc đáp, người thì có gì mà khủng khiếp cơ chứ? Nhưng lòng người thì thật hiểm ác. Nếu chúng ta không làm cho người ta yêu được, thì phải làm cho người ta sợ. Người ta yêu anh, thì sẽ không làm tổn thương anh. Còn người ta sợ anh, thì sẽ không dám đến làm tổn thương anh. Lệ Khuynh Thành nói. Được mua trước một bài học rồi. Để tu luyện thành một yêu tinh lão luyện bách độc bất xâm như cô ấy, thì độ khó khăn đâu có thể dừng lại ở 9 x 981 được chứ. Không có ai sinh ra đã độc ác, cũng không có ai sinh ra đã không muốn hướng thiện. Khi con người vừa sinh ra thì tư duy chỉ như một tờ giấy trắng, trong quá trình sinh trưởng, cuộc sống thêm vào màu gì cho tờ giấy trắng đó, thì cuộc đời người đó sẽ là màu ấy. Cô thấy ý tưởng của tôi thế nào? Tần Lạc hỏi. Đến lúc này mới đến hỏi tôi. Dù sao thì anh cũng quyết định rồi. Phải bồi thường hay là có kiếm được đi chăng nữa, thì cũng là việc của anh. Lệ Khuynh Thành cười nói. Đúng rồi, cậu bé, cậu thích kiểu nữ hoàng à? Cũng không đến nỗi. Tần Lạc đáp lời một cách giả tạo. Lần sau tôi sẽ mặc bộ đồ nữ hoàng cho anh xem. Lệ Khuynh Thành nói nhỏ bên tai Tần Lạc. Đồ nữ hoàng. Không phải kiểu mà anh nghĩ. Là loại áo da váy da. Tất mỏng dạng mắt cá. Đeo một cái mũ hải tặc. Tay đeo dây da ấy. Không lẽ anh chưa từng nhìn thấy? Chưa, Tần Lạc lắc đầu. Ngay lập tức trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh Lệ Khuynh Thành mặc chiếc áo da bó sát. Lộ ra bộ ngực tròn chính như trái bóng. Chiếc váy da gợi cảm chỉ đủ để che đi, lộ ra chiếc quần con màu đen hoặc màu trắng ở bên trong. Một chiếc quần tất kéo lên đến đùi, mái tóc dài vắt qua vai, đầu đội một chiếc mũ cướp biển nghiêng nghiêng như thuyền trưởng rách, chỉ vào mình mà nói, từ nay trở đi, anh sẽ là nô lệ của tôi. Oh, my God! Tần Lạc nghĩ một lúc, đã phải xúc động đến chảy máu mũi rồi. Chương 116, sự uy hiếp hấp dẫn. Mục Thân Vương Phủ, còn gọi là Phủ Cách Cách. Là khu biệt viện do chính Mục Thân Vương xây dựng cho con gái yêu quý nhất của mình. Hoàng thượng sau khi vương triều bị lật đổ, Phủ Cách Cách này cũng bị chính phủ thu hồi, thuộc về nhà nước. Sau đó, nơi mà công chúa tôn quý từng trú ngụ này biến thành địa điểm du lịch, chỉ cần bỏ ra 20 đồng là có thể vào đây tham quan. Nếu như bạn là học sinh, còn được giảm giá 50% nữa. Phủ Cách Cách không chỉ phục vụ cho du lịch, mà còn là địa điểm yêu thích của nhiều nhà làm phim quay phim tại đây. Hội Tần Lạc chọn nơi quay phim chụp ảnh chính là nơi này, Cách Cách Phủ, và còn ký hợp đồng thuê mượn với chủ quản, đem căn phòng năm xưa của Cách Cách Tú Linh cho Trần Thư Tuyền sử dụng nữa.
ánh nắng chứa chan, tâm tư thoải mái. Đi vào quần thể kiến trúc cổ này, làm cho người ta bất giác chìm đắm, ngây ngất ở trong đó. Tường đỏ ngói đỏ, ván nhà, cột nhà được trang trí bởi những điêu khắc và họa tiết trang trí. Hít thở không khí trong lành ở đây, ngắm những bức tường loang lổ do thời gian và gió cắt bào mòn, bám đầy rêu xanh, cảnh vật vẫn vậy nhưng người xưa không còn nữa. Tâm tư của con người dường như được đâm xuyên thời gian, quay lại mấy trăm năm trước làm cho người ta nghẹt thở bởi sự phồn hoa của nó. Trần Tư Tuyền bận một bộ hán phục màu tím hồng trên ngực có thêu một bông hoa mẫu đơn cỡ lớn, cổ tròn, ống tay rộng. Bộ tóc dài vấn lên đỉnh đầu khoanh thành một lọn xoắn hình con ốc. Đầu đeo một cái châm cài hình con phượng, người cao, chân dài, đứng thẳng, trông rất ra dáng một nữ vương, một mẫu nghi thiên hạ. Kim Đức Thụy vẫn không ngớt lời giáo huấn mấy tay trợ lý của mình, làm cho bọn họ bị sai bảo chạy đi chạy lại, chóng cả mặt. Rõ ràng là ông đang trút sự bức tức của mình lên đầu bọn họ. Chờ cho cảnh trong phòng được sắp xếp theo ý của ông xong, Kim Đức Thụy liền nói với Trần Tư Tuyền, Trần Tiểu Thư, giờ bắt đầu chụp rồi. Vâng, làm phiền ông quá, Trần Tư Tuyền quay sang phía Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành vẫy vẫy tay, rồi đi đến trước ống kính. Là một diễn viên, thì phải diễn người cho giống người, quỷ cho giống quỷ. Khi đã bắt đầu làm việc thái độ của Trần Tư Tuyền rất chuyên nghiệp, ăn theo yêu cầu của nhiếp ảnh sư diễn đủ các động thái, nét mặt, tư thế. Đúng rồi, người ngồi thẳng lên một chút, thẳng thêm chút nữa, mắt sắc thêm chút nữa. Khuôn mặt của cô hiện lên trong gương đồng nên sắc thêm chút nữa, như vậy càng thể hiện sự cao quý. Kim Đức Thụy đứng sau lưng không ngớt lời chỉ đạo. Trần Tư Tuyền đều điều chỉnh tư thế theo những yêu sách của ông ta, cho đến khi ông ta vừa ý để bấm máy. Xem ra, làm diễn viên cũng không dễ dàng chút nào. Tần Lạc cười nói. Đúng vậy, diễn viên cũng vất vả lắm. Có khi không bằng làm công nhân viên chức ấy chứ? Lệ Khuynh Thành gật đầu đáp. Kim Đức Thụy chỉ vào cái máy đang bấm liên tục hỏi, đây có phải là cảm giác mà anh cần không? Cũng không tồi, Tần Lạc nói nhưng cảm giác dường như vẫn thiếu một thứ gì đó. Lệ Khuynh Thành ngạc nhiên hỏi, tôi vẫn còn không biết, anh là một người đàn ông kén chọn kỹ như vậy đấy. Sớm biết anh như thế này, tôi đã kéo anh đi cho anh tự sáng tạo cho rồi. Anh vẫn chưa vừa ý chỗ nào. Chúng ta lại để cho ông ta sửa. Dường như thiếu một cái gì đó. Nhưng thiếu cái gì, tôi vẫn chưa biết. Tần Lạc đắn đo nói. Linh cảm chợt lóe lên đã vụt mất trong trí não, chờ cho đến khi hắn muốn bắt lấy nó, thì những sợi linh cảm đó không biết đã lẩn trốn tự khi nào. Thiếu cái gì, Lệ Khuynh Thành. Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tần Lạc lắc đầu. Lệ Khuynh Thành bẹo Tần Lạc một cái, cười mắng, kể cả anh không vừa ý với người chụp ảnh đi chăng nữa. Anh cũng không nên hành hạ người ta mãi như thế chứ. Thiếu cái gì, thì anh nói cho họ biết đi chứ. May mà lần này tôi không hô ngừng. Tần Lạc lắc đầu, hắn không có ý định hành hạ người chụp ảnh như vậy. Hắn chỉ muốn tìm ra cảm giác suy mỹ hài hòa mà thôi. Hắn nghĩ là hắn đã nghĩ ra thứ đó, nhưng lại không nắm bắt được nó. Linh cảm, thường chỉ lóe lên một lúc, có người bỏ lỡ một lần thôi, cũng ngang với bỏ lỡ cả một đời người. Bên ngoài truyền đến tiếng chân người nhộn nhịp, còn có cả giọng nam và nữ nói chuyện râm ran với nhau. Một nữ hướng dẫn viên du lịch dẫn một đoàn khách đi vào, khách du lịch say mê chụp các quang cảnh trong phủ Cách Cách. Vì muốn tránh sự quấy rầy của khách du lịch, nên căn phòng chính này đã khóa trái lại. Bên ngoài còn có một trợ lý nhiếp ảnh đứng canh chừng, để tránh có người xông vào quấy rầy. Nhưng, thông qua cánh cửa sổ hé mở, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy bên trong phòng đang làm gì. Không ít người đã vây kín lại, chỉ trỏ về phía này. Còn có người giơ máy ảnh lên chụp ảnh nữa. Cũng may là Trần Tư Tuyền kinh nghiệm làm việc phong phú, thế nên vẫn chăm chú vào công việc diễn viên của mình. Không hề chịu ảnh hưởng tác động bên ngoài một chút nào. Trong đám người, có một chàng trai đeo kính rút ra một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng dịu dàng lau những giọt mồ hôi đọng trên trán cho bạn gái của mình. Bạn gái của cậu ta béo tròn, không xinh lắm, nhưng rất dễ thương. Mặt cô bé hồng hào, chỉ vào bên này chích chích chòe chòe nói cái gì đó. Khuôn mặt hiện rõ một niềm hạnh phúc. Trong đám người đó, bọn họ rất bình dị, thế nhưng, trong mắt nhau thì đối phương là người đẹp nhất. Đột nhiên, trái tim của Tần Lạc bị đôi tình nhân trẻ này cảm động. Tình yêu không nhất thiết phải kinh thiên động địa, có một tách trà ấm vào mùa đông, sinh bệnh có một ánh mắt thương cảm, mệt mỏi có bàn tay nắn bóp, khi nóng có một bàn tay dịu dàng lau giúp những giọt mồ hôi. Những thứ đó tuy rất nhỏ nhặt, nhưng rất say mê lòng người. Tôi nghĩ ra là thiếu cái gì rồi.
vẻ mặt Tần Lạc hiện rõ lên niềm vui nói. Thiếu cái gì? Lệ Khuynh Thành nói. Thiếu một người đàn ông. Đàn ông, mỹ phẩm là dành cho phái đẹp, đàn ông chen vào đây làm gì? Anh chắc là sẽ không ảnh hưởng gì đến mỹ cảm đấy chứ? Lệ Khuynh Thành nghi hoặc hỏi. Không hề, tin tôi đi, nếu như mục quảng cáo này thành công, sản phẩm của chúng ta không chỉ có thể bán được cho phái đẹp, mà còn làm cho rất nhiều phái mạnh chủ động mua tặng cho người tình của họ. Tần Lạc đáp vô cùng tự tin. Giỏi tư duy, thì làm được hết mọi chuyện. Hắn rất tự tin với sáng kiến của mình. Người đàn ông như thế nào? Cho thêm đàn ông vào làm gì? Và anh ta sẽ đóng vai trò gì trong này? Lệ Khuynh Thành am hiểu rất rõ ngành quảng cáo, nên hỏi những câu hỏi rất chuyên nghiệp. Vẽ lông mày, để cho anh ta vẽ lông mày cho vai nữ chính. Tần Lạc trả lời. Vẽ lông mày, Lệ Khuynh Thành ngơ ngác. Đây là thế kỷ gì rồi, mà các đôi còn chơi trò này? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu. Cuộc sống con người bây giờ diễn ra nhanh quá, gấp quá, những cặp vợ chồng bây giờ có rất ít thời gian ở bên cạnh nhau. Đặc biệt là những người thành công trong công việc, bọn họ có cuộc sống như sống ly thân vậy. Là một người phụ nữ, cô có mong là sáng nào tỉnh dậy, bao giờ cũng thấy người đàn ông mình yêu nằm ngủ bên cạnh. Cô có mong rằng, khi cô đang trang điểm, người đàn ông mà cô yêu đón lấy bút vẽ lông mày trong tay cô, đưa từng nét vẽ lông mày cho cô. Trái tim của Lệ Khuynh Thành dường như muốn nổ tung. Nhưng vẫn ra vẻ mắng, tôi làm sao biết được. Tôi làm gì có người đàn ông riêng của mình đâu. Cô chắc chắn mong mỏi nó. Tất cả những người phụ nữ đều mong mỏi nó. Bất kể thân phận người phụ nữ đó là gì đi chăng nữa, đều vô cùng mong mỏi. Đúng vậy, chúng ta sẽ tìm một người đàn ông vẽ lông mày cho cô ấy. Lệ Khuynh Thành là người thức thời, cô hiểu sáng kiến của Tần Lạc sẽ đem lại hiệu quả ảnh hưởng như thế nào. Lần này, cô là người trực tiếp hô ngừng với Kim Đức Thụy. Đem sáng kiến của Tần Lạc nói cho ông biết. Không ngờ, lần này Kim Đức Thụy không phản đối, mà ngược lại vô cùng vui vẻ. Thay đổi hoàn toàn khuôn mặt buồn bã, bực bội, thay vào đó là một bộ mặt tươi cười nói, quá tốt, sáng kiến này hay quá. Tôi có dự cảm, lần này chúng ta sẽ thành công rực rỡ. Đạo diễn Kim, ông nghĩ là người đàn ông ra sao mới hợp? Trong hội diễn viên ca sĩ có người nào là phù hợp với vai diễn này nhất? Lệ Khuynh Thành cười hỏi. Kim Đức Thụy suy nghĩ lúc lâu, nói, không phải minh tinh nào cũng phù hợp với cổ trang. Cổ Thiên Minh cũng khá hợp, nhưng dạo gần đây anh ta lại đóng một bộ phim mới. Phải đến tận Singapore quay, chúng ta không thể mời anh ta đến quay được. Lâm Đông cũng hợp, nhưng anh ta lại bận quá, nghe nói công việc anh ta sắp xếp kéo dài đến tận 2 năm sau mới hết. Lệ Khuynh Thành nói, tìm người nào gần đây vây. Tìm được cái quay được luôn, chúng ta không thể chờ lâu được nữa. Không dễ tìm, Kim Đức Thụy nói. Đột nhiên, Kim Đức Thụy xoa tay cười nói, tại sao chúng ta cứ tìm tận đầu tận đâu nhỉ? Ngay trước mắt chúng ta đây không phải đã có người rồi đấy sao? Ở đây ư, Lệ Khuynh Thành quay lại nhìn vào mặt của Tần Lạc nói, ý của ông là anh ta. Đúng vậy, cô đã trông thấy ai mặc áo dài có khí chất như cậu ta chưa? Kim Đại Thụy hỏi. Cái này Lệ Khuynh Thành cũng phải công nhận, Tần Lạc có một phong cách cổ điển rất riêng, có lẽ... Nguyên do là do hắn từ bé lớn lên trong gia đình trung y thế gia, và suốt ngày làm việc cùng với lá thuốc nên mới vậy. Có người con trai rất đẹp, nhưng khi mặc áo dài lên, thì lại không hợp chút nào. Nhưng Tần Lạc lại không thế. Hình tượng khí chất của hắn chính là phong cách của hắn, hòa quyện với áo dài thành một thể thống nhất. Áo dài sinh ra như là để dành cho hắn vậy. Đây cũng là lý do mà người ta thường thấy hắn ăn mặc kỳ quặc, nhưng lại không ai thấy khó coi cả. Nhưng... Tướng mạo hắn Lệ Khuynh Thành do dự, tướng mạo Tần Lạc thanh tú, cũng được coi là một anh chàng đẹp trai. Nhưng so với những minh tinh thần tượng, thì vẫn còn thua xa. Có bao nhiêu ông chồng tướng mạo nhìn như minh tinh, hầu hết đều rất bình thường. Tướng mạo của anh ta, càng làm cho người ta có cảm giác như đó là mình. Kim Đức Thụy phản đối nói. Ông này vừa rồi còn ôm hận với Tần Lạc, thế mà trong nháy mắt đã tôn sùng hắn như vậy, khen hắn như nhìn thấy một đóa hoa đẹp vậy. Tất nhiên, những lời này đến tai Tần Lạc thì có chút gì không được thoải mái. Tướng mạo của ta làm sao chứ? Lẽ nào ta không đẹp trai sao? Ông mới là người làm cho người ta có cảm giác đó là mình ấy. Cả nhà ông đều làm cho người ta có cảm giác đó. Lệ Khuynh Thành nghiễm nhiên bị Kim Đức Thụy thuyết phục rồi, cô dùng ngón tay hất hất Tần Lạc, nói, cậu bé, lại đây. Tôi thấy là tôi không hợp đâu, mấy người hãy tìm diễn viên chuyên nghiệp đến quay đi. Tần Lạc từ chối đáp.
Tôi thấy anh rất hợp đấy. Lệ Khuynh Thành khẳng định nói. Tôi thực sự là không hợp. Hợp. Không hợp. Nếu anh không đồng ý, anh có tin là tôi sẽ đem chuyện anh nhìn trộm tôi tắm nói cho cô nhà giàu kia biết không? Uy hiếp tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi chẳng có quan hệ gì với cô ấy. Nói cho cô ấy biết cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến tôi. Anh không muốn ngắm tôi mặc đồ nữ vương sao? Cái này, Tần Lạc do dự hồi lâu, mới nghiến răng nghiến lợi nói, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chương 117, Yêu Tinh. Yêu Tinh. Nếu đã quyết định Tần Lạc diễn nhân vật nam chính, vậy thì, kế hoạch chụp phải thay đổi rồi. Sau khi đo đạc chiều cao của Tần Lạc, một trợ lý nhiếp ảnh của Kim Đức Thụy vội vàng quay về lấy tóc giả và trang phục cho phù hợp với Tần Lạc. Kim Đức Thụy tiếp tục chụp hình cho Trần Tư Tuyền, ít nhất cũng phải hoàn thành bộ ảnh nữ hoàng này. Tôi vẫn thấy mình không phù hợp. Tần Lạc nhìn vào Lệ Khuynh Thành cười khổ nói. Sao lại không phù hợp? Nếu thế, không phải là tôi sẽ nổi tiếng sao? Nổi tiếng thì đã làm sao chứ? Như thế không tốt hơn sao? Lệ Khuynh Thành hỏi lại. Người ta sẽ chửi tôi. Tần Lạc nói với vẻ mặt oan ức. Ai chửi anh? Tại sao lại chửi anh? Lệ Khuynh Thành giận dữ. Một tư thế giống như chuẩn bị sắn áo đánh nhau vậy. Người đàn bà này. Tôi là một bác sĩ. Lại còn là một bác sĩ trung y. Nếu tôi làm người phát ngôn cho sản phẩm của cô. Lệ Khuynh Thành bĩu môi nói, sửa cho anh một lỗi sai. Cái sản phẩm đó là của anh, không phải của tôi, cổ phần của tôi là bao nhiêu? Ít nhất thì mọi người đều nghĩ nó là của cô. Đúng vậy, làm gì có người đàn bà nào ngốc như tôi chứ? Tôi vẫn ôm cái vinh hạnh này đứng lên phía trước cười gượng, mọi lợi nhuận đều rơi vào hầu bao của anh. Lệ Khuynh Thành cười chửi. Tần Lạc cười cười, không tiếp lời cô ấy, nói, cô nghĩ xem. Tôi là một bác sĩ, mới có một chút tiếng tăm thì đã chạy đi làm người phát ngôn cho sản phẩm của người ta rồi. Báo chí, truyền thông và khán giả chắc chắn sẽ nghĩ tôi là một tên lừa đảo. Chuyên đi lừa tiền bán thuốc của bọn lang băm. Tình hình trong nước Trung Quốc chính là như vậy đấy. Có rất nhiều người lòng dạ hẹp hòi đến độ cực đoan, đáng buồn. Dường như trong mắt một số người, những người viết sách, đúng là đáng bị chết đói. Nếu bạn để mình không chết đói như Tào Tuyết Cần, thì bạn phải là một tác gia tuyệt vời. Bạn sẽ không viết tốt hơn những người làm nghiên cứu khoa học hay những người nghiên cứu y học được, còn phải hết lòng say mê nghiên cứu của mình mới được. Làm người phát ngôn quảng cáo, cứ đợi cho người ta ném giày thối vào mặt đi. Tần Lạc là một bác sĩ trung y, hiện giờ sự nghiệp của hắn đang ở trong thời kỳ phát triển cao độ. Hơn nữa, do thân phận của truyền nhân Thái Ất Thần Châm bị bại lộ, nên hiện giờ hắn là nhân vật hàng đầu trong giới báo chí hay tạp chí y dược. Hiện tại, có vô số báo chí hoặc tạp chí đều trực tiếp dùng ảnh mặc trường bào của hắn làm bìa báo. Hắn là một người nghiên cứu học vấn cũng được, là một người trị bệnh cho người khác cũng được, hay là người so tài cao thấp về y thuật với người ta cũng được, dù gì thì cũng không thể làm người đại diện quảng cáo được. Xét cho cùng, do Trung Quốc còn thiếu cơ cấu công khai giám sát. Các minh tinh nhận đủ loại quảng cáo chỉ vì tiền, công chúng bị lừa hết lần này đến lần khác, nên đã mất lòng tin vào việc các những người đại diện là minh tinh rồi. Lệ Khuynh Thành nghĩ một lát, cũng hiểu được sự lo lắng của Tần Lạc. Đối với những việc như thế này, cô ấy cũng không thể giúp gì được. Công chúng không tin vào minh tinh làm đại diện, đây cũng không phải việc một mình cô ấy có thể thay đổi được. Tôi hiểu rồi, Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. Không miễn cưỡng anh đâu, nếu anh thực sự không muốn chụp, thì tôi sẽ đợi xem có ngôi sao điện ảnh nào hoặc tìm một người phù hợp với nhân vật này cũng được. Hôm nay sau khi chụp xong bộ ảnh nữ hoàng, thì chúng ta có thể về. Lệ Khuynh Thành nghiêm mặt nhìn Tần Lạc, nói, nhưng, bản thân tôi muốn cho anh một ý kiến, anh nên kiên trì với con đường anh đã chọn. Người khác không dám đi thì anh phải đi, người khác không tin thì anh phải làm cho người ta tin. Công chúng bây giờ đối với việc những minh tinh làm đại diện không thổi phồng một cách mù quáng, thậm chí có một độ bài trừ nhất định. Điều này là không bình thường. Anh nên dùng hành động của mình, dùng sản phẩm mà mình đại diện để đặt niềm tin trong lòng mọi người. Nếu sản phẩm này là những sản phẩm bỏ đi, thì nếu anh không từ chối, tôi cũng sẽ cự tuyệt giúp anh. Nhưng, tôi tin vào nước dưỡng da và phấn dưỡng da Kim Dũng. Hơn nữa, tôi e rằng sản phẩm sẽ có tác dụng phụ, nên mấy ngày nay tôi đều dùng sản phẩm này. Lẽ nào anh không đủ tự tin? Tôi tất nhiên là rất tự tin. Tần Lạc gật đầu cười đáp, nếu không phải là do tin tưởng vào sản phẩm, thì hắn đã không đồng ý lấy sản phẩm này ra, đồng thời đồng ý đem ra thị trường. Nếu thế thì ông hắn không đánh gãy chân hắn không được.
Hơn nữa, nếu không phải do ước tính được sản phẩm này lại chạy như vậy, thì hắn cũng không ký bản hợp đồng chia cổ phần hà khắc như vậy. Hắn là một người keo kiệt như vậy sao? Không phải. Tần Lạc, anh có biết vì sao mà anh lại làm cho người ta thích anh như vậy không? Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc nói. Đâu có đâu, tôi đâu có làm hài lòng mọi người đến vậy. Tần Lạc ngượng ngùng nói. Trong lòng cũng thấy mình thật là đạo đức giả. Anh không được đẹp trai, cũng không cao lắm, hình thể cũng không đẹp. Ái chà, câu nói này thì tôi không đồng ý với cô. Tôi đúng là không cao lắm, thân hình cũng không phải rất đẹp. Nhưng, sao tôi lại không đẹp trai cơ chứ? Anh đúng là không đẹp trai, chí ít là, không phù hợp con mắt thẩm mỹ của tôi. Anh không phong độ cho lắm, lại không chín chắn, không có rear map cùng ánh mắt sâu thẳm, da của anh thì quá trắng, có những lúc anh không được mạnh mẽ, nhưng, anh có hiểu tại sao lại có bao nhiêu người phụ nữ vây quanh anh không? Không biết, Tần Lạc dầu dĩ nói, tâm trạng của người ta vốn rất tốt, lại cứ phải đả kích cho người ta trở nên không đáng một xu. Thật đáng hận, bởi vì anh là Tần Lạc, một Tần Lạc không giống ai. Lệ Khuynh Thành hoàn toàn không để ý đến vẻ ngoài bất mãn của Tần Lạc. Anh là một người rất khác người, anh có một thói quen, hành vi và suy nghĩ rất đặc biệt. Anh ra đời không lâu nhưng lại biết bàn mưu tính kế. Trước bạn bè anh rất ngây ngô, khờ khạo, nhưng đối với kẻ địch anh lại giả ngây ngô. Anh không đồng tình với hành vi và giá trị cố định của mọi người, thậm chí làm cho anh nghĩ ngược lại. Cái điều tồn tại suốt thế này không có nghĩa là hợp lý. Giống như việc mọi người cho rằng bữa sáng phải ăn cháo mới tốt, nhưng anh lại đem đến một bát mì và nói rằng sự thực thì ăn mì cũng rất tốt, điều này không giống với những người chỉ biết bề ngoài như vậy. Anh biết suy nghĩ sâu xa hơn họ. Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc đang mồm há hốc mắt trợn ngược, mặt đần người ra nhìn mình, thì liền cười nói, đây mới là sự cuốn hút của anh. Lời người khác muốn nói mà không dám nói, thì anh lại có thể nói ra. Cái mà người khác muốn làm nhưng lại không dám làm thì anh lại làm. Anh sẽ làm cho một số người ghét thậm chí là hận anh, nhưng, phần đông là muốn theo đuổi anh, tôn sùng anh. Giống như tôn sùng thần tượng vậy, biểu hiện của những học sinh của anh, không phải đã chứng minh cho điều này rồi ư? Tại sao lại có nhiều người thích anh đến vậy? Tại sao lại có nhiều người đến nghe từng tiết dạy của anh? Ngày trước đều là học sinh của học viện Trung Y đến viện Tây Y nghe giảng, từ khi anh đến. Học sinh của viện Tây Y cũng chạy đến viện Trung Y nghe anh giảng bài. Ngày trước đây là một việc không thể tưởng tượng được. Vì sao mà sau khi anh bị viện cho thôi việc, học sinh của anh đã dũng cảm đứng ra bảo vệ anh? Ngày trước cũng không phải không có thầy giáo bị thôi việc, vậy sao không được học sinh đối xử như vậy? Vì sao mà học sinh trong trường càng ngày càng thích mặc trường bào? Thậm chí còn xuất hiện trào lưu mặc trường bào ở trong trường nữa. Ngày sau, cùng với danh tiếng càng ngày càng lớn của anh, thì càng ngày càng có nhiều người biết đến anh. Đồng nghĩa với việc càng có nhiều người đi theo anh. Đến lúc đó, anh sẽ là thần tượng của tất cả mọi người. Từng tiếng nói cử chỉ của anh đều được người khác chú ý và bắt chước. Đến lúc đó anh phải làm thế nào? Trong cái thời đại mà tín ngưỡng bị mất dần này, anh không cần phải làm theo người ta, càng không nên theo số đông. Anh nên đem đến cho họ một giá trị lành mạnh mà tích cực. Chứ không phải giống hiện tại. Để mặc cho họ giống những con ruồi không đầu chui rúc lung tung. Anh chỉ cần làm chính mình, chỉ cần làm đảm nhiệm tốt vai trò Tần Lạc là được rồi. Lệ Khuynh Thành nói. Đợi cô ấy vừa dứt lời, trong vài phút, Tần Lạc vẫn ngẩn người ra nhìn cô ấy, làm cho cô không khỏi sờ vào mặt mình rồi hỏi, có vấn đề gì sao? Cô là một con yêu tinh, Tần Lạc nói. Nói thực, những lời nói này của Lệ Khuynh Thành làm cho hắn rất sốc. Ngày trước. Hắn chỉ biết là mình nên làm thế, nhưng, hắn chưa từng nghĩ, tại sao lại phải làm vậy. Hắn biết mình là người thế nào, nhưng, lại không hiểu vì sao hắn phải trở thành một người như thế này. Từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ, kể cả bản thân hắn, có thể phân tích mình một cách thấu triệt như vậy. Và cũng chưa từng có ai lại hiểu rõ mình đến thế, đến bản thân hắn cũng không thể. Nhưng, Lệ Khuynh Thành lại làm được. Cô ấy không những nhìn thấy được con người hiện tại của bạn. Mà còn thấy được cả tương lai của bạn. Cô ấy không những có thể nói rõ cho bạn, hiện giờ bạn đang làm gì, mà còn có thể nói cho bạn biết tương lai bạn nên làm thế nào. Người phụ nữ như vậy, không phải là yêu tinh thì sẽ là một nhà triết học. Tần Lạc không hề muốn thừa nhận cô ấy là nhà triết học tí nào. Ai bảo cô ấy nói hắn không đẹp trai chứ? Mắt phượng của Lệ Khuynh Thành chớp chớp, liếm lưỡi một cái, vẻ mặt quyến rũ nói, đúng vậy. Tôi chính là yêu tinh ăn người không cần nhả xương. Anh có sợ không? Sợ, Tần Lạc choáng váng.
cô hãy đến mà ăn thịt tôi đi, tôi sẽ không phản kháng một cách quyết liệt đâu. Kim Đức Thụy cầm theo máy ảnh bước lại, nói, bộ ảnh đầu tiên đã chụp xong rồi. Đợi trợ lý đem quần áo đến, chúng ta có thể bắt đầu chụp bộ ảnh tiếp theo. Mấy người có ý kiến gì hay cho việc dùng tên để quảng cáo tuyên truyền không? Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc, cười nói, bây giờ anh hối hận vẫn kịp đấy. Hối hận gì chứ? Kim Đư Xê Thụy lo lắng hỏi, không phải nói rõ là sẽ chụp sao? Tại sao lại không chụp nữa? Cô đã làm công tác tư tưởng thế rồi, tôi còn từ chối làm sao được chứ? Tần Lạc cười nói. Nhưng lại cau mày nghĩ một lát, rồi nói, nếu không, hãy để tên bộ ảnh này là chọn đời vẽ lông mày cho em. Chọn đời vẽ lông mày cho em, Kim Đức Thụy nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói với vẻ mặt mừng rỡ, không tồi. Cúa tuyệt, Tần tiên sinh, anh đúng là một thiên tài. Tuyệt, Lệ Khuynh Thành cũng gật gật đầu, làm cho người ta nghe xong thấy thật xúc động. Có người phụ nữ nào lại có thể từ chối sự hấp dẫn của việc người yêu mình dành trọn cả cuộc đời để vẽ lông mày cho mình không? Lẽ nào anh lại có thể hại bao nhiêu người thiếu nữ lương thiện như vậy, hóa ra một chàng trai tân giả bộ ngây thơ như anh lại có thể hiểu được lòng người phụ nữ đến vậy? Tôi cũng chỉ là nói bừa vậy thôi, Tần Lạc ngượng ngùng nói. Nói bừa mà còn nói ra được một cái tên hay như vậy. Nếu anh mà suy nghĩ kỹ thì thật đáng sợ, xem ra tôi phải tránh xa anh ra một chút. Nếu không đến một ngày nào đó cũng sẽ mê muội anh. Nếu thế, bà già này lại phải tranh một người đàn ông với bọn nhóc con sao? Lệ Khuynh Thành nói vui. Chương 118, chọn đời vẽ lông mày cho em. Mấy người đùa nhau một lúc, trợ lý nhiếp ảnh liền đem quần áo đến cho Tần Lạc. Kỳ thực, phục trang của Tần Lạc vô cùng đơn giản, chỉ là một chiếc áo dài bằng lụa trắng mặc bên trong và một chiếc quần dài trắng. Đội ủng cao cổ đế mềm màu trắng. Bộ tóc giả được quấn thành một cuộn được búi thành một bó trên đầu. Nhìn giống như những người đàn ông thời cổ đại đi tìm thú vui ở lầu xanh, rồi đột nhiên bị cô vợ hoạn thư bắt được, người đàn ông trở nên hoang mang, quần áo đầu tóc lôi thôi lếch thếch. Bởi vì, vẽ lông mày thường xảy ra vào buổi sáng sớm. Khi đó, nam diễn viên chính vừa ngủ dậy, tất nhiên sẽ không ăn mặc chỉnh tề được. Không chỉ như vậy, lớp trang điểm trên mặt của Trần Tư Tuyền cũng nên trôi đi ít nhiều. Làm cô biến thành mỹ nhân trang điểm có một nửa. Cô đã vẽ lông mày đẹp như vậy rồi, còn cần đến nam diễn viên chính động tay vào làm gì nữa. Dĩ nhiên, Tần Lạc vẽ lông mày cũng chỉ là làm dáng mà thôi. Không phải là vẽ lung tung lên mặt thật, như vậy chỉ làm hỏng hết khuôn mặt đẹp đẽ của Trần Tư Tuyền mà thôi. Trần Tư Tuyền cởi bỏ bộ quần áo nữ hoàng cao quý xuống, đổi thành một bộ áo mỏng bó sát thân. Áo mỏng như vậy, nút ngực lại rộng như vậy. Càng tệ hơn nữa là ngực của Trần Tư Tuyền lại rất to, làm cho tay của Tần Lạc khi vẽ lông mày cứ run lên bần bật. Nữ diễn viên chính, diễn tự nhiên thêm một chút, đều là vợ chồng cả, còn thẹn thùng nỗi gì nữa. Nam diễn viên chính, đừng chằn ống kính như vậy, nhích sang bên trái một chút, thêm một chút nữa. Nam diễn viên chính, vẽ lông mày phải chăm chú vào vẽ lông mày, anh là người vẽ lông mày chứ không phải là người giúp người ta cởi cúc áo lót, cậu cứ cúi đầu nhìn cái gì vậy. Không được cười, chuyên tâm vào, nhìn đắm đuối thêm chút nữa, hưởng thụ vẻ đẹp của Trần Tiểu Thư đi chứ, sao cậu chả có cảm giác gì cả vậy? Khi vào giai đoạn quay, Kim Đức Thụy vô cùng chuyên nghiệp và quyền uy. Bất kể đó là Tần Lạc, hay Trần Tư Tuyền, ông đều không quan tâm đến thân phận của bọn họ đều biến thành cảnh vật trước ống kính. Không ngừng sửa sai các vấn đề của cả hai, rồi đưa ra cách điều chỉnh cho cả hai người. Lệ Khuynh Thành lần đầu tiên trông thấy Tần Lạc biến thành trò cười khi quay quảng cáo, đứng bên cạnh cười không đứng thẳng lên được. Nhất là lúc Kim Đức Thụy hét lên cậu vẽ lông mày cho người ta, chứ có phải giúp người ta cởi cúc áo lót đâu, thì cô ôm bụng cười đến nỗi không thở ra hơi được. Những người đứng xem phía bên ngoài cũng chỉ trỏ trỏ vào chỗ hai người, dường như rất háo hức với cảnh quay này. Sau khi Kim Đức Thụy bấm xong mấy lần máy, đem phim gốc của mấy bức ảnh vừa chụp ra xem, ngán ngẩm lắc đầu, nói. Tạm dừng chút đã, hai người nên tìm cảm giác đi. Bởi vì trong những bức ảnh vừa chụp thì không tìm ra được cảm giác vợ chồng từ hai người. Tư Tuyền, xin lỗi cô, tôi dốt quá, Tần Lạc cười khổ nói. Hắn biết, chỉ vì hắn biểu hiện quá tệ nên làm liên lụy đến Tư Tuyền. Tư Tuyền chỉ có lúc đầu còn hơi gượng gạo đôi chút, nhưng cô nhập vai vào nhân vật rất nhanh. Cô lột tả được hết những sắc thái biểu cảm của một người vợ. Nhưng, Tần Lạc thì khác xa. Không sao, lần đầu tiên đều như vậy cả. Lần đầu tiên tôi quay quảng cáo còn bị khớp hơn anh nữa ấy. Chân và tay đều run bần bật cơ.
anh trấn tĩnh hơn tôi rất nhiều. Trần Tư Tuyền an ủi nói. Được cùng Tần Lạc quay một bộ phim quảng cáo, cô thấy vui sướng vô cùng. Theo chuyên môn của cô, thì đáng lẽ cô không nên có cảm giác gượng gạo. Nhưng, chỉ vì đối tượng là Tần Lạc, mà cô lại hơi có chút cảm tình với hắn, thế nên, đôi lúc vô ý cô đã đem cả tâm tư của mình vào cảnh quay trong phim. Từ khi Lệ Khuynh Thành nói cô gái ngồi Rolls Royce có cả đống vệ sĩ đi kèm đó là vợ chưa cưới của Tần Lạc, Trần Tư Tuyền luôn có cảm giác bị đánh bại. Nếu như đó là người con gái khác, có lẽ cô đã tự tin để đấu tranh rồi. Thế nhưng, làm sao có thể đấu tranh được với người con gái như vậy? Cho dù không thể trở thành cặp đôi thật ngoài đời, nhưng có thể được thành đôi trong phim, cô cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thế nên, lần này cô dốc hết sức mình để thể hiện. Nhưng Trần Lạc lại không như vậy, đây là lần đầu của hắn, những lỗi của người mới vào ngành hay mắc phải, hắn đều mắc. Chỉ cần nhiếp ảnh sư hét một cái, là hắn lại loạn hết cả lên. Sửa cho hắn một lỗi, hắn lại liên tiếp mắc những lỗi khác. Hơn nữa, hắn lại dễ bị ngoại cảnh tác động, những người phía ngoài cửa sổ nói chuyện, là hắn quay đầu lại, Lệ Khuynh Thành đứng ngoài cười, hắn cũng quay đầu lại xem cô ta cười cái gì. Cứ như thế này. Làm sao mà giống được người đàn ông ngồi trong khuê phòng, âu yếm vẽ lông mày cho vợ mình cơ chứ? Xem hắn có vẻ giống tên cướp hơn, mắt đảo liên hồi nhìn khắp nơi. Nếu như đó là người mẫu khác, thì Kim Đức Thụy đã lớn tiếng chửi rủa rồi. Nhưng ông biết đây không phải là chuyên môn của Tần Lạc, chỉ cần mình vô ý chửi một câu, thì ông cụ non này sẽ bỏ đi không thèm quay nữa. Chỉ còn mỗi cách, nhẫn nại giải thích cho hắn nghe, cậu Tần à, thời gian chúng ta có hạn. Nếu như mặt trời lặn rồi, thì chúng ta không thể quay được nữa. Ánh đèn không thể bằng ánh nắng tự nhiên được. Cậu là người mới, biểu hiện như vậy, tôi thấy đã ok lắm rồi. Nhưng, những lỗi mà người mới hay mắc phải, cậu cũng nên biết mà tránh. Đầu tiên, cậu phải biết chọn chỗ. Không được che ống kính, bởi vì ống kính của chúng tôi chủ yếu quay hình ảnh phản chiếu mông lung của nữ diễn viên chính qua chiếc gương đồng, bởi vì người chúng ta cần quay là diễn viên nữ chính, chứ không phải là cậu. Còn nữa, cậu nên ổn định hơn chút nữa. Lần đầu tiên quay, cậu trấn tĩnh được như vậy cũng là khá lắm rồi. Nhưng mà, cậu cũng nên nhập vào vai diễn, xem người cậu cần diễn ai. Là chồng của nữ diễn viên chính đó. Sáng sớm ngủ dậy, cậu thấy vợ mình ngồi trước bàn trang điểm, cậu liền mỉm cười tiến đến, nhẹ nhàng tiếp lấy cây bút vẽ lông mày trên tay cô ấy, âu yếm vẽ mày cho cô ấy. Cậu phải tưởng tượng xa hơn nữa là, trong phòng này chỉ có hai vợ chồng cậu thôi. Trong mắt của cậu chỉ có cô ấy mà thôi, không có ai hết, đừng để ngoại cảnh tác động đến cậu. Cậu cứ coi chúng tôi, hay những người khác đều là không khí ấy, cậu hiểu rồi chứ? Tần Lạc gật đầu, nói, tôi hiểu rồi. Và điều quan trọng nữa là, đừng cúi đầu xuống, Kim Đức Thụy lại dặn dò. Tần Lạc chỉ muốn bóp chết ông ta, mình cũng chỉ là vô tình cúi xuống thôi. Vậy mà ông ta lại nghĩ mình háo sắc lắm ấy, mình đâu phải là hạng người đó. Hắn cũng biết ông ấy cũng muốn quay xong sớm, nên đành trả lời nói, tôi sẽ chú ý điều này. Rất tốt, tôi cho hai người 5 phút, hai người nên tìm cảm giác trước, sau đó chúng ta tiếp tục, Kim Đức Thụy nói. Được Tần Lạc gật đầu nói. Dạy anh một cách vào vai nhanh nhất này, anh có người nào mà anh thích nhất không? Trần Tư Tuyền ngẩng mặt, nhìn vào Tần Lạc hỏi. Sao vậy? Tần Lạc tỏ ra khó hiểu. Anh có thể coi tôi là người con gái mà anh thích. Giả dụ thôi, tôi chỉ nói là giả dụ, tôi là người con gái mà anh thích, khi anh vẽ mày cho tôi, anh sẽ có cảm giác ra sao? Anh phải có cách nhập vai mới được, Trần Tư Tuyền nói. Người mà mình thích, Tần Lạc nghĩ một lúc, phải vờ vẽ mày cho ai đây? Lâm Hoán Khê, Vương Cửu Cửu, Văn Nhân Mục Nguyệt hay Lệ Khuynh Thành đây? Tìm ra ai chưa vậy? Trần Tư Tuyền hỏi. Tôi vẫn đang tìm. Tần Lạc cũng thấy vô cùng khó khăn, tìm ai để nhập vai được bây giờ đây? Đột nhiên, trong óc Tần Lạc hiện lên một bức tranh. Trong đêm mưa bão bùng, có một cô bé xà vào lòng mình, ôm chặt lấy eo của mình, như không muốn rời. Khuôn mặt của cô bé dần dần hiện lên, không ngờ đó chính là Vương Cửu Cửu. Tần Lạc lắc đầu quầy quậy, không thể như thế được, đó là học sinh của mình, sao có thể thích học sinh của mình được. Kim Đức Thụy nhìn vào đồng hồ, nói, tìm ra cảm giác chưa vậy? Chúng ta bắt đầu thôi. Trần Tư Tuyền nhìn Tần Lạc hít sâu một hơi, nói, bắt đầu thôi. Nắng buổi chiều soi qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt rạng ngời của Trần Tư Tuyền, cũng dọi vào bộ quần áo mỏng trên người nàng. Tần Lạc mỉm cười, âu yếm chậm chậm cầm cây bút vẽ.
trong mắt của em có hình của anh, mắt của anh cũng chứa đựng bóng hình em. Ánh mắt hai người bắt gặp nhau trong không gian, như những sợi tơ duyên, quyến luyến quấn chặt lấy nhau. Như muốn nói lên lời hẹn ước, dắt tay nhau, đi đến hết cuộc đời này, vậy. Em yêu. Anh nguyện vẽ mày cho em. Làm cho trong sâu thẳm mắt em. Không còn bao giờ phải ngấn lệ. Em yêu. Anh nguyện vẽ mày cho em. Làm cho bờ vai nhỏ gầy của em. Không còn phải gánh vác những nỗi ân hận. Em yêu. Anh nguyện vẽ mày cho em. Làm cho làn tóc mây của em. Không còn quấn quanh tim vỡ nữa. Vẽ mày cho em. Vẽ mày cho em. Anh muốn vẽ ra một bóng hồng đẹp nhất thế gian này. Làm cô ấy đứng trước em cũng phải cảm thấy thẹn thùng. Anh muốn vẽ ra cuộc hội ngộ lãng mạn nhất trên thế gian này. Để anh ngủ vùi trong sự êm ái của em. Vẽ mày cho em. Vẽ mày cho em. Vẽ trọn cả đời này. Anh cũng không bao giờ thấy mệt. Vẽ trọn cả đời này. Luôn luôn thấy rằng em là người đẹp nhất. Đẹp quá, quá đẹp. Bên ngoài cửa sổ một cô gái ôm lấy tim mình, say mê nói. Hay quá, anh mai sau cũng đối xử thế với em nhé. Mỗi ngày tỉnh dậy đều phải vẽ mày cho em. Cô bé có khuôn mặt tròn trịa nũng nịu nói với người yêu của mình. Được thôi, cậu con trai gật đầu trả lời. Xong sau đó, cậu lại gượng nói, nhưng anh không biết vẽ mày. Anh ngốc thế, không biết, thì có thể học chứ. Cô bé cười ngọt lịm. Bọn họ đâu cần biết bạn có biết vẽ mày hay không đâu. Bọn họ chỉ quan tâm đến việc bạn có muốn dành trọn cả đời này vẽ mày cho họ không thôi. Bọn họ chỉ yêu cầu có vậy thôi, bạn sao có thể nhẫn tâm đáp ứng ít hơn yêu cầu đó. Đến cả Lệ Khuynh Thành ngồi xem cũng ngẩn người ra, im lặng đứng đó, hai mắt ngưng đọng, không biết nói gì hơn. Chỉ có mỗi mình Kim Đức Thụy là vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh. Vẻ mặt ông nghiêm túc, đưa máy lên bấm không ngừng. Tách tách, tách tác, một lúc lâu, cát, Kim Đức Thụy hét lớn. Tiếng hét của ông ta phá hỏng cả không khí mà Tần Lạc với Trần Tư Tuyền tạo dựng lên, cũng phá tan tất cả những hoang tưởng đang hiện ra trong đầu của mọi người tại hiện trường. Ông ta cười như điên dại, chạy đến ôm lấy Tần Lạc, rồi lại ôm lấy Trần Tư Tuyền, cười lớn nói, quá tuyệt. Hai người diễn tốt quá, tôi bị hai người làm cho cảm động vô cùng, suýt nữa quên cả bấm máy nữa. Thế nào, tôi diễn không tồi phải không? Tần Lạc đi đến bên Lệ Khuynh Thành hỏi. Lệ Khuynh Thành nhìn rõ vẻ hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt của Tần Lạc và Trần Tư Tuyền, biết rằng hai người vẫn còn chìm đắm trong vai diễn chưa thoát ra được, liền cười nói, đây sao gọi là vẽ mày được. Rõ ràng là mà. Chương 119, xin anh, đi cùng tôi một chuyến. Hai bộ ảnh nữ vương và vẽ lông mày đã được hoàn thành trong vòng một ngày, phải nói là thần tốc. Đặc biệt là xem xong bản gốc của bộ ảnh vẽ lông mày này, trong lòng mọi người đều tràn ngập niềm vui và hy vọng. Trước khi cho ra tác phẩm kinh điển, tác giả đã có dự cảm. Có thể tính trước, nếu tuyên truyền một cách hợp lý, bộ ảnh vẽ lông mày nhất định sẽ thành tác phẩm kinh điển trong làng quảng cáo. Để cảm tạ Kim Đức Thụy hết lòng vì công việc, Lệ Khuynh Thành vốn định mời ông ăn cơm, không ngờ ông ấy lại kiên quyết đòi bỏ tiền túi ra mời tất cả mọi người. Ông ấy không phải là kẻ ngu ngốc, là một tiền bối kỳ cựu trong ngành nghề này, ông ấy có thể khẳng định. Bộ ảnh vẽ lông mày sau khi đưa ra thị trường sẽ đem lại danh tiếng cho ông ấy như thế nào? Danh tiếng có rồi, lại lo không có tiền sao? Vì thế, ngoài công ty quốc tế Khuynh Thành và người mẫu Trần Tư Tuyền ra, ông ấy sẽ là người được lợi nhất trong vụ này. Thịnh tình khó chối từ, Lệ Khuynh Thành đành để ông trả tiền. Nhưng, cô đã gọi điện cho kế toán của công ty giúp cô mua một pho tượng Phật vàng để tặng cho Kim Đức Thụy. Khách chủ đều vui. Những chuyện không vui xảy ra hồi trước đã tan biến hết, không ai còn nhớ gì nữa cả. Sau khi tiễn Kim Đức Thụy, Tần Lạc đứng tiếp chuyện Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền ở cửa khách sạn. Cảm giác làm minh tinh thế nào? Anh có cần suy nghĩ thêm về ý kiến của đạo diễn Kim không? Ông ấy rất sùng bái tài diễn xuất của anh đấy. Lệ Khuynh Thành tủm tỉm cười rồi nhìn Tần Lạc hỏi. Đây đúng là một nữ hoàng muôn màu muôn vẻ. Nhìn Lệ Khuynh Thành dưới ánh mặt trời đẹp một cách rực rỡ, chói lọi. Lệ Khuynh Thành về đêm như được phủ lên một tấm lụa mỏng. Mắt cô ấy, lông mày cô ấy, miệng cô ấy đều trở nên mờ ảo, nhưng chính do sự mờ ảo này lại khiến cho người ta thấy gợi cảm vô cùng. Giống như những bông hoa bên bờ vực thẳm, cám dỗ lòng người, nhưng chỉ dám dừng lại ở đó để nhìn mà không thể tiến hơn được nữa. Tôi và ông ấy cùng ngồi trên một bàn ăn, nhưng ông ấy thường ngại không dám khen ngợi người khác. Tần Lạc cười nói.
tôi không có kinh nghiệm chuyên chụp hình quảng cáo, mà cái đó lại yêu cầu rất khắt khe với diễn viên, tôi sợ đạo diễn Kim sẽ điên lên vì tôi mất. Anh cũng đâu có kinh nghiệm trong việc chụp hình quảng cáo. Hôm nay không phải cũng biểu hiện tốt lắm sao? Trần Tư Tuyền ngồi cạnh nói. Là một nữ diễn viên quảng cáo, Trần Tư Tuyền tất nhiên là sẽ hy vọng được tiếp tục hợp tác cùng Tần Lạc. Anh thấy chưa, Tư Tuyền cũng mong đợi được hợp tác với anh đấy. Vừa rồi vẫn còn dịu dàng đứng vẽ lông mày cho người ta, trong nháy mắt đã muốn làm tổn thương người đẹp vậy sao? Lệ Khuynh Thành trêu chọc nói. Tần Lạc nghĩ hồi lâu, nói, nếu mọi người đã nói như vậy, thì tôi sẽ chụp. Nhưng kết quả không tốt, thì mọi người cũng không được trách tôi đấy. Lệ Khuynh Thành cười nói, tôi sẽ không trách anh đâu. Hiệu quả không tốt thì đồng nghĩa với việc anh sẽ kiếm được ít tiền hơn mà thôi. Vậy coi như là anh đã đồng ý rồi nhé. Trần Tư Tuyền cười nói, đôi mắt ươn ướt nhìn Tần Lạc. Được rồi, Tần Lạc gật đầu. Thế nào, đi về cùng chúng tôi hay là về gặp chị Lâm của anh? Lệ Khuynh Thành nói, tôi sẽ về nhà, Tần Lạc đáp. Về nhà chị Lệ, hay là về nhà chị Lâm? Về nhà chị Lâm, Tần Lạc đáp lời, cả tối hôm qua hắn đã không về nhà. Nếu không về nữa, thì cũng không biết ăn nói thế nào với Lâm lão ra đây. Ái chà, thật làm cho người ta đau lòng. Lệ Khuynh Thành buồn bã nói. Anh thấy chưa, tôi và Tư Tuyền hai người mà vẫn không đọ lại được một mình chị Lâm của anh sao? Cùng lắm thì tối không để anh ngủ ở trên ghế salon là được chứ gì? Thế thì tôi ngủ ở đâu? Tần Lạc dùng mình. Ngủ dưới sàn ấy, Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền cùng nhìn nhau cười lớn. Tôi đi trước đây, hai cô tự về nhé. Tần Lạc giận dữ nói. Đúng rồi. Hôm nay lúc anh vẽ lông mày cho Tư Tuyền thì trong lòng đang nghĩ về ai vậy? Điệu bộ chân tình cảm động, xem ra anh đã có người trong mộng rồi phải không? Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Trần Tư Tuyền cũng chằm chằm nhìn Tần Lạc, chăm chú lắng nghe. Là cô đấy, Tần Lạc cười nói. Xí xì, thôi đi, với trình độ của anh mà cũng định lừa tôi à? Bà là người biết mình biết ta, người phụ nữ giàu có kia anh còn không thích, người như tôi chắc chắn là không lọt được vào mắt của anh. Lệ Khuynh Thành mắng. Nếu cô không tin, thì cứ đoán đi. Tần Lạc cười nói. Vừa lúc đó có một chiếc taxi đỗ lại trước mặt bọn họ, Tần Lạc mở cửa bước vào. Khi Tần Lạc về đến nơi, Lâm Thanh Nguyên vẫn ngồi ở phòng khách xem TV. Không nhìn thấy Lâm Hoán Khê, không biết có phải cô ấy đã lên lầu nghỉ ngơi rồi không? Thấy Tần Lạc về, Lâm Thanh Nguyên cười nói, thằng danh này, hôm qua đã hứa với ta là về ăn cơm. Ta còn cố ý bảo chị Lý làm món cá hấp mà cậu thích. Kết quả là cậu không về. Hôm qua cháu đi với một người bạn, Tần Lạc ngượng ngùng đáp. Trong cuộc sống đời thường, Lâm Thanh Nguyên rất chú trọng việc chăm sóc hắn. Món ăn của mỗi ngày đều do hắn định cả, đến khẩu vị cũng làm để thích hợp với khẩu vị người phía nam của hắn. Ha ha, không sao, còn trẻ mà, ra ngoài gặp bạn cũng là chuyện thường mà. Hoán Khê ngày trước còn ham chơi hơn cháu. Bây giờ muốn nó ra ngoài, nó cũng không muốn. Lâm Thanh Nguyên thở dài nói. Gia Gia yên tâm, cháu nhất định sẽ chữa cho chị Lâm. Tần Lạc thấy Lâm Thanh Nguyên buồn bã khi nghĩ đến bệnh tình của cháu gái, liền an ủi nói. Được, ta tin cháu, việc mà cháu không làm được, thì còn ai có thể làm được cơ chứ? Lâm Thanh Nguyên vỗ vào vai Tần Lạc, cười ha hả nói. Được rồi, không nói cái này nữa, cháu xem cái này đi. Lâm Thanh Nguyên lấy mấy tờ báo đặt trên ghế đưa cho Tần Lạc xem. Đều là báo của ngày hôm nay, có báo về y học, cũng có một số báo nổi tiếng. Như Yến Kinh Đô Thị Báo, Báo Triều Yến Kinh, v.v. Báo nào cũng có tin liên quan đến danh y đường của Trung Quốc. Danh y đường của Trung Quốc là nơi tập trung lực lượng trung y của Trung Quốc. Danh y đường Cu Ả Trung Quốc tổ chức chẩn đoán miễn phí ở quảng trường lớn. Chuyên gia trung y có tiếng lần đầu tiên xuất hiện ở bên ngoài chẩn đoán cho mọi người. Nhận được lời mời của đài truyền hình Yến Kinh, danh y đường Trung Quốc sẽ có một buổi diễn thuyết lớn ở kênh AA của Yến Kinh. Tâm địa tốt, y hồn bất diệt là do danh y đường Trung Quốc đứng sau đầu tư đơn hành. Tần Lạc lật từng tờ ra xem xong, cười nói, cái danh y đường Trung Quốc này dạo gần đây nổi ghê. Chỗ nào cũng có quảng cáo. Lúc nãy trên TV cũng có chiếu đến nó đấy. Cháu về sớm hơn mấy phút nữa là cũng thấy. Lâm Thanh Nguyên chỉ vào TV nói. Xem ra cuốn sách đơn hành này cũng có thực lực ra phết. Trong thời gian ngắn như vậy, mà làm nhiều việc to tát như thế. Và còn liên hệ mật thiết với đài truyền hình Yến Kinh nữa chứ, Tần Lạc thở dài nói. Đúng vậy, nếu như không có thực lực,
làm sao mà duy trì lâu như vậy được. Lâm Thanh Nguyên nói thế nhưng, ta thấy việc này cứ kỳ quái sao ấy. Cháu nghĩ xem, là người bình thường, ai lại đi làm việc đó cơ chứ? Ở đây không phải có bài phỏng vấn sao? Vì Gia Gia là một trung y, nên mới một lòng một dạ, dốc lòng đưa trung y phát triển ngày càng rộng rãi. Tần Lạc chỉ vào dòng quảng cáo tâm địa tốt, y hồn bất diệt nói. Nếu được như vậy thì tốt quá. Lâm Thanh Nguyên nói, có thêm một người đứng ra làm việc này, thì cháu có thêm một người giúp sức. Cũng không phải đơn thương độc mã một mình gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy. Thế nhưng, lòng người hiểm ác, chỉ e rằng bọn họ là bọn chuyên đi lừa tiền thiên hạ. Chờ cho bọn chúng kiếm đủ tiền rồi, phủi tay mà đi. Hậu quả ai sẽ gánh thay cho chúng? Ngành trung y của chúng ta chịu không được trận đả kích này đâu. Tần Lạc gật đầu nói, Lâm Gia Gia cứ yên tâm, cháu sẽ để ý đến việc này. Nếu ngày mai có thời giờ, cháu sẽ đích thân đến danh y đường xem thế nào. Được, cháu cứ đi xem sao. Bọn họ có động tĩnh lớn như vậy, ta có cảm tưởng chúng có mưu đồ gì đó rất to lớn. Lâm Thanh Nguyên dặn dò nói. Những người cả đời cống hiến cho sự nghiệp trung y, luôn bảo vệ ngành này như bảo vệ đứa con của họ vậy. Bất kể ngành nghề gì, chỉ cần có kẻ có ý định phá hoại, thì chắc chắn kẻ đó là kẻ chỉ biết trục lợi từ ngành nghề đó, tuyệt nhiên không phải là người có lòng yêu nghề và cống hiến cho ngành nghề đó. Chị Lâm đâu hả Gia Gia? Nó ở trên lầu, có lẽ ngủ rồi cũng nên. Lâm Thanh Nguyên nói. Cháu lên tắm một cái. Gia Gia cũng nghỉ sớm đi Tần Lạc nói. Ừ, Gia Gia cũng chờ cháu về để nói chuyện này. Không nói ra, Gia Gia thấy khó chịu vô cùng. Lâm Thanh Nguyên nói. Khi Tần Lạc gần đến phòng của Lâm Hoán Khê, ngập ngừng đôi chút, rồi hắn đưa tay lên gõ cửa. Ai vậy? Tôi đây. Có việc gì không? Không có gì, chỉ muốn biết xem chị đã ngủ chưa? Sáng ngày hôm sau, trong lúc Tần Lạc vẫn say giấc nồng, thì cửa phòng hắn có tiếng đập dồn dập liên hồi. Hắn cầm lấy cái đồng hồ nhìn giờ, vẫn chưa 6 giờ sáng. Ai đấy? Tần Lạc thét lên. Tần Lạc, là tôi đây. Tiểu thư nói hôm nay cậu có việc quan trọng cần làm, bảo tôi 5 rưỡi sang gọi cậu dậy. Cậu đã dậy chưa? Giọng chị Lý vọng từ ngoài cửa vọng vào. Dậy rồi, Tần Lạc vẫn nắm trên giường trả lời. Đây rõ ràng là trò trả thù đây mà. Ừm, biết trả thù là tốt rồi. Tần Lạc cười nói, sau đó lật người trở lại vọt ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt xong, mặc bộ quần áo thể thao mà Lâm Hoán Khê tặng hắn, đi xuống lầu tập thể dục. Khi đứng giảng bài trên bục giảng, Tần Lạc luôn cảm thấy có người nhìn trộm hắn ở bên ngoài. Nhưng khi hắn lò đầu ra nhìn, thì không thấy ai hết. Chờ đến tiết thứ hai của buổi sáng kết thúc, Tần Lạc đang định cầm bản tài liệu đi tham gia hội nghị của văn phòng, thì có một gã tướng mạo dung tục, bận một bộ tây phục đắt tiền, chặn trước mặt hắn. Thầy Tần Lạc, gã cười hô hố nhìn vào Tần Lạc, lộ ra hai hàm răng vàng khè. Vâng, là tôi, Tần Lạc cảnh giác nhìn gã. Anh là ai? Tôi là Điền Loa, nếu mà có thời gian, mời anh đi cùng tôi, có người muốn gặp anh. Có người muốn gặp tôi thì bảo người đó đến đây mà gặp. Tôi rất bận, không có thời gian. Tần Lạc nói xong, liền lướt qua người gã. Ngu ngốc, ta còn chả biết ngươi là hạng người nào, sao lại phải đi theo ngươi chứ? Anh không muốn tôi động thủ ngay trong trường chứ? Gã vẫn giữ cái điệu cười hô hố, nhưng điếu thuốc trong tay gã đã bị bóp nghẹt rồi, nửa điếu thuốc còn lại, gã cẩn thận nhét nó vào túi. Tùy anh, Tần Lạc nhún vai nói. Hắn thầm vận khí vào lòng bàn tay. Nếu đối phương định động thủ, thì hắn sẽ nghênh trưởng đón đỡ. Ánh mắt hai người gặp nhau như muốn nổ tung, phát ra tiếng chan chát như hai thứ kim loại va vào nhau. Không khí hiện trường như ngưng động lại, không khí vốn đã lạnh giờ dường như đóng băng lại. Bọn họ đều im lặng chờ đợi cho đối phương một đòn chí mạng. Đột nhiên, một chiếc lá từ trên cây rơi xuống, phất phơ bay vào giữa chỗ đứng của hai người. Đúng lúc lá rơi xuống đất, thì Điền Loa đột nhiên thốt lên. Ai, anh làm khó tôi quá. Đại thiếu gia đã nói là phải mời anh một cách lịch thiệp. Tôi làm sao ra tay với anh được nữa chứ? Đại gia, Tần đại gia, xin anh, hãy đi cùng tôi đi. Công ơn của anh, Điền Loa sẽ khắc ghi trong lòng. Điền Loa đau khổ cầu cứu, chỉ thiếu mỗi nước quỳ xuống van xin mà thôi. Chương 120, đây là lời thỉnh cầu hay uy hiếp? Điền Loa cầu khẩn với vẻ mặt đau khổ, thái độ vô cùng chân thành cảm động. Suýt nữa thì Tần Lạc bị tên này làm cho buồn cười. Hắn cũng có phần tò mò về lai lịch của tên này liền hỏi, ai là người bảo anh đến tìm tôi vậy? Tần Tung Hoành, Điền Loa đáp.
Tần Tung Hoành, hóa ra là hắn. Tần Lạc giật mình, rõ ràng là mình đã từ chối thỏa thuận của văn nhân Mục Nguyệt rồi, cũng đâu có cướp người phụ nữ của hắn đâu. Sao hắn còn sai người đến tận đây tìm ta? Ta đã không còn trong giang hồ nữa, sao trong giang hồ còn lưu truyền truyền thuyết của ta? Tần Lạc không hề biết, văn nhân Chiếu đã sớm cho Tần Tung Hoành biết người văn nhân Mục Nguyệt thích là Tần Lạc. Còn lúc văn nhân Mục Nguyệt nhận lời mời của Tần Tung Hoành, cũng mơ hồ muốn nói cô sẽ đem theo một người nữa đến bữa tiệc. Với đầu óc của Tần Tung Hoành, tức khắc sẽ đoán được ra người này chính là Tần Lạc. Tần Tung Hoành là ai vậy? Tôi không quen, Tần Lạc bối rối nói. Tôi biết là anh không quen, nhưng gặp là anh sẽ quen ngay thôi. Điền Loa cười ha hả nói. Tôi không quen anh ta. Sao phải đi gặp? Tần Lạc hỏi. Có thể là muốn thỏa thuận với anh một việc. Anh yên tâm, chắc chắn chỉ là có lợi cho anh mà thôi. Quan hệ của hai chúng ta là gì? Nếu việc không có lời thì tôi đã không đến tìm anh, đúng không nào? Điền Loa nói với vẻ thân mật, đi đến liền bá vai Tần Lạc, giống như hai người là anh em quen biết lâu năm vậy. Tần Lạc bước sang một bước để tránh cái ôm của hắn, rồi nói, tôi cũng không quen anh. Anh hãy cứ nói thẳng với tôi là có chuyện gì đi. Nếu không tôi cho anh số điện thoại, anh bảo anh ta trực tiếp nghe điện thoại của tôi. Chúng tôi nói chuyện qua điện thoại cũng được, tự nhiên tôi đi với anh thế này, nếu các anh muốn hại tôi thì làm thế nào? Tôi cũng không biết là chuyện gì. Anh yên tâm đi, tôi lấy nhân cách của tôi để bảo đảm với anh, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến anh một sợi tóc. Điền Loa nghiêm túc nói. Nhân cách là cái gì vậy? Cái này, Điền Loa nghĩ một lát, lắc đầu nói, tôi cũng không biết nữa, nhưng anh cứ yên tâm, tôi chắc chắn là có cái này, rồi tôi sẽ về tìm kỹ lại xem. Xin lỗi anh, đến giờ tôi phải đi họp rồi. Tạm biệt, Tần Lạc nói rồi liền quay người đi thẳng. Hắn không muốn đi gặp Tần Tung Hoành, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với tên kỳ quái này. Anh quen văn nhân Mục Nguyệt chứ? Điền Loa hét lên ở phía sau. Cuối cùng cũng đi vào vấn đề. Tần Lạc biết, nếu hắn mà nói không quen thì chỉ làm cho tên này vạch trần lời nói dối của mình ngay tại chỗ mà thôi. Họ đã có thể tìm đến tận đây, thì làm gì có chuyện lại chưa điều tra tìm hiểu gì chứ? Thật kinh khủng, văn nhân Mục Nguyệt đi đến Khuynh Thành quốc tế gặp hắn bao nhiêu lần, nói chuyện bao nhiêu lâu trong mỗi lần gặp mặt có lẽ họ đều biết rõ hết. Quen, Tần Lạc gật đầu đáp. Lẽ nào anh không muốn đi tìm hiểu một chút, tin tức có liên quan đến cô vợ chưa cưới của anh sao? Xem ra hai người cũng không phải là ân ái lắm hả? Điền Loa cười điệu cười thật bỉ ổi, lông mày và mắt xích lại gần nhau, cả khuôn mặt giống như là một cái bánh bao vừa mới được hấp chín vậy. Ngáp một cái. Cơn nghiện thuốc của hắn lại tái phát. Hắn sờ được nửa điếu thuốc ở trong túi, dùng diêm đốt lên, hít một hơi, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Tần Lạc vốn định nói chuyện của người phụ nữ ấy không liên quan gì đến mình, nhưng dù sao chúng cũng đến tận nơi tìm mình, chắc chắn là đã có gì đó hoài nghi. Không chừng văn nhân Mục Nguyệt lại đưa tin tức giả gì cho chúng rồi cũng nên. Đi nói chuyện với hắn ta, nói rõ hết sự tình, có khi lại là một sự lựa chọn đúng đắn. Nếu hôm nay không đi, không chừng sau này sẽ liên tục bị chúng đến làm phiền. Gặp ở đâu? Tần Lạc hỏi. Điền Loa cười ha hả nói, đi theo tôi. Chắc chắn sẽ là một nơi rất tuyệt. Có rượu, có thịt, có đàn bà đẹp. Tần Lạc cười cười lắc đầu, đi theo hắn ra phía ngoài trường. Vương Cửu Cửu đứng trước cửa lớp học, nhìn thấy Tần Lạc với một người đàn ông khoác vai nhau đi ra ngoài. Sao mình cứ thấy người đàn ông này có chút gì đó quen quen? Là ai vậy nhỉ? Vương Cửu Cửu đăm chiêu suy nghĩ. Khi thấy hắn ở cách đó mấy mét dùng tay búng đầu thuốc vào trong thùng rác một cách chính xác, một suy nghĩ chợt lé lên trong đầu Vương Cửu Cửu, cuối cùng thì cô cũng nhớ ra họ đã gặp nhau ở đâu rồi. Trong một lần tham gia một bữa tiệc, cô đã gặp người đàn ông này. Trong đám người hắn vốn không làm cho người ta để ý, đặc biệt là hắn lại đi sau Tần Tung Hoành, một người mà đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng một hành động rất nhỏ của hắn đã thu hút sự chú ý của Vương Cửu Cửu. Cũng giống như là hôm nay, khi hắn đứng cách đó vài mét búng đầu thuốc từ trong tay đi. Vương Cửu Cửu nhớ rất rõ, khi đó cô còn cau mày lại, thấy một người như vậy đúng là không có một chút giáo dục nào cả. Hút thuốc ở trong phòng khách lớn trong bữa tiệc đã là một hành động đáng để cho người ta khinh thường, hút xong rồi còn không muốn bước thêm vài bước để vứt tàn thuốc vào gạt tàn. Nhưng sau khi tàn thuốc biến thành một đường cong trong không trung thì từ từ rơi vào gạt tàn. Hắn không phải là người của Tần Tung Hoành sao? Hắn đến tìm thầy Tần làm gì chứ? Vương Cửu Cửu cảm thấy có chuyện không ổn, lo Tần Lạc sẽ gặp chuyện gì,
liền móc chiếc điện thoại từ trong túi ra gọi. Điền Loa không nói dối, nơi hắn đưa Tần Lạc đến đúng là một nơi rất tuyệt. Có thịt có rượu hay không thì không rõ, nhưng, những người phụ nữ đứng ngoài cửa đón khách thì tuyệt đối thuộc hàng hạng nhất. Tiện tay đưa một người ra bỏ vào một trường đại học nào đó, cũng được xếp vào danh sách một trong 10 người đẹp nhất các trường. Kỳ kỳ, em lại gầy đi rồi. Thật là làm anh Điền của em đau lòng quá. Ái già, đột đột, ngực của em lại hướng về phía trước rồi kìa. Hôm nay không có đệm à. Thân thân, cô bé dễ thương. Tối anh mời em đi ăn đêm, không được từ chối nữa đấy. Gạch dưới. Xem ra Điền Loa là khách quen ở đây, mỗi lần gặp một cô gái xinh đẹp, hắn đều chào hỏi với người ta rất là có tình ý. Giống như là cô nào cũng có quan hệ không bình thường với hắn vậy. Thấy Tần Lạc đứng bên cạnh đang há hốc miệng kinh ngạc nhìn mình, Điền Loa kiêu ngạo nói, về sau anh ở với tôi lâu rồi thì sẽ biết, con người tôi thích nhất là được kết bạn. Nghĩ một lát, lại nói đem một câu, đặc biệt là những cô gái đẹp này. Có thể nhìn ra được, Tần Lạc gật đầu nói. Anh nói xem, là một người đàn ông, làm sao lại không thích người đẹp? Ai dám đứng trước mặt tôi nói không thích người đẹp, ông không đạp vào cái đấy của nó không được. Quá giả tạo, phải không? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu. Anh có thích không? Thích. Ừm, anh là một người thực tế. Ngày sau anh muốn có người đẹp thì tìm tôi. Tôi sẽ giới thiệu cho anh vài cô. Chắc chắn anh sẽ hài lòng. Điền Loa mặt dâm đãng nói nhỏ vào tai Tần Lạc. Cảm ơn anh, Tần Lạc ngượng ngùng gật đầu. Lại vòng qua một hòn non bộ, rồi xuyên qua một hành lang. Cuối cùng Điền Loa đưa Tần Lạc đến đứng trước một cánh cửa phòng có kiến trúc cổ kính. Điền Loa gõ cửa. Đợi đến khi bên trong có tiếng mời vào thì mới mở cửa đi vào, nói, đại thiếu gia, tôi đã mời được thầy giáo Tần đến rồi. Vì căn phòng là kiến trúc cổ Trung Quốc, nên, trang trí và những đồ dùng trong phòng cũng đều bằng gỗ cả. Ghế trúc, bình phong gỗ, trên tường treo một bức tranh viết, khó được hồ đồ, bốn chữ, ngẫu nhiên có đổ sành sứ thanh hoa, có tác dụng tô điểm, như vẽ rồng thêm mắt vậy. Gọn gàng, sạch sẽ, trang nhã, cổ kính. Tám chữ này vừa đủ để nói lên phong cách của căn phòng này. Một người đàn ông đang ngồi pha trà trên ghế cạnh cửa sổ, mặc một chiếc quần màu trắng, một đôi giày nâu, một chiếc áo kẻ sọc, nụ cười đôn hậu, mái tóc mềm mại rũ xuống khóe mắt. Người đàn ông nhìn không anh tuấn, nhưng, bất kỳ người phụ nữ nào chỉ cần nhìn hắn là tức khắc sẽ bị hắn thu hút. Có những người rất đẹp trai, nhưng, thiếu những khí chất tương đồng với nó, thì cũng khó mà có sức hút như vậy. Có những người nhìn mặt bình thường, nhưng khí chất hơn người, thì vẫn thu hút ánh mắt của phụ nữ. Mặc dù Tần Lạc hiện giờ vẫn chưa phân biệt là thù hay là bạn, nhưng khi trông thấy anh ta, cũng có cảm giác thoải mái. Làm cho hắn ta không cảm thấy có áp lực, có nguy hiểm. Điềm đạm thanh tịnh, ung dung tự tại. Mời ngồi, Tần Tung Hoành nói. Hắn biết Tần Lạc đang xem xét mình, đây là phản ứng tự nhiên khi gặp người lạ mặt. Hắn không ngẩng đầu lên nhìn Tần Lạc, hai người không phải lần đầu gặp nhau. Chỉ là hai người không biết mà thôi. Với con người này, hắn không cần nhìn, cũng đã hiểu rất rõ con người này là người thế nào rồi. Có lúc, những số liệu trên giấy tờ còn đúng hơn là tai nghe mắt thấy. Chỉ khác là, bạn phải có một bộ óc trí tuệ để phán đoán thật giả. Cảm ơn, Tần Lạc ngồi đối diện với hắn. Anh thích uống long tỉnh chứ? Tần Tung Hoành rót chè vào một thứ đồ sứ trắng, sau đó mới rót vào một cái chén nhỏ. Cũng tạm tạm, Tần Lạc nói. Thời gian của người có tiền không phải rất quý ư? Sao lại thích nói những lời rỗng tuếch như vậy? Tần Tung Hoành dùng một cây kẹp bằng trúc kẹp tách chè đưa đến trước mặt Tần Lạc, đưa tay ra động tác mời uống. Tần Lạc đưa tách chè lên ngửi, sau đó làm một hơi, uống cạn tách chè. Nói, chè ngon. Đúng là chè ngon, Vũ Tiền Long Tình, dùng nước suối Thiên Sơn pha chè, và lại tôi cũng lười, bình thường cũng ít pha chè cho người khác uống. Tần Tung Hoành cười nói. Như là đang tự khen mình vậy. Nhưng, Tần Lạc lại cảm thấy hắn nói có ý khác. Không công không nhận quà, uống một tách chè ngon như vậy, cũng nên làm cái gì đó mới phải. Không biết tôi giúp gì được cho anh đây, Tần Lạc nói. Tần Tung Hoành gật đầu, thấy Tần Lạc biết điều như vậy, cũng thấy vừa ý. Nói, 3 ngày sau, là lễ mừng thọ 80 của ông nội tôi. Đến lúc đó, sẽ mời một số người bạn đến dự. Tần Lạc im lặng lắng nghe. Chờ câu nói tiếp theo. Lẽ nào hắn muốn mời ta đến tham dự lễ mừng thọ ông hắn ư? Cũng có phải quen biết gì hắn đâu, tuyệt đối không nên đi, nếu không sẽ phải chi thêm một đống tiền. Thân thế dòng họ như nhà của hắn, nếu như đưa phong bì ít quá, sẽ bị khinh thường.
phong bì mà to quá, thì lại sót tiền. Tôi nghĩ, hôm đó chắc anh bận lắm, đúng không? Tần Tung Hoành nhìn Tần Lạc với ánh mắt ôn hòa, bâng quơ nói. Hắn nói như vậy khác nào đã quyết định thay cho Tần Lạc rồi. 3 ngày sau là mừng thọ 80 tuổi ông nội tôi, bất kể ai mời anh đi, anh tốt nhất nên lấy lý do bận mà từ chối. Tần Lạc ngẩn ngơ, không ngờ mọi việc hắn nghĩ lại hoàn toàn ngược lại. Thế nhưng, hắn lại nheo mắt cười, hắn nhìn vào Tần Tung Hoành, hỏi, đây là lời mời, hay là uy hiếp vậy? Chương 121, hai người đàn ông kiêu ngạo. Điền Loa ngồi chồm hổm trong góc luôn nghe lén cuộc nói chuyện của hai người, sau khi nghe được vấn đề của Tần Lạc, không khỏi sửng sốt, sau đó quay đầu sang giở ngón tay cái về phía hắn. Theo gã thấy, dám trước mặt bao nhiêu người nói như vậy, tiểu tử này quả thật rất khác người. Khó trách cô gái nhà văn nhân không vừa mắt bao nhiêu người kia, lại dành tình cảm cho dạng nam nhân khác loài này. Nhưng mình cũng rất khác loài mà, vì sao bà nương kia lại không bằng lòng hẹn hò với mình? Tần Tung Hoành tay bưng lấy chén trà khựng lại một chút, rồi rất nhanh sau đó lại giống như không có chuyện gì, uống một hơi cạn sạch chén trà, sau đó nhìn Tần Lạc như có điều suy nghĩ. Vấn đề này rất thú vị, Tần Tung Hoành nói với Tần Lạc. Vấn đề của anh cũng rất thú vị, Tần Lạc phản bác lại. Như vậy, ý anh nói là, ngày đó anh có thể sẽ tham gia yến hội. Ngay cả trong tình huống tôi quên đưa thiệp mời cho anh sao? Tần Tung Hoành thẳng thắn hỏi. Là bạn hay thù, một lời dứt khoát. Ánh mắt Tần Lạc nhìn thẳng vào Tần Tung Hoành, không có ý nhượng bộ chút nào. Hắn vừa cười vừa nói, 3 ngày sau à, ai mà biết được, có thể ngày đó tôi thật sự bận việc, mà cũng có thể ngày đó tôi lại không có việc gì. Tôi là một người lười nhác, không thích nghĩ chuyện xa xôi. Có thể sống qua một ngày, cũng đã là một sự may mắn đối với tôi rồi. Tôi cũng không nghĩ tới chuyện đi tham gia thọ yến gì đó. Ngay mới vừa rồi, tôi còn sợ anh sẽ mời tôi. Nếu như vậy, tôi sẽ không thể không vì một vấn đề mà phát sầu. Ít nhất, tôi phải tặng một hồng bao không quá keo kiệt mà vẫn chẳng khiến tôi thấy đau lòng. Nhưng mà, thời gian của tôi, chỉ có bản thân tôi có thể chi phối. Ngay cả ông tôi cũng không có quyền can thiệp, những người khác càng không có quyền đó. 3 ngày sau có rảnh hay không, chỉ có tôi biết rõ. Có lẽ, tôi sẽ bận việc, nhưng mà cũng có thể bỏ ra một chút thời gian đi tới thì sao? Nếu người này nói rõ với mình thế này, tôi thích văn nhân Mục Nguyệt, tôi định lúc ở yến hội theo đuổi nàng. Người anh em, anh nhớ giúp đỡ chút nghen, tạo cho tôi một cơ hội đấy. Có lẽ tâm tình Tần Lạc tốt, sẽ thật sự đáp ứng. Dù sao, hắn đã từ hôn với văn nhân Mục Nguyệt. Hơn nữa, cũng từng cự tuyệt thỉnh cầu giao dịch của nàng. Nhưng mà, người này lại chỉ tay 5 ngón mà nói với mình là tôi nghĩ, ngày đó anh nhất định sẽ bận việc, trực tiếp giúp mình quyết định sẵn mọi việc. Điều này thật khiến lòng hắn rất không thoải mái. Chuyện của tôi, dựa vào cái gì mà để anh quyết định chứ? Mặc dù Tần Tung Hoành cư xử ôn hòa, lúc cười khiến người ta có cảm giác bình dị gần gũi. Nhưng mà, Tần Lạc biết rõ, trong lòng gã cực kỳ kiêu ngạo. Cũng chính bởi vì loại kiêu ngạo này, nên gã có thể thản nhiên mà đối mặt với bất kỳ kẻ nào như vậy. Trong mắt gã, có lẽ gã cũng không hề xem anh là nhân vật ngang hàng với gã, thậm chí không xem anh là người. Chỉ là một cái ghế, một cái chén hay là một thứ nào khác. Niềm kiêu ngạo của gã dẫm nát niềm kiêu ngạo của Tần Lạc, vì vậy, Tần Lạc cũng không thể không ưỡn lưng lên. Vậy, nếu tôi nói, đây chính là uy hiếp thì sao? Tần Tung Hoành cười cười, nói, gã nam nhân này, có chút thú vị. Có lẽ, Mục Nguyệt chính là thích chút cá tính này. Tần Tung Hoành lắc đầu, cô gái như Mục Nguyệt thì càng suy nghĩ kỹ càng, sẽ không vì đối phương có chút xíu ưu điểm mà yêu thích. Hệ thống điểm kia của nàng đã nói lên hết thảy. Tần Lạc nhếch miệng, nói, anh có thể uy hiếp tôi cái gì đây? Nói ra những lời này thì thật quá ti tiện. Nếu, tôi nói là nếu, anh đang ở yên kình này đột nhiên biến mất thì sao? Có phải rất nhiều người sẽ vì thế mà thương tâm không? Hai tay Tần Tung Hoành đan vào nhau, đặt trên đầu gối gõ nhẹ. Đây là thói quen của hắn, lúc suy nghĩ một vấn đề, nhịp gõ ngón tay cũng sẽ tăng nhanh. Thế thì cứ thử xem. Tần Lạc nói rất bạo dạn. Tần Tung Hoành lắc đầu, nói, không phải là vì nhân từ. Chuyện như vậy tôi có thể làm ra được, nhưng mà, tôi sẽ không sử dụng ở trên người anh. Tôi thật đúng là không giống với người khác, Tần Lạc nở nụ cười. Tôi không thích anh, nhưng tôi sẽ không hại anh. Tần Tung Hoành vừa cười vừa nói, cạnh tranh như vậy quá thấp hèn, sẽ phản tác dụng. Tôi biết,
chỉ có nhân tài ngu xuẩn mới bộc lộ suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng mà, tôi vẫn muốn nói cho anh biết, lúc tôi nắm tay Mục Nguyệt đi vào nhà thờ, tôi cần một người chứng kiến. Anh là người thích hợp nhất. Thật là khéo, tôi cũng không thích anh. Tần Lạc cười nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, tôi sẽ đi làm người chứng kiến cho các người. Cảm ơn, Tần Túng Hoành nhẹ gật đầu. Gã lại vươn tay rót trà, nhưng lại chỉ rót một chén cho mình. Không hề rót thêm giúp Tần Lạc. Đây là ý nói, cuộc nói chuyện của chúng ta đã kết thúc. Anh có thể rời đi. Vì vậy, Điền Loa liền biết mình lại phải làm việc. Gã bấm tàn thuốc trong tay, đi tới chỗ Tần Lạc làm tư thế mời. Tần Lạc từ trên ghế đứng lên, đi theo Điền Loa ra ngoài. Anh thật có khí phách, Điền Loa cười ha hả đánh giá Tần Lạc, có khí phách giống như tôi tưởng tượng. Tôi chỉ nói những lời mình muốn nói, làm những chuyện mình nên làm thôi. Tần Lạc nhàn nhạt nói. Đây cũng là khí phách, Điền Loa cười nói, người khác sẽ không dám. Đã như vậy rồi, còn có thể làm gì khác nữa chứ? Tần Lạc cười hỏi ngược lại, anh dám không? Tôi dám, Điền Loa nói, nhưng mà, đây là dựa vào điều kiện kiên quyết là tôi trung thành với hắn. Bởi vì hắn hiểu rõ, cho dù hắn yêu cầu tôi làm gì, tôi cũng sẽ chấp hành vô điều kiện. Cho nên, sự báo đáp mà hắn cho tôi là được nói thoải mái. Chấp hành vô điều kiện, kể cả chuyện khiến tôi biến mất ở Yến Kinh. Đúng thế. Tần Lạc gật đầu, nói, anh là một người rất thú vị. Anh cũng thế, Điền Loa vỗ mạnh vai Tần Lạc. Vừa mới đi ra ngoài khu nhà tư nhân cao cấp nhìn sang phần trống, Tần Lạc liền thấy đỗ bên ngoài là một chiếc xe quân đội. Vương Cửu Cửu đứng ở ngoài xe đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn vào trong. Thấy Tần Lạc đi ra, Vương Cửu Cửu đầy vẻ vui mừng, bước nhanh qua chỗ Tần Lạc. Thầy Tần, anh ra rồi sao? Vương Cửu Cửu ân cần hỏi han, nhìn Tần Lạc một lượt từ trên xuống dưới, thấy Tần Lạc không tổn hao cọng lông tóc nào, lúc này mới yên lòng. Vừa rồi nàng thật sự rất lo lắng, nhưng vẫn cố gắng kiềm nén cảm giác xúc động muốn xông vào. Em sao lại ở đây? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Hắn cũng không biết chuyện Vương Cửu Cửu lúc ở cửa phòng học thấy bọn họ cùng rời đi, càng không biết Vương Cửu Cửu bởi vì nhớ lại thân phận Điền Loa cho nên lo lắng hắn xảy ra chuyện gì, vội vàng đuổi theo tới đây. Em thấy thầy đi với hắn, nên cũng tới đây xem thử. Vương Cửu Cửu chỉ đành phải nói thật, nàng làm sao nói vừa mới đi qua được. Bộ dạng bạn của anh hình như rất gấp gáp, xem ra tôi không cần tiễn anh về nữa. Điền Loa cười nói với Tần Lạc. Tôi tự về là được rồi. Tần Lạc nói. Tần Lạc liếc Vương Cửu Cửu một cái, nói, chúng ta về thôi. Dạ, Vương Cửu Cửu nhu thuận gật đầu. Lúc chuyển ánh mắt qua nhìn Điền Loa, đối phương mở chừng hai mắt nhìn nàng. Nàng lễ phép gật đầu đáp lại, sau đó kéo cánh tay Tần Lạc đi về phía xe quân đội. Cao Thâm từ buồng lái nhảy ra, cao hứng nói, tôi thật vất vả mới có một ngày nghỉ, lại bị bà cô này kéo ra ngoài. Nếu anh mà không ra, chắc bà cô này ép tôi dẫn người san bằng chỗ này mất. Đây là chỗ nào, tôi nào có gan này chứ? Chỗ này rất nổi danh sao? Tần Lạc hỏi. Đúng vậy, số 1 thiên ba phủ đấy. Câu lạc bộ tư nhân của Chí công tử Tần Túng Hoành. Người có thể vào đó đều không đơn giản. Cao Thâm giải thích. Sao ngay cả một cái tên cũng không có vậy? Tần Lạc xoay người nhìn cửa chính không có bảng hiệu, nghi ngờ hỏi. Làm biển có ích gì? Người mà biết. Thì không cần biển cũng có thể biết rõ. Người không biết, cho dù treo biển, cũng không có cách nào đi vào. Nghe nói lúc trước thì có tên, nhưng mà Tần Túng Hoành cảm thấy cửa treo biển sẽ ảnh hưởng mỹ quan. Nên bảo người ta hủy nó đi. Bây giờ tất cả mọi người dùng địa chỉ ở nơi này để gọi. Cao Thâm vẻ mặt vênh váo giải thích với Tần Lạc. Giống như nơi này nổi tiếng thì gã cũng sẽ thơm lây vậy. Tần Lạc nhìn ra được, Cao Thâm vô cùng tôn sùng và sợ hãi nơi này. Mà nói sâu hơn một tầng, chính là Chí công tử này lực ảnh hưởng ở Yến Kinh rất kinh người. Ngay cả công tử con quan như Cao Thâm mà còn sùng kính gã như thế, những người khác càng không cần phải nói. Vì một cô gái mà đắc tội với một đối thủ khủng bố như vậy, rốt cuộc có đáng giá hay không đây? Đúng là hồng nhan họa thủy, Tần Lạc thầm cảm thán trong lòng. Dĩ nhiên, những lời như vậy hắn cũng không dám nói ra. Vương Cửu Cửu vẫn còn đang ở cạnh nhìn hắn rất thâm mình kia kìa. Thầy Tần, thầy sao lại tới đây? Vương Cửu Cửu hỏi. Tới đây nói một số chuyện với người ta. Tần Lạc hàm hồ đáp, bản thân đã liên lụy vào, không thể cũng kéo Vương Cửu Cửu vào nữa. Nàng đã giúp mình rất nhiều. Là Tần Túng Hoành tìm thầy sao? Vương Cửu Cửu hỏi, nàng sợ Tần Lạc đắc tội với Tần Túng Hoành,
Tần Túng Hoành sẽ tìm cơ hội trả thù. Ở trong vùng này, không ai dám xem nhẹ năng lực và sự khủng bố của Tần Túng Hoành. Đúng vậy, em cũng biết hắn à? Tần Lạc cười khổ hỏi. Biết chứ, thầy Tần, sao hắn lại tìm thầy thế? Giữa các người từng phát sinh mâu thuẫn gì à? Nếu có lẽ, em có thể đứng trung gian giúp một vài chuyện nhỏ đấy. Vương Cửu Cửu cảm giác mình nhất định phải làm rõ vấn đề, nếu không thì, nàng dù thế nào cũng không có cách gì yên tâm được. Sau khi hiểu rõ xung đột của Tần Lạc với Tần Túng Hoành, nàng sẽ từ đó mà nghĩ biện pháp, để cho bọn họ biến chiến tranh thành tơ lụa. Ở trong lòng của nàng, Tần Lạc lại yếu ớt như vậy, cần phải có sự che chở của người khác. Nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai tổn thương hắn. Không sao, tôi có thể giải quyết, Tần Lạc vỗ vỗ đầu nàng nói. Nhìn bộ dạng lo lắng của cô nàng, thật sự khiến người ta thương yêu. Nếu có chuyện gì, nhất định phải nói cho em biết. Vương Cửu Cửu gật đầu nói, nếu Tần Lạc đã không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi nữa. Được, Tần Lạc đáp ứng nói. Bây giờ chúng ta đi đâu? Vương Cửu Cửu hỏi. Tần Lạc suy nghĩ một chút, nói, ăn cơm trước. Sau đó tôi dẫn em tới một chỗ. Tần Lạc vốn định hôm nay đi dò hỏi Hoa Hạ Danh Y Đường một chút, xem bọn họ rốt cuộc là một tổ chức như thế nào, hoặc là hỏi Song Phương có khả năng hợp tác không. Vương Cửu Cửu lộ vẻ hoan hỉ, quay sang hỏi Cao Thâm, Cao Thâm. Anh có đói bụng không? Có hơi đói, Cao Thâm vừa cười vừa nói. Nghĩ thầm, đại tiểu thư này cuối cùng cũng nghĩ tới cái bụng. Hôm nay gã được nghỉ, còn đang ngủ thì bị bà cô này gọi điện tới. Điểm tâm còn chưa ăn, bây giờ đói đến độ bụng lép kẹp rồi. Hừ, nếu đói bụng, nhanh về nhà ăn cơm đi, Vương Cửu Cửu nói. Chương 122, bí mật chuyện năm xưa. Trong nhà hàng Ý, Tần Lạc cùng Vương Cửu Cửu ngồi đối diện nhau. Vương Cửu Cửu để mũ lưỡi chai ở một bên, cởi dây cột tóc đuôi ngựa, mặc cho mái tóc dài đen nhánh mềm mại xõa trên bờ vai. Khuôn mặt trơn mịn như mỡ đông đỏ bừng, một cỗ tinh thần thanh xuân phơi phới trước mặt ập tới, có thể cảm hóa người ta dễ dàng. Người nào ở chung với nàng sẽ cảm thấy thoải mái thư thái, tâm linh dường như muốn trẻ lại vài tuổi. Vương Cửu Cửu xiên một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai, nói với Tần Lạc, sau này, nếu Tần Túng Hoành tìm thầy nữa, thầy nhất định phải gọi điện cho em trước. Tần Lạc uống ngụm nước trà, cười hỏi, Tần Túng Hoành thực sự khủng bố vậy à? Rất khủng bố, Vương Cửu Cửu gật đầu lia lịa. Khủng bố thế nào? Không biết, Vương Cửu Cửu lắc đầu. Không biết, Tần Lạc lộ vẻ kinh ngạc, động tác ăn cơm cũng dừng lại. Đúng vậy, cũng bởi vì không biết hắn vì sao khủng bố, cho nên, ai cũng cảm thấy hắn khủng bố cả. Vương Cửu Cửu giải thích. Có người từng đắc tội với hắn à? Không, ai cũng thấy hắn rất tốt. Chỉ cần là người biết hắn, đều bị mị lực riêng của hắn chinh phục. Mọi người đối với hắn là vừa kính vừa sợ, giống như là cảm giác ba em tạo cho em vậy. Vương Cửu Cửu trầm tư nói, cố gắng hình dung loại cảm giác này. Tần Lạc gật đầu, đây xác thực là chỗ khủng bố của Tần Túng Hoành. Gã làm cho người ta có cảm giác không giống bạn cùng trang lứa, mà giống như trưởng bối của bạn. Gã có thể nói chuyện hòa nhã, dễ gần với bạn. Nhưng mà, nếu bạn có chuyện gì khiến gã tức giận, gã có thể dùng danh nghĩa trưởng bối giáng bạn một đòn. Yến Kinh không có ai lợi hại hơn hắn à? Tần Lạc hỏi, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Tần Lạc muốn biết mình có bằng hữu tiềm ẩn không? Cũng không thể nói ai so với ai lợi hại được, chẳng qua là có mấy người, Tần Túng Hoành rất cố kỵ. Vương Cửu Cửu nói, ai? Văn Nhân Mục Nguyệt của gia tộc Văn Nhân, cô gái này rất thần bí. Phỏng chừng thầy không có cơ hội nhìn thấy, em cũng chưa từng thấy qua, nghe đồn là đệ nhất mỹ nữ đại lục, không biết thật giả thế nào. Vương Cửu Cửu nói, chắc không đẹp bằng em. Tần Lạc vừa cười vừa nói, không ngờ Văn Nhân Mục Nguyệt nổi danh như thế, còn được gọi là đệ nhất mỹ nữ Trung Quốc. Có điều, nếu nàng cười với ai một cái, thật đúng là hút mất hồn. Mặt Vương Cửu Cửu đỏ lên, nhưng không giả vờ khiêm tốn, mà còn rất tự tin nói, em cũng thấy thế. Có điều, nguyên nhân em xếp nàng đứng đệ nhất là vì, nghe nói Tần Túng Hoành một mực theo đuổi nàng. Nhưng đã nhiều năm, vẫn không có cơ hội đoạt mỹ nhân về. Với cô gái mà mình thích, Tần Túng Hoành nhất định là không dám đắc tội. Tần Lạc gật đầu, chuyện Tần Túng Hoành thích Văn Nhân Mục Nguyệt hắn cũng biết. Nếu không, cũng sẽ không có buổi gặp mặt hôm nay. Còn mấy người kia là ai? Người thứ hai là Hoa Thiếu Văn Nhân Chiếu, Vương Cửu Cửu nói. Hoa Thiếu, Văn Nhân Chiếu,
Tần Lạc suýt chút nữa phun trà trong miệng ra. Sao thế? Vương Cửu Cửu cảm thấy vẻ mặt Tần Lạc có chút quái dị, khó hiểu hỏi. Tại sao lại gọi là hoa thiếu vậy? Không phải là một hoa hoa công tử bột đấy chứ? Tần Lạc cười nói, không ngờ ngoại hiệu của tiểu tử Văn Nhân Chiếu kia lại khó nghe như vậy. Hi hi, Văn Nhân Chiếu này cũng không phải là một hoa hoa công tử, mà là vì hắn rất xinh đẹp, giống như con gái. Hơn nữa, hắn còn có một đam mê lớn, chính là thích nữ nhân thành thục lớn tuổi hơn hắn. Vừa thấy nữ nhân như vậy, liền trở nên si mê. Cho nên, mọi người đã gọi sau lưng hắn là hoa thiếu. Vương Cửu Cửu lúc giải thích cái tên này, cũng cười khúc khích. Chuyện tình cảm của tiểu tử Văn Nhân Chiếu kia không chỉ tiếng xấu lan xa, mà còn có tác dụng giải trí. Chắc hẳn lúc mọi người nhắc tới ngoại hiệu này, có lẽ cũng có vẻ mặt giống như Vương Cửu Cửu. Vì sao hắn lại khiến Tần Túng Hoành cố kỵ? Tần Lạc giả vờ không biết hỏi. Hắn là em của Văn Nhân Mục Nguyệt, là cậu em vợ tương lai của Tần Túng Hoành. Tần Túng Hoành tự nhiên phải có chút chiếu cố cho hắn rồi. Hơn nữa, hắn vô cùng sùng bái Tần Túng Hoành, luôn lẽo đẽo theo Tần Túng Hoành. Vương Cửu Cửu giải thích, có điều, khiến Tần Túng Hoành nhức đầu nhất, có lẽ chính là Bạch Phá Cục của Bạch Gia. Hai người bọn họ là đối thủ lâu năm, đấu đã nhiều năm rồi mà vẫn không phân thắng bại. Chuyện này mọi người ở đây đều biết. Bạch Phá Cục, người này là ai? Tần Lạc sửng sốt. Khó có được cơ hội ngồi ăn cơm chung với Tần Lạc, hơn nữa, lại có thể giải đáp nghi hoặc cho Tần Lạc, khiến lòng hư vinh của Vương Cửu Cửu vô cùng thỏa mãn. Nàng nhấp một ngụm trà cho thấm giọng rồi nói, Yến Kinh có ba gia tộc thực lực cường đại vô cùng. Đứng đầu là Bạch Gia, cũng chính là gia tộc của Bạch Phá Cục. Bạch Gia trước đây được người ta gọi là đệ nhất gia tộc Trung Quốc, còn Tần Túng Hoành và Văn Nhân gia tộc thì là gia tộc mới phát. Thực lực kém Bạch Gia rất nhiều. Có điều, ngay lúc đó kỳ tài ngút trời Văn Nhân Đình của gia tộc Văn Nhân, mang theo gia tộc Văn Nhân cường thế quật khởi, phát triển rất nhanh. Cũng chính vì nguyên nhân này, Bạch Gia cảm thấy nguy cơ. Sau khi lên kế hoạch mấy năm, Bạch Gia lần đầu tiên nhằm vào gia tộc Văn Nhân phát động chiến tranh thu mua ác tính quy mô lớn. Cơ hồ trong chỉ trong một đêm, cổ đông gia tộc Văn Nhân có một nửa đào ngũ chuyển hoài bão sang Bạch Gia. Bởi vì gia thế đặc biệt của Vương Cửu Cửu, cho nên, những chuyện này là bí mật đối với người bên ngoài cũng thuận miệng nói ra. Bết bát hơn chính là, trong thời khắc mấu chốt hai nhà đánh nhau túi bụi, gia chủ đương nhiệm Văn Nhân Đình của gia tộc Văn Nhân lại bệnh nặng. Bạch Gia mừng rỡ như điên, càng tăng tiến độ thâu tóm. Lúc gia tộc Văn Nhân sắp gặp tai họa ngập đầu, có một vị thần y vừa mới tới Yến Kinh, chữa khỏi bệnh Văn Nhân Đình. Văn Nhân Đình cũng không biết dùng biện pháp gì, chỉ một lần hành động đã thay đổi cục diện. Vương Cửu Cửu không phải cao thủ kể chuyện xưa, cũng chỉ là dùng ngôn ngữ trần thuật lại một vài chuyện năm đó. Nhưng mà, Tần Lạc lại nghe rất hưng phấn. Hắn có thể tưởng tượng tràng diện năm đó hai đại gia tộc chiến đấu ác liệt thế nào, cũng có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ lúc gia tộc Văn Nhân tuyệt vọng. Còn khiến hắn tự hào chính là, ông của mình trong trận chiến này lại mang tác dụng có tính quyết định. Nếu không phải lúc trước ông mình đúng lúc du lịch tới Yến Kinh, nếu không phải ông có thể chữa khỏi cho Văn Nhân Đình, bây giờ bản đồ thực lực Tam gia sẽ như thế nào chứ? Còn cả gia tộc Văn Nhân bây giờ sẽ ra sao? Bạch Gia thâu tóm gia tộc Văn Nhân có phải sẽ trở thành một con quái vật khổng lồ khiến người ta sợ hãi không? Khó trách Văn Nhân Đình lập lời trọng thề như vậy. Nếu có con trai, sẽ mặc kệ sai khiến. Nếu có con gái, thì phải làm vợ Tần Thị. Nếu lúc anh trải qua loại tuyệt vọng bi ai, lại có người đưa tay kéo anh ra khỏi bóng tối, anh cũng sẽ cảm kích rơi nước mắt. Không cần Tần Lạc thúc giục, Vương Cửu Cửu đã tiếp tục diễn giải, bởi vì lần thu mua này thất bại, nguyên khí Bạch Gia tổn thương nặng nề. Còn gia tộc Văn Nhân lại đạt được cơ hội phát triển tốt, quy mô khuếch trương, trở thành đại gia tộc thứ hai ngày hôm nay. Tần Gia là ngư ông thông minh nhất, lúc Bạch Gia và Văn Nhân ra tranh đấu gay gắt, bọn họ tích xúc lực lượng âm thầm phát triển, trong lúc vô tình, đã trở thành đại gia tộc thứ ba sau Bạch Gia và Văn Nhân gia tộc. Lật tay làm mây, che tay làm mưa, thương trường ngươi lừa ta gạt, hung hiểm vô bì. Nhưng mà, làm một người đàn ông, cứ bất chính thì sao không oanh oanh liệt liệt một lần. Bạch Phá Cục là người như thế nào? Tần Lạc hỏi. Ngoại hiệu của hắn là cuồng nhân, người điên. Từ cái tên này thầy cũng có thể biết rõ hắn là người như thế nào rồi. Vương Cửu Cửu vừa cười vừa nói. Tần Lạc suy nghĩ một chút, nói, có thể tranh đấu nhiều năm với Tần Túng Hoành mà vẫn không bị thua, chứng tỏ người này có chỉ số IQ và hành vi ngang bằng với hắn. Vương Cửu Cửu gật đầu nói, hắn và Tần Túng Hoành là hai người cực đoan. Một người âm trầm vô cùng,
một người lại bừa bãi vô cùng. Về vẻ bề ngoài thì hình như Tần Túng Hoành được người ta hoan nghênh hơn một chút. Nhưng mà Bạch Phá Cục cũng không khiến người ta chán ghét. Chẳng qua là bạn bè của hắn lại không có nhiều như Tần Túng Hoành. Có điều, những người chơi với hắn, đều có thể vì kẻ điên hắn mà bán mạng. Yến Kinh thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Tần Lạc cảm thán nói. Vương Cửu Cửu thản nhiên cười một tiếng, nói, em cảm thấy bọn họ vẫn không bằng thầy. Nếu thầy Tần sinh ở Yến Kinh, lại có một bối cảnh lợi hại. Nhất định sẽ được hoan nghênh hơn cả hai người bọn hắn. Tần Lạc cười khổ, nói, tôi sao có thể so với bọn họ chứ? Bọn họ một người là Chí Công Tử, một người là Cuồng Nhân. Tôi nếu bằng họ, vậy thì phải gọi ngoại hiệu gì đây? Ngoại hiệu không vang dội như bọn họ, thì làm sao sánh bằng? Tần Lạc cũng chỉ là nói giỡn một chút mà thôi, không ngờ Vương Cửu Cửu lại thật sự xem chuyện này là một việc rất trọng yếu, đang ngồi suy tư. Cầm cái nĩa suy nghĩ một hồi, cười nói, bình thường không để ý. Đợi tới khi cần dùng, thật đúng là không nghĩ ra được ngoại hiệu phù hợp. Hay là thế này, gọi thầy là Hương Suất được không? Sở Lưu Hương chính là nhân vật võ hiệp em thích nhất đấy. Em thấy thầy Tần rất giống hắn. Thôi thôi, chỉ là nói giỡn thôi mà. Nếu thật sự lấy ngoại hiệu là Hương Suất, không phải là bị người ta cười chết sao? Tần Lạc khoát tay nói. Ăn xong cơm trưa, hai người ngồi xe đi tới tòa cao ốc Nam Phương. Tần Lạc đặc biệt chú ý, văn phòng của Hoa Hạ Danh Y Đường là ở tầng 16 của tòa cao ốc Nam Phương. Muốn hiểu rõ cơ cấu chỗ trung y mới phát triển này, chỉ có thể tự mình đi dò xét một phen mới được. Thầy Tần, chúng ta tới đây làm gì? Vương Cửu Cửu ngẩng đầu nhìn dòng chữ đồng trên bảng hiệu ánh vàng lấp lánh của tòa cao ốc Nam Phương, nghi ngờ hỏi. Đi thăm người cùng ngành một chút, Tần Lạc cười nói. Vào thang máy, hai người đi thẳng lên tầng 16. Cửa chính bằng thủy tinh trong suốt, văn phòng, đại sảnh hiện đại hóa, cửa treo biển cổ trang nhã Hoa Hạ Danh Y Đường. Nhìn biểu hiện thì đây quả thật đúng là một công ty rất có thực lực. Thấy có khách tới, cô gái mặc đồng phục ở quầy tiếp tân ý cười đầy mặt mà nghênh đón. Hỏi, tiên sinh, xin hỏi có thể giúp được gì cho ngài? Xin hỏi quản lý của các người có ở đây không? Tần Lạc hỏi. Thật xin lỗi, quản lý của chúng tôi bây giờ không có ở công ty. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Hoặc là, ngài có thể lưu lại danh tính và phương thức liên lạc, chờ sau khi quản lý trở về, tôi sẽ nhắn lại cho ngài ấy. Tần Lạc nhìn lướt qua bốn phía, nói, không cần. Lần sau tôi lại đến gặp vậy. Vâng. Hoan nghênh lần sau đến, cô gái ở quầy tiếp tân lễ phép nói. Tần Lạc dẫn Vương Cửu Cửu rời đi, đứng ở lầu 16 chờ thang máy đi lên. Đinh đong, chỉ thị đèn sáng, cửa thang máy mở ra, lúc hai người định đi vào, lại thấy quản tự và Lý Lệnh Tây đang chuẩn bị bước ra. Dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị, mấy người lại chạm mắt nhau. Chương 123, Hội trưởng nhiệm kỳ đầu. Kể từ sau hôm phát sinh xung đột ở Danh Việt, Tần Lạc không còn gặp mặt quản tự nữa. Quản tự cũng không tới trường hoặc là tới nhà tìm Lâm Hoán Khê, giống như quan hệ của hai người vẫn phi thường lạnh nhạt. Chẳng lẽ nói, nam nữ sau khi chia tay, thật sự chỉ có thể trở thành người xa lạ. Tần Lạc hoàn toàn không nghĩ tới sẽ chạm mặt quản tự ở chỗ này, đối phương hiển nhiên cũng giống thế. Hắn có thể thấy sự kinh ngạc trên mặt quản tự lóe lên rồi biến mất. Hai bên đều không nói gì, hoặc là bảo. Dưới tình huống như vậy cũng không biết nên nói chuyện gì. Vào lúc cửa thang máy sắp đóng, Lý Lệnh Tây mới đưa tay chặn lại. Quản tự cười cười với Tần Lạc, từ trong thang máy bước ra, đi thẳng về hướng Hoa Hạ Danh Y. Tần Lạc cũng kéo tay Vương Cửu Cửu vào thang máy, sau đó con số chỉ thị trên đèn từ từ giảm dần. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người không nói câu nào. Vào phòng làm việc của mình, quản tự ngồi trên ghế xa. Lấy một điếu thuốc trong hộp thuốc lá ở trên bàn nhưng không châm liền. Mà nhắm mắt nằm trên ghế xa, không biết đang nghĩ gì. Lý Lệnh Tây phải lát sau mới tiến vào, sau khi đóng cửa phòng lại, đi tới cạnh quản tự ngồi xuống, cười nói, tôi đã hỏi quầy tiếp tân, các nàng nói tiểu tử này sau khi đi vào muốn tìm quản lý, quầy tiếp tân nói quản lý không có ở đây, bảo hắn lưu số điện thoại nhưng hắn cũng không lưu. Nói lần sau lại đến thăm. Quản tự cầm bật lửa châm thuốc. Sau khi hút một hơi, nói, cùng ngành là oan gia. Hai chúng tôi đúng là oan gia trời sinh. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không rõ mục đích hắn tới là gì. Lý Lệnh Tây tự mình rút một điếu thuốc châm lửa. Hai người ngồi cùng một chỗ nuốt khói nhả xương. Hoa Hạ Danh Y Đường của chúng ta gần đây thịnh vượng như vậy, chắc chắn là hắn nghe được tin.
hắn là một gã trung y, nghe nói còn làm cho công hội trung y gì đó. Tới đây xem thử một chút cũng đúng thôi, quản tự cười nói. Hắc hắc, hắn tới cũng phí công thôi, tới đây thì sao chứ? Chúng ta kiếm được không ít lợi nhuận nên tôi đã câu thông với đài truyền hình bên kia, định dùng danh nghĩa bọn họ và Hoa Hạ Danh Y Đường mở một ban bổ túc dưỡng sinh. Ban bổ túc chia làm hai ban là ban sơ cấp và ban cao cấp. Thế nào lúc định giá cũng sẽ thương lượng với anh, phỏng chừng lại có thể kiếm thêm được một khoản. Đầu năm nay, kẻ có tiền đều sợ chết. Quản thiếu thiếu gia à, bây giờ tôi mới biết, làm trung y thật đúng là lãi. Chuyện này các người tự bàn với nhau đi. Tôi còn phải đi bái phỏng mấy vị danh y nữa. Hoa Hạ Danh Y Đường bây giờ quy mô vẫn còn giản, chúng phải làm một cuộc cách mạng y học khổng lồ. Khi trận gió lốc này nổi lên, tất cả người Trung Quốc sẽ là khách hàng trung thành của chúng ta. Quản tự cười nói, tôi tin rằng, câu nói kia của Bill là chính xác. Sau khi của cải ngập người hắn, thì sẽ đầu tư vào công nghệ gen và các ngành công nghiệp y tế. Trong lòng cũng đang cảm thán, nếu chỉ là kiếm tiền, thì cũng rất dễ làm. Mình cũng không cần đeo áp lực trên lưng lớn như vậy. Đáng tiếc, mình đã đi một con đường không thể quay đầu lại. Trung y à, trung y, không phù hợp trào lưu thời đại này, vậy thì hãy tăng nhanh tốc độ đào thải nó đi. Hy vọng tiểu tử kia không hoài nghi, chuyện mình muốn làm, dù là ai cũng không thể ngăn cản. Thầy Tần, bọn họ sao lại xuất hiện ở đây? Bị lây nhiễm bầu không khí vừa rồi, mãi cho đến khi ra khỏi cao ốc Nam Phương, Vương Cửu Cửu mới lên tiếng hỏi. Không biết, Tần Lạc nói, trong đầu cũng đang vận hành tốc độ cao. Vấn đề của Vương Cửu Cửu, cũng chính là vấn đề hắn đang tự hỏi. Tại sao quản tự lại xuất hiện ở Hoa Hạ Danh Y Đường? Hắn và Hoa Hạ Danh Y Đường có quan hệ gì? Nhớ rõ lần trước lúc mời dự họp nghiên cứu và thảo luận trung y, hắn ở Yến Viên cũng thấy được thân ảnh của quản tự và Lý Lệnh Tây trong đó. Mục đích của gã là gì? Chẳng lẽ nói, gã có hứng thú với trung y? Hay là gã có tật bệnh nghiêm trọng gì, ví dụ như AIDS, ở Mỹ không có biện pháp trị liệu, nên bây giờ chạy về nước tìm danh y khắp nơi để trị liệu sao? Không được, trở về nhất định phải nhắc nhở Lâm Hoán Khê điểm này. Nghe nói AIDS có thể lây bệnh thông qua nước miếng, phải bảo nàng sau này không nên ăn cơm với quản tự mới được. Nam nhân không có kinh nghiệm yêu đương thật đáng buồn, gã xử nam ngây thơ này lo lắng điều này thật sự có chút dư thừa. Bọn họ sao lại tìm tới Hoa Hạ Danh Y Đường nhỉ? Em cảm thấy bọn họ cứ lén lén lút lút, Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc cười nói, có thể là đến xem bệnh cũng không biết chừng. Thầy Tần, có muốn em điều tra giúp thầy một tay không? Tần Lạc do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Dùng mạng lưới quan hệ của Vương Cửu Cửu, làm những chuyện như vậy quả thật là tiện hơn mình nhiều. Bọn họ có thể đi thăm dò đại biểu pháp nhân của Hoa Hạ Danh Y Đường, tin tức đăng ký, tin tức tài khoản, lo liệu mọi chuyện êm thấm không một tiếng động. Còn mình hao tổn tâm cơ có khi còn đả thảo kinh xà. Nguyên nhân hắn do dự chính là, hắn thiếu nợ Vương Cửu Cửu thật sự rất nhiều. Dùng lời của Quách Hải Tào mà nói thì chính là, món nợ nhân tình này, chỉ có thể dùng thân đền đáp. Di động trong túi áo vang lên, Tần Lạc móc ra nhìn, phát hiện số gọi tới là một dãy số lạ. Alo, chào bạn, bạn là, Tần Lạc bắt điện thoại nói. Tần huynh đệ này, nhanh như vậy đã quên tôi rồi à? Trong điện thoại truyền đến thanh âm của một người đàn ông. Trong điện thoại không có lưu số của anh, Tần Lạc thật sự không nghĩ ra người gọi điện thoại tới là ai. Nếu là giọng nữ, hắn còn có thể nhận ra, nhưng đây lại là giọng nam, hắn không có cách nào nhận ra. Tôi là Minh Hạo, nam nhân cười nói. Minh đại ca, chào anh, thật xin lỗi, ở chỗ tôi có chút ồn, không nghe rõ giọng của anh. Tần Lạc áy náy nói, người gọi tới chính là thư ký Minh Hạo của Thái Công Dân. Ha ha, không sao, Tần huynh đệ đang ở đâu vậy? Tối nay có rảnh không? Minh Hạo cười nói. Có chuyện gì sao? Tần Lạc hỏi. Là như vậy, buổi tối Thái Bộ trưởng có chút thời gian, muốn ăn bữa cơm nhạt với cậu. Nói chuyện công hội trung y. Tần Lạc lộ vẻ vui mừng, hỏi, đầu đuôi sự việc thế nào? Mấy ngày qua, hắn một mực chờ tin tức của Thái Công Dân. Muốn thành lập một công hội trung y mang tính toàn quốc, nếu không được chính phủ ủng hộ. Chuyện này căn bản là không thể thực hiện. Nói không chừng vừa mới thành lập, cũng sẽ bị coi là tổ chức bất lương. Hay là chờ Thái Bộ trưởng nói cho cậu biết đi. Minh Hạo nói, làm một thư ký, nên gã hiểu rất rõ đạo lý miệng kín như bưng. Được, buổi tối mấy giờ, gặp ở chỗ nào? Tần Lạc hỏi. Buổi tối 7 giờ,
đặt ở khách sạn Kim Tinh. Nơi này là khách sạn chiêu đãi trong bộ. Sau khi cậu tới, cứ trực tiếp gọi điện cho tôi là được. Minh Hạo nói. Được, làm phiền anh. Khách khí với tôi làm gì? Được rồi, không quấy rầy cậu nữa. Cứ thế đi. Cúp điện thoại, vẻ mặt Tần Lạc hớn hở. Vương Cửu Cửu cười hỏi, thầy Tần, có chuyện gì vui à? Đúng là một chuyện đáng cao hứng. Tần Lạc cười nói, nếu thành công, có lẽ, đây là sự kiện quan trọng phát triển trung y. 6 giờ 50 phút, Tần Lạc ngồi xe chạy tới khách sạn Kim Tinh. Khách sạn Kim Tinh là khách sạn xây đúng chuẩn 5 sao, là khách sạn chuyên dụng bộ vệ sinh dùng để tiếp đãi ngoại tân và cử hành hội nghị. Mặc dù vẫn chưa được chính thức trao tặng danh hiệu 5 sao, nhưng mà phục vụ và trang trí bên trong tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Đứng ở cửa lớn vàng son lộng lẫy của khách sạn, Tần Lạc bấm số điện thoại của Minh Hạo. Rất nhanh, Minh Hạo đã qua đón, bắt tay với Tần Lạc, vừa cười vừa nói, cậu thật đúng giờ. Thái bộ trưởng cũng vừa mới đến. Cùng trưởng bối ăn cơm, làm sao dám đến muộn chứ? Tần Lạc cười nói, hắn không có gọi chức quan của Thái bộ trưởng, mà lại gọi gã là trưởng bối, như vậy có vẻ thân hơn một chút. Minh Hạo vỗ vỗ bả vai Tần Lạc, dẫn hắn vào thang máy chuyên dụng cho khách quý chạy lên lầu. Ở trong một phòng rộng lớn xa hoa, Tần Lạc đã thấy bộ trưởng Thái Công Dân. Hôm nay hắn không mặc trường bào, mà lại mặc một bộ đồ tây màu đen, thắt cà, vạt sậm. Ăn mặc rất nghiêm chỉnh, thoạt nhìn khí vũ hiên ngang. Thấy Tần Lạc đi vào, Thái bộ trưởng cười nói, Tần Lạc, có hai tin tốt muốn nói cho cậu biết. Cậu muốn nghe tin nào trước? Mỗi lần nhìn thấy Thái bộ trưởng đều có thể nghe được tin tốt. Tần Lạc vỗ mông ngựa một chút, cười nói, dù sao cả hai đều là tin tốt, nghe tin nào trước cũng được cả. Ha ha, vậy tôi nói hết cả hai vậy. Tin tốt đầu tiên chính là, đề án thành lập công hội trung y nước Trung Quốc do cậu đề xuất đã được phê chuẩn thông qua. Thái Công Dân vui vẻ nói xem ra tin tức như vậy khiến cho tâm tình của gã cũng thư sướng vô cùng. Cảm ơn bộ trưởng, Tần Lạc lộ vẻ vui mừng nói. Mặc dù đã nghĩ đến khả năng này, nhưng, trước khi chưa có được lời nhắn chính thức, thì vẫn còn có chút lo lắng. Bây giờ, Thái Bộ trưởng chính miệng nói cho hắn tin này. Chứng tỏ sự việc đã được quyết định chắc chắn, nếu không có biến cố gì quá lớn, sẽ không sửa đổi nữa. Nếu không, dựa vào sự cẩn thận của Thái Bộ trưởng, cũng không có khả năng tự báo trước cho mình. Cảm ơn gì chứ, mọi người cũng là vì sự phát triển của trung y thôi. Không chỉ cậu gấp. Ngay cả các đồng ý trong bộ cũng rất sốt ruột. Luôn bị Tây y từng bước ép sát như vậy, trung y cũng sẽ nhanh chóng bị đào thải mất. Trong lòng mọi người cũng không phải là không cảm thụ được. Nếu trung y biến mất ở trong tay chúng tôi, đây không phải là có lỗi với thế hệ sau sao? Thái Công Dân khoát tay áo, nghiêm mặt nói. Trung y sẽ không bị đào thải. Tần Lạc khẳng định. Đúng, tôi cũng cho là thế. Thái Công Dân gật đầu nói. Tin tốt thứ hai chính là nguyên nhân khiến tôi có lòng tin như vậy. Tin tốt thứ hai là gì? Tần Lạc cười hỏi. Trải qua đề nghị của tôi, cùng với sự xét duyệt của tổ chức, đã quyết định bổ nhiệm cậu làm hội trưởng công hội trung y nhiệm kỳ đầu. Hơn nữa, toàn quyền phụ trách thành lập, tổ chức, quán xuyến các loại sự vụ trong công hội. Hội trưởng công hội trung y nhiệm kỳ đầu. Tần Lạc sửng sốt, sau đó cuống quýt xua tay, nói, Thái bộ trưởng, như vậy chỉ sợ không thích hợp. Tôi còn quá trẻ, tư lịch tư cách và sự từng trải còn nông cạn, chỉ sợ khó có thể khiến mọi người phục. Thái Công Dân nhướng mày, sắc mặt nghiêm túc nói, Tần Lạc, có biết vì sao tôi lại có lòng tin đối với cậu như vậy không? Không ạ, Tần Lạc lắc đầu. Bởi vì nhân tố phản nghịch trong xương của cậu, cậu không theo phong cách xử thế bình thường. Bây giờ chúng ta gặp phải tình huống vô cùng ác liệt, chỉ có người phi thường mới có thể làm được sự nghiệp phi thường. Thái Công Dân nói. Nếu tôi đề cử một lão già tư lịch đầy đủ, vậy, thành lập một công hội trung y có ý nghĩa gì chứ? Làm sao có thể cứu vãn sự nghiệp trung y? Cậu là người mà tôi xem trọng, trẻ tuổi, thông minh, có nhiệt huyết. Tôi ký thác hy vọng quật khởi trung y vào người cậu, cậu nhất định không thể để tôi thất vọng. Tần Lạc suy nghĩ nghiêm túc một lát, cảm thấy trừ mình ra, người khác cũng không thể hoàn thành chuyện này. Liền gật đầu nói, được rồi, tôi nhất định không phụ sự phó thác của Thái Bộ trưởng. Chương 124, tình cảm bộc phát y. Tần Lạc cũng không phải là một người tham quyền thế, đối với hắn mà nói, thứ đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ban đầu hắn muốn thành lập công hội trung y, là vì muốn tụ họp toàn bộ nhân tài trung y của Trung Quốc, cùng hiến lực, hiến kế phát triển trung y. Khi hắn cho rằng,
hội trưởng công hội phải trải qua công tuyển lựa chọn ra, mọi người cùng đề cử nhân vật tài đức vẹn toàn làm hội trưởng. Thì không ngờ hội trưởng nhiệm kỳ đầu đã được bổ nhiệm. Chuyện đó cùng tưởng tượng ban đầu của hắn không phù hợp, cũng là nguyên nhân hắn từ chối. Về phần hắn khiêm nhường theo lời hắn nói là tuổi còn quá trẻ, tư lịch còn nông cạn, cũng chẳng qua là lấy cớ từ chối mà thôi. Trẻ tuổi là bình thường. Hơn nữa, Tần Lạc khi nào để loại tư lịch này vào trong mắt chứ? Thấy Tần Lạc đồng ý, sắc mặt Thái Công Dân cũng giãn ra, nói, Tần Lạc, tôi biết làm vậy có chút không nhất quán với suy nghĩ ban đầu của cậu. Nhưng mà, cậu có nghĩ tới không, nếu hội trưởng nhiệm kỳ đầu công khai tuyển chọn như cậu nói, đến lúc đó có phải lại trở thành một trò khôi hài bỏ phiếu mua chuộc để trúng cử không? Lúc trước cậu đã nói, không hy vọng chính phủ can thiệp quá nhiều vào sự vụ của công hội, nhưng mà, nói không chừng lại có người có năng lực thông thiên phi thường có thể mời một vài nhân vật tai to mặt lớn của ngành chính phủ ra mặt. Lúc đó, cậu để hắn lên hay không để hắn lên? Sự tình càng không muốn phát sinh, thì càng có khả năng phát sinh. Hơn nữa, bây giờ công hội trung y có bao nhiêu hội viên? Đợi tới khi triệu tập hội viên đủ nhiều mới công khai tuyển chọn, thế không phải là thời gian trễ nãi sao? Chúng ta sẽ trì hoãn không nổi đâu. Trung y đã trì trệ không tiến nhiều năm như vậy rồi, bây giờ là thời khắc mấu chốt cần người có năng lực kéo cỗ xe vỡ này xông về phía trước. Không được thả lỏng. Thái Công Dân kéo Tần Lạc ngồi xuống bàn ăn, Minh Hạo lập tức lanh trí đi ra ngoài bảo mang thức ăn lên. Thái Công Dân nói, công hội trung y sau này trên danh nghĩa sẽ trực thuộc Bộ Y tế, do tôi tự mình đến giám thị. Đương nhiên, đến lúc đó tôi sẽ ủy quyền hoàn toàn cho cậu. Cũng sẽ cố gắng cho các cậu quyền tự chủ lớn hơn. Tôi nghĩ như thế này, hội trưởng nhiệm kỳ đầu, tôi giao cho cậu. Tần Lạc à, tôi tin tưởng năng lực của cậu, tôi cũng kỳ vọng rất cao về cậu. Đây là tổ chức y học hoàn toàn mới, từng điểm đều phải bắt đầu từ giai đoạn đầu. Sự việc có rất nhiều, cũng vô cùng rườm rà. Cho nên, tôi cần tìm một người có thể quản lý tốt hết thảy những thứ này. Về phần chế độ tuyển hội trưởng như cậu nói, đợi sau khi cậu tiền nhiệm, có thể tự mình thúc đẩy áp dụng chế độ này. Có được không? Vâng, tôi đã hiểu rõ, Tần Lạc gật đầu nói. Nói như vậy, ngược lại càng khiến mình lo lắng hơn. Trong suy nghĩ của mình vẫn còn mang chút sắc thái chủ nghĩa lý tưởng, còn Phó Bộ trưởng Thái Công Dân lại có thể cắt nhập vấn đề vào thực tế. Có điều, vẫn còn có một chuyện tương đối khó giải quyết. Thái Công Dân cau mày nói. Chuyện gì? Tần Lạc hỏi. Bởi vì cậu đề xuất công hội tự lo lời lỗ không cần kiến nghị chính phủ chi tiền, cho nên, tôi không có cách nào ủng hộ quá lớn về mặt tài chính cho cậu. Có lẽ, tôi chỉ có thể cung cấp cho cậu một địa điểm văn phòng và một phần tài chính giai đoạn đầu. Thái Công Dân nói. Tần Lạc suy nghĩ một chút, cười nói, Bộ trưởng, ý tốt của ngài tôi xin nhận. Nhưng mà, tôi cảm thấy rằng, nếu sau này công hội muốn đi trên con đường độc lập tự chủ, thì phải cố gắng không nên tiếp nhận ngân sách mới tốt. Về phần địa điểm văn phòng và phần tài chính giai đoạn đầu, tôi sẽ nghĩ biện pháp gom góp vậy. Thái Công Dân cười gật đầu, dùng sức vỗ vỗ bả vai Tần Lạc, nói, tôi biết cậu sẽ nói vậy mà. Tần Lạc à, tôi coi trọng cậu. Người khác lúc làm chuyện gì, đều liều mạng đòi điều kiện muốn tôi lập chính sách chi tiền, còn cậu lại có thể từ chối những thứ này. Người như cậu nếu cũng không thể làm được, vậy trung y, thực sự hết cách cứu vãn rồi. Lúc Tần Lạc ngồi xe trở lại nhà Lâm gia, đã là hơn 10 giờ tối. Trong phòng khách đèn còn sáng, nghe tiếng động cơ xe hơi, Lý Tẩu vội chạy ra, cười nói, Tần Lạc, cậu đã về. Ăn cơm chưa, tối nay còn chừa rất nhiều thức ăn, nếu đói bụng tôi hâm nóng lên giúp cậu. Bởi vì Tần Lạc tướng mạo hiền lành, hơn nữa tính cách cũng rất tốt, cho nên, bình thường Lý Tẩu vô cùng chiếu cố hắn. Thậm chí, bà còn thân thiết với Tần Lạc hơn Lâm Hoán Khê một chút nữa. Không có biện pháp. Lâm Hoán Khê cả ngày lạnh như băng, ai dám tới làm thân với nàng chứ? Cháu ăn rồi, cảm ơn Lý Tẩu, Tần Lạc cười nói. Khách khí gì chứ, thật là, Lý Tẩu vừa đóng cửa, vừa nói. Lâm gia gia đâu rồi ạ? Tần Lạc hỏi, trước kia vào khoảng giờ này, Lâm Thanh Nguyên đều ở phòng khách xem báo uống trà mới đúng. Nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng lão đâu. Lão gia tử có gọi điện về, nói không về ăn cơm tối. Có thể là bệnh viện có chuyện quan trọng gì đó. Lý Tẩu nói, không đợi Tần Lạc mở miệng, lại nói nhỏ, tiểu thư ở trên lầu đấy. Ăn cơm xong liền đi lên lầu rồi. Dạ, Tần Lạc gật đầu, đi lên lầu 2. Nhớ tới Lâm Hoán Khê vì chuyện trả thù mình, bảo Lý Tẩu sáng sớm gọi mình dậy, trong lòng Tần Lạc đã cảm thấy buồn cười.
không ngờ cô gái này lại có mặt đáng yêu như thế. Tần Lạc đi tới trước cửa phòng Lâm Hoán Khê, lúc đang định gõ cửa. Tay giơ ở giữa không trung, còn chưa kịp hạ xuống, cửa phòng đã cạch một tiếng bị người bên trong kéo ra. Lâm Hoán Khê mặc một bộ áo ngủ co tần có in hoa văn cổ trên đó, đứng ở cửa sắc mặt hờ hững, nói, tôi chưa ngủ. Hắn không ngờ, cô gái này lại đi trước hắn một bước như vậy. Có lẽ nàng sau khi nghe được giọng mình lúc về, cũng đoán được mình sẽ tới gõ cửa phòng nàng, cho nên chuẩn bị xong sớm một bước. Ha ha, tôi cũng vừa vặn chưa ngủ, chúng ta tâm sự nha. Tần Lạc cười nói, tôi mệt, tôi muốn ngủ bây giờ. Lâm Hoán Khê nói, không sao, tôi và chị nói chuyện phiếm thì sẽ không mệt nữa. Tần Lạc cam đoan giống như bà Vương bán dưa tự tâm bốc mình vậy. Không đợi Lâm Hoán Khê đồng ý, hắn đã chen vào phòng nàng, hít sâu một hơi, một làn hương thơm lập tức thấm vào ruột gan tràn ngập toàn thân. Mùi thơm trên người người nữ nhân thành thục, là động cơ tốt nhất của nam nhân. Loại hương vị này mê hoặc lòng người, có thể khiến người ta điên cuồng. Lâm Hoán Khê không còn cách nào, chỉ đành đóng cửa phòng lại, đứng cách Tần Lạc rất xa, hỏi, muốn nói gì? Tần Lạc thấy bộ dạng cảnh giác của Lâm Hoán Khê, cười nói, sao tôi cứ cảm thấy quan hệ của chúng ta càng ngày càng bất hòa. Trước kia tôi lúc tôi vừa mới tới Yến Kinh, tối nào chúng ta cũng ngồi trên ban công uống trà nói chuyện phiếm mà. Lâm Hoán Khê sửng sốt, không ngờ Tần Lạc lại nói chuyện này với nàng. Đúng vậy, ở thời điểm mình đóng chặt tâm hồn, hắn lại xuất hiện ở thế giới của mình. Hơn nữa còn mở cửa tâm hồn vốn đã đóng kín của mình. Nhưng lúc lòng mình dần dần mở ra, hơn nữa, còn lưu lại dấu ấn sâu đậm về hắn, hắn lại dứt khoát bỏ đi. Một vào một ra này, khiến tình cảm của nàng lại đóng kín lần nữa. Bọn họ, còn có thể trở về tình trạng cuộc sống như trước kia sao? Trong lòng Lâm Hoán Khê đột nhiên có chút mềm yếu, nàng từ bên cạnh Tần Lạc đi qua, sau đó ngồi xổm xuống lấy ra một bộ trà và hộp trà ở trong tủ, đi ra ban công. Tần Lạc cười cười, đi phía sau Lâm Hoán Khê ra ban công. Mùa đông Yến Kinh càng tới gần, thời tiết mát mẻ càng ngày càng lạnh dần. Mặc dù bên ngoài ánh sao rực rỡ, nhưng lại không có cách nào hít thở bầu không khí mới lạ đó được. Ban công dùng thủy tinh trong suốt bịt kín, hệ thống lò sưởi trong phòng mở vừa phải, nên dù Lâm Hoán Khê mặc áo ngủ mỏng cũng không cảm thấy lạnh. Tư thế pha trà của Lâm Hoán Khê rất thuần thục tao nhã, trên mặt chẳng lộ vẻ vui sướng, mà có vẻ trầm mê. Không biết nàng mê luyến đạo trà nghệ này hay là mê luyến cảm giác ấm áp khi ở cùng Tần Lạc nữa. Tần Lạc bưng chén trà do Lâm Hoán Khê đưa tới, dùng mũi ngửi ngửi, cười nói, thật là thơm. Đã lâu rồi không uống trà do chị Lâm pha. Lâm Hoán Khê tự mình uống trà, cũng không mở miệng đáp lại Tần Lạc. Tần Lạc biết đây là tính cách khiến thế, cũng không để bụng. Nam nhân có thể ngồi đối diện Lâm Hoán Khê, uống trà thơm do tự tay nàng pha, có thể có mấy người chứ? Vừa rồi làm gì thế? Tần Lạc hỏi. Đọc sách. Đọc sách, tôi cũng thích đọc sách. Chị xem sách gì? Tần Lạc cuối cùng cũng tìm được một đề tài, tranh thủ thời gian nắm bắt ngay. Nàng không mê minh tinh, cũng không chú ý model, sẽ không mua túi sách LV mới nhất, ngoại trừ chăm sóc hoa da, cũng không có sở thích gì đặc biệt. Muốn bắt chuyện với nàng, thật đúng là một việc không đơn giản. Lâm Hoán Khê lại im lặng, hiển nhiên. Nàng cũng không có ý nói cho Tần Lạc biết mình đọc sách gì. Tần Lạc liếc quanh, thoáng cái đã phát hiện cuốn sách đang mở ở trên tủ đầu giường nàng. Đứng lên, bước vội tới cầm nó qua. Không ngờ là tập thơ. Tần Lạc cười nói, bây giờ chỉ còn rất ít người đọc thơ, đặc biệt là đọc tác phẩm của nhà thơ nước ngoài. Tần Lạc mở tới trang được gấp, chỗ này chính là chỗ Lâm Hoán Khê đang đọc. Định mở miệng đọc thật diễn cảm, nhưng khi nhìn thấy văn tự phía trên liền há hốc mồm. Tất cả đều là tiếng Anh. Tần Lạc cười xấu hổ, nói, chị thật có học vấn. Toàn xem những cuốn sách mà người khác xem không hiểu. Lâm Hoán Khê ngẩng đầu liếc nhìn Tần Lạc một cái, nói, phía sau có văn dịch. Nàng biết rõ Tần Lạc không biết tiếng Anh. Tần Lạc lật đến tờ phía sau, quả nhiên được phiên dịch tiếng Trung. Tần Lạc xem lướt qua một lần trước, sau khi thấy không có chữ nào mà mình chẳng nhận ra, lúc này mới lên tiếng đọc. Năm đó hoa đã trôi. Nàng hai nhành tóc mai đã hoa râm, cơn ngủ nặng trĩu, ngồi ở cạnh lò từ từ lim dim, xin lấy tập thơ này của ta, xin chậm rãi đọc lấy, giống như mộng, nàng sẽ nhớ lại sóng mắt đưa tình, thâm tình và ôn nhu của nàng. Đừng đọc nữa, Lâm Hoán Khê nói. Tôi thấy rất hay mà, Tần Lạc cười nói, lúc trước hắn chỉ định khoe khoang một phen,
nhưng đợi tới khi hắn chân chính đọc bài thơ này, lại phát hiện ý cảnh yêu mỹ vô cùng. Bao nhiêu người từng yêu nét mặt mị lực ngời ngời của nàng, yêu dung nhan khuynh thành của nàng, có người thật lòng, có người diễn trò. Nhưng chỉ có một người, cái hắn yêu chính là tâm thành kính thánh khiết của nàng. Cho dù nàng nét hoa tàn úa, đau buồn sự già héo của hồng nhan, hắn vẫn yêu nàng như cũ. Đừng đọc nữa, Lâm Hoán Khê lại nói, thanh âm hơi lớn. Ngọn lửa trong lò ấm áp sáng ngời, nàng nhẹ nhàng cúi đầu, mang theo nét buồn nhàn nhạt, vì tình yêu khô héo đã tắt, khe khẽ thì thầm, lúc này hắn đang một mình du đãng ở vạn khe thiên sơn, đưa mắt nhìn phía sau bầu trời đầy sao kia ẩn như hiện lên khuôn mặt của nàng. Sau khi đọc xong, Tần Lạc nhập thần một lúc, nói, viết hay thật. Đáng tiếc, tôi lại không biết làm thơ. Sau đó lại cười nói, chị Lâm, chờ chị già rồi, tôi chắc chắn sẽ không làm thơ cho chị, nhưng tôi sẽ trị bệnh cho chị. Thân thể của người già không được tốt, nhưng tôi bảo đảm sẽ chiếu cố để chị mặt mày hồng hào, khỏe mạnh an khang. Tình cảm bị đè nén lâu nay của Lâm Hoán Khê rốt cục bộc phát. Nàng nện chén trà trong tay xuống bàn trà, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lạc phẫn nộ, gào khàn cả giọng, sao anh luôn vậy? Sao anh luôn vậy chứ? Chương 125, vì tình cảm mãnh liệt chôn sâu 2. Với nữ nhân mà nói, dạng nam nhân nào là đáng ghê tởm nhất? Chính là loại dục tiên dục tử trêu chọc bạn, đợi đến khi người bạn nóng ran, hạ thân ướt át, cảm giác trống rỗng khó chịu sắp tra tấn bạn đến phát điên, hắn đột nhiên từ trên người bạn bò dậy, nói đột nhiên anh nhớ ra, anh còn một chuyện rất quan trọng phải xử lý. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi nha. Với Lâm Hoán Khê mà nói, Tần Lạc thuộc về loại nam nhân như vậy. Đương nhiên, cái này là chỉ về mặt tình cảm, chứ không phải là trên thân thể. Lâm Hoán Khê chịu quá nhiều thương tổn về mặt tình cảm, cho nên, nàng đặc biệt mẫn cảm với tình cảm. Sau khi nàng từ Mỹ trốn về, tình cảm trong lòng cũng đã hoàn toàn chết đi. Và lại không được an ủi và khai thông kịp thời, cho nên nén trong tâm lâu ngày thành bệnh, phát triển thành chứng ghét nam. Ở trong ý thức của nàng, tất cả nam nhân đều là kẻ lừa đảo dối trá. Nên thấy nam nhân sẽ vô thức làm mặt lạnh, lãnh đạm thậm chí chán ghét đối với thái độ của bọn họ. Đặc biệt là đối với những người theo đuổi, càng khiến nàng có cảm giác họ có dụng tâm khác. Càng có ý tới gần người nàng, sự nhạy cảm của nàng càng kinh người, phản ứng càng kịch liệt. Nàng biết mình bị bệnh, người bên cạnh nàng cũng biết nàng bị bệnh, nhưng mà, tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách bó tay không có biện pháp nào. Tần Lạc là một ngoại lệ, hắn dùng thân phận thầy thuốc tới gần Lâm Hoán Khê. Ở lần đầu gặp mặt, Lâm Hoán Khê cùng đầy địch ý với Tần Lạc. Nhưng mà, thế công của Tần Lạc có chút bá đạo, cùng với sự thuyết phục có lý có tình rốt cục cũng mở lòng nàng ra. Nàng cũng nguyện ý phối hợp tiếp nhận trị liệu của Tần Lạc. Thật ra thì, đối với bệnh về mặt tinh thần mà nói, chỉ cần các nàng đồng ý tiếp nhận trị liệu, bệnh tình cũng gần như đã được chữa khỏi một nửa. Một nửa còn lại phải nhờ thủ pháp cao minh của bác sĩ và thời gian để quên đi. Dưới sự trị liệu của Tần Lạc, Lâm Hoán Khê bình phục cực nhanh. Nàng có thể nói chuyện với người bên cạnh, thậm chí có thể mỉm cười với Tần Lạc. Tuy rằng vẫn không nguyện ý quan hệ quá thân cận với đồng nghiệp, nhưng đó cũng là vì cách sống mấy năm nay của nàng đã tạo thành thói quen, chỉ một chốc thì không cách gì thay đổi được. Trong quá trình chữa bệnh, hai người sờ sờ đụng đụng là không thể tránh được. Nếu đối với cô gái khác, có lẽ chuyện này không đáng nhắc tới. Nhưng đối với Lâm Hoán Khê, xử nữ hai ba chục tuổi, mà nói, chuyện này lại khiến trong lòng nàng gợn sóng hết đợt này tới đợt khác. Trị liệu chứng ghét nam có một cái tai hại, nếu tình cảm phát tiết bị bế tắc, rất có thể, người bệnh sẽ chuyển tình cảm bị đè nén lâu ngày của mình lên người bác sĩ chủ trị. Dạng tình cảm này tới vừa bất ngờ, lại mãnh liệt, căn bản khó lòng phòng bị. Nếu Tần Lạc và Lâm Hoán Khê luôn có thể duy trì quan hệ tốt đẹp, hơn nữa tiến tới chỗ tương thân tương ái. Vậy bệnh tình Lâm Hoán Khê sẽ theo đó mà khỏi hẳn, thậm chí có thể khôi phục trạng thái trước khi bị bệnh. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác ở thời điểm quan hệ giữa hai người đang vi diệu nhất, quản tự đột nhiên về nước, hơn nữa còn phát sinh hiểu lầm ở nhà hàng Tây. Tần Lạc bỏ đi mang đến thương tổn chí mạng cho Lâm Hoán Khê. Nàng liều mạng chôn sâu tận đáy lòng tình cảm còn chưa kịp thổ lộ bỗng dưng chết non, khiến nàng lập tức tiến vào loại trạng thái tình cảm chân không. Giống như người thoáng cái tiến vào một cái vực sâu không đáy. Chỉ có thể cảm giác mình luôn quặn đau, nhưng lại không có chỗ phát tiết, không có người lắng nghe. Loại trạng thái này, chính là giai đoạn đầu của chứng khép kín tình cảm. Bởi vì tính cách khiến thế, Lâm Hoán Khê gặp chuyện luôn thích giấu trong lòng một mình.
Ở thời điểm nàng bị phản bội tình cảm lần đầu tiên, nàng lựa chọn trầm mặc. Lúc nàng đã yêu Tần Lạc, cũng lựa chọn trầm mặc. Lúc Tần Lạc rời đi, nàng vẫn chọn trầm mặc. Không ở trong trầm mặc bùng nổ, thì sẽ tử vong trong trầm mặc. Bởi vì tình cảm tích tụ trong lòng nàng quá nhiều, rốt cuộc khiến nàng không chịu nổi gánh nặng nữa. Con đê tình cảm bị sụp đổ. Nhưng chính vào lúc này, Tần Lạc đã bỏ đi đột nhiên quay lại. Hắn lại bắt đầu trêu chọc Lâm Hoán Khê, quấy giày, tập kích ngực, trong lúc vô tình biểu hiện hảo cảm cùng sự mập mờ ra. Điều này khiến tâm cảnh Lâm Hoán Khê phập phồng, không có cách nào làm mình bình tĩnh trở lại. Như gần như xa, khi có khi không, khiến người ta bắt không được, nắm không chặt. Con người luôn thích truy đuổi thứ mà mình không sở hữu. Bởi vì tình cảm của mình không chỗ giải phóng, cho nên, Lâm Hoán Khê rất thích đọc tình cảm của người khác. Khi nàng đã già là bài thơ nàng thích nhất, nàng hâm mộ cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kia có thể được lưu cuộc đời vào trang giấy, mặc dù nét hoa tàn úa, hồng nhan đã mất, thành một lão bà gầy còm tóc bạc tình cảm vẫn không phai không nhạt. Tần Lạc đọc diễn cảm bài thơ có ý nghĩa đặc biệt với nàng này, giống như cọng rơm cuối cùng bỏ lên đống đồ nặng vượt quá sức chịu của lạc đà, rốt cuộc khiến Lâm Hoán Khê luôn lạnh như băng sụp đổ, phẫn nộ gào hỏi. Sao anh luôn vậy? Sao anh luôn vậy chứ? Lúc em yêu anh vứt bỏ em mà đi. Lúc em quên anh lại trăn trở xuất hiện. Tần Lạc mơ mơ màng màng. Hắn bị thái độ khác thường, lời nói kỳ lạ của Lâm Hoán Khê làm cho giật mình. Hắn đứng đó mà chân tay luống cuống, thậm chí cũng không biết mình đã phạm sai lầm gì nữa. Chỉ là đọc thơ thôi mà, sao lại phản ứng dữ dội thế? Tâm tư cô gái này quỷ thần khó lường, sao dạng non nớt tình trường như Tần Lạc có thể hiểu được chứ? Mãi cho đến khi khuôn mặt Lâm Hoán Khê giàn giụa nước mắt, ngồi xổm trên mặt đất khóc không thành tiếng, Tần Lạc mới phản ứng lại. Hắn đau lòng không thôi, chạy tới ôm thân thể Lâm Hoán Khê còn đang run rẩy, nói, chị Lâm, chị sao thế? Chị nói cho tôi biết đi, có phải là tôi đã làm sao chỗ nào không? Tần Lạc, tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì bây giờ? Lâm Hoán Khê hai mắt đẫm lệ hỏi. Làm gì bây giờ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị phải nói cho tôi biết, chúng ta mới có thể nghĩ cách giải quyết. Tần Lạc nói. Nếu như có thể nói ra, Lâm Hoán Khê làm sao phải thống khổ như vậy? Em yêu anh chỉ có ba chữ, nhưng để nói ra được ba chữ kia, cần dũng khí và sức mạnh lớn cỡ nào chứ? Thôi, chị không cần hỏi tôi phải làm gì. Tần Lạc nói, để tôi nói cho chị biết phải làm gì đi. Hai tay hắn vịn hai bên má Lâm Hoán Khê, để mặc nước mắt làm ướt ngón tay. Cô gái này thật khiến người ta đau lòng, đây là lần đầu tiên thấy nàng lộ ra thần thái mờ mịt không biết làm sao này. Em xem một cô gái tốt như em, phải kiên cường như vậy làm gì chứ? Lúc muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, không có việc gì thì cứ làm nũng, bảo nam nhân làm chân chạy vặt cho em. Có phải tốt hơn không? Làm cô gái mạnh mẽ làm gì? Chẳng phải là rất mệt mỏi hay sao? Với nam nhân mà nói, có một số chuyện không cần dạy cũng tự thông. Tần Lạc chưa từng gặp phải chuyện như vậy, thậm chí ngay cả trên TV cũng không thấy cảnh giống như vậy. Nhưng, dưới cảm xúc yêu thương sinh lòng thương tiếc, hắn hôn trán, đuôi lông mày, cùng với giọt nước mắt trong suốt như trâu của Lâm Hoán Khê. Người Lâm Hoán Khê bỗng cứng đờ, nước mắt vẫn đang chảy, nhưng nàng lại quên cả khóc. Lúc Tần Lạc hôn đến đôi môi cũng mặn chát của nàng, nàng đột nhiên vươn hai tay, ôm cổ Tần Lạc. Ôm thật chặt, dùng hết khí lực toàn thân. Phảng phất giống như sợ mất đi lần nữa, trân trọng như sinh mệnh mình. Lúc đồng hồ báo thức đánh thức hắn là 6 giờ sáng. Đã đến giờ tập thể dục mỗi ngày của Tần Lạc. Rửa mặt một lượt, lúc mặc đồ thể thao chạy xuống lầu, Lâm Thanh Nguyên đã rèn luyện thân thể ở trong sân. Sắc mặt của lão có chút mệt mỏi, xem ra tối qua cũng không ngủ ngon. Lâm gia gia, sao không ngủ thêm chốc nữa? Tần Lạc vừa bày ra thức mở đầu của đạo gia thập nhị đoán cẩm, vừa hỏi. Lâm Thanh Nguyên đang đánh thái cực, sau khi nghe câu hỏi của Tần Lạc, cười nói, lớn tuổi là vậy đó. Cứ đến giờ này, dù có muốn ngủ thì cũng không ngủ được. Nằm trên giường cũng khó chịu, không bằng dậy múa thái cực cho rồi. Hôm qua sao Lâm ra ra về muộn thế ạ? Có chuyện gì khó sao? Tần Lạc hỏi. Lâm Thanh Nguyên cảm thán một tiếng, nói, có một bệnh nhân tình huống rất nguy hiểm. Tối qua họp để nghiên cứu phương pháp trị liệu, bởi vì thân phận đặc biệt của bệnh nhân. Bây giờ tất cả mọi người đều không biết nên dùng trung y trị liệu hay là dùng tây y trị liệu nữa. Tần Lạc nói, nếu có chuyện gì cần cháu hỗ trợ, cứ nói ra. Lâm Thanh Nguyên cười nói,
ông tất nhiên là muốn mời cháu qua đó hỗ trợ rồi. Nhưng mà, chuyện lần này có tính bí mật, ông cũng không có cách nào tự chủ trương được. Nếu Lâm Thanh Nguyên đã không thể nói ra, Tần Lạc cũng không cưỡng cầu. Mặc dù hắn rất có lòng tin với y thuật của mình, nhưng mà, hắn cũng phải suy nghĩ cho Lâm Thanh Nguyên mới được. Đầu năm nay, không phải anh làm được càng nhiều thì càng tốt đâu. Nếu cứ xuất hiện một bệnh nhân khó giải quyết, Lâm Thanh Nguyên lại gọi mình đi trị liệu, nếu vậy, chỉ sợ các bác sĩ ở bệnh viện đều có ý kiến. Chuyện gì cũng cho anh làm, thế bọn họ làm cái gì đây? Lâm Gia Gia, ông làm theo cháu hai động tác, có thể đỡ mệt rất nhanh, Tần Lạc nói. Đạo gia thập nhị đoán cẩm là pháp bảo dưỡng sinh, phương pháp hít thở trong đó càng được trời ưu ái. Nếu như có thể nắm vững tự quyết hít và tự quyết thở kia, trong vòng 5 phút, chỉ cần dựa vào hô hấp là có thể quét sạch sự mệt mỏi của thân xác. Được, ông cũng học một vài động tác của cháu, Lâm Thanh Nguyên cười nói. Sau đó dưới sự hướng dẫn của Tần Lạc, hô hấp đề khí theo hắn, chỉ lát sau, đã cảm thấy sảng khoái tinh thần, sắc mặt cũng trở nên hồng hào. Đây là phương pháp gì? Quá thần kỳ, Lâm Thanh Nguyên cao hứng nói. Đây là một chiêu trong pháp môn dưỡng sinh, kiến thức về việc hít thở của một người rất rộng, nếu có thể nắm rõ quy luật, thì có đủ công hiệu dưỡng sinh. Tần Lạc cười giải thích. Tiểu tử cháu à, toàn thân đều là bảo vật, Lâm Thanh Nguyên tán thưởng nói. Lâm Hoán Khê đi ra, thấy một già một trẻ ở trong sân, trong lòng tự dưng trở nên ngọt ngào. Nam nhân mình thích có thể được người nhà yêu mến, cũng là một chuyện hạnh phúc. Ông à, ăn sáng thôi, Lâm Hoán Khê lên tiếng gọi. Ừ, Tần Lạc, chúng ta vào ăn sáng, Lâm lão gia tử nói. Vâng ạ, Tần Lạc đáp ứng, thu tư thế, đi theo Lâm Thanh Nguyên vào nhà. Trên bàn ăn, Lâm Thanh Nguyên nhìn Tần Lạc một lúc, rồi lại nhìn Lâm Hoán Khê một lúc, nói. Tần Lạc à, ông có chuyện muốn bàn một chút với cháu. Chuyện gì à? Tần Lạc hỏi. Gần đây ông vừa đúng dịp phải đi tới Nam Phương một chuyến, chuẩn bị đến Tần gia thăm ông cháu luôn. Ông đang nghĩ, có phải nên nhân tiện lo chuyện của hai cháu không đây? Lâm Thanh Nguyên nói, lão làm gì có chuyện đi công tác ở Nam Phương chứ, lão cố ý đi một chuyến chẳng qua là vì chuyện này thôi. Chuyện gì? Tần Lạc vừa bỏ bánh quẩy vào trong miệng, vừa hỏi. Chuyện cưới xin đấy. Sao, còn không định chuẩn bị cho tốt mà lấy Hoán Khê nhà chúng ta à? Lâm Thanh Nguyên cười ha hả nói. Tần Lạc trợn mắt há mồm, bánh quẩy trong miệng cũng quên nuốt. Chuyện này cũng quá nhanh thì phải. Tối qua mới tìm được cơ hội sờ ngực, hôm nay lại vì lần đó mà vùi mình sao? Chương 126, ác nhân tự có ác nhân trị. Nếu có một cuộc bỏ phiếu, vậy Tần Lạc nhất định có thể trúng cử danh hiệu nam nhân bi kích nhất trong năm. Tối qua đầu tiên là Lâm Hoán Khê ôm hắn khóc, sau đó hắn lại ôm Lâm Hoán Khê sờ. Sau đó nữa hai người cùng ôm, sờ lẫn nhau. Ở đoạn cao trào, mặc dù không hề được Tần Lạc phê chuẩn, nhưng tay phải của hắn lại tự chủ trương tiến vào trong áo ngủ của Lâm Hoán Khê thế mạnh như nước gây sóng gió một trận. Nhưng mới sờ bộ ngực sơ sơ, quá trình không tới 2 phút. Tần Lạc còn chưa kịp tinh tế thưởng thức một phen xem thử là tư vị gì, đã bị Lâm Hoán Khê phát hiện. Sau đó, bàn tay tạo nghiệt kia bị nàng rút ra. Còn bản thân hắn cũng bị Lâm Hoán Khê đẩy ra ngoài cửa. Điều này khiến Tần Lạc cảm thấy bàn tay trái gây án kia thật sự rất đáng hận, nếu không phải là nó quá linh hoạt, nói không chừng mình còn có thể hôn lâu hơn một chút, để nàng có thời gian chuẩn bị đầy đủ một chút. Phải biết rằng, nếu thân thể của con gái đã sẵn sàng, sẽ rất khó cự tuyệt mà nói hai chữ không muốn. Điên cuồng hôn tay trái vẫn còn lưu lại mùi hương một hồi. Tâm tình khó chịu của Tần Lạc mới phóng thích một chút. Nhưng mà, chỉ 2 phút tiếp xúc ngắn ngủi mà phải chờ một cái giá lớn là kết hôn sao? Rất nhiều nam nhân tạo ra cả em bé, thế mà vẫn một cước đá người ta đi đấy thôi. Đương nhiên, những lời này Tần Lạc nhất định là không dám nói ra. Kết hôn với ngự tỷ xinh đẹp Lâm Hoán Khê này, Tần Lạc cũng phi thường cam tâm tình nguyện. Sau này lấy nàng về nhà. Muốn cho nàng mặc trang phục OL Office Lady, nàng phải mặc trang phục OL. Muốn nàng mặc đồng phục y tá, nàng phải thay đồng phục y tá. Ngày nào đó cảm xúc dâng trào, còn có thể bảo nàng sắm vai một nữ hải tặc. Chẳng qua là hắn cảm thấy, bây giờ hai người vừa mới hòa hảo. Đã kết hôn nhanh như vậy, có phải là quá gấp không? Lý Tẩu bưng một bồn lớn nước đậu xanh nóng hôi hổi tới nghe được lời Lâm Thanh Nguyên nói, vẻ mặt đầy vui mừng nói, tốt đây. Chuyện này tốt đây, thế thì thật sự thành người một nhà rồi. Mặc dù tính tình Lâm Hoán Khê lạnh lùng, nhưng lại rất tốt.
chưa bao giờ làm những chuyện khiến người ta khó xử. Còn Tần Lạc lại càng là một đứa nhỏ khiến người ta thương yêu. Cho nên, có thể thấy hai người dính lại với nhau, Lý Tẩu cũng rất vui. Đúng đấy, tôi cũng cho là vậy. Thấy Lý Tẩu cũng tới phụ họa ý nghĩ của mình, Lâm Thanh Nguyên cao hứng nói. Tần Lạc quay mặt sang liếc nhìn Lâm Hoán Khê một cái, thấy nàng vùi đầu ăn cơm, mặc dù sắc mặt có chút đỏ hồng, nhưng cũng không có ý mở miệng nói. Hắn đành phải lên tiếng nói, Lâm Gia Gia, có phải là hơi nhanh quá không? Nhanh, sao lại nhanh, lão đầu tử ông cũng không thấy nhanh, thanh niên các cháu sao lại thấy nhanh chứ? Bây giờ không phải là lưu hành cái gì mà, kết hôn như sấm sét sao? Lâm Thanh Nguyên phản bác, lão ước gì ngày mai chứng dẫn cho Tần Lạc và Lâm Hoán Khê, ngày hôm sau sẽ sinh em bé. Ngày kia lại sinh thêm một đứa nữa. Là kết hôn như chớp, Lý Tẩu ở bên cạnh cải chính. Đúng, là kết hôn như chớp, dù sao thì đều là tốc độ rất nhanh cả. Ngày đầu quen, ngày hôm sau liền kết hôn, thời gian cháu quen Hoán Khê cũng đâu có ngắn đâu. Nhưng mà, cháu không thích Hoán Khê à? Chuyện này, không phải là được rồi. Kết hôn sớm một ngày với kết hôn chậm một ngày có gì khác nhau đâu. Đàn ông phải thành ra trước, rồi sau đó mới đến lập nghiệp. Khi cháu kết hôn rồi cũng có thể làm việc mà. Hoán Khê hơi lớn hơn cháu một chút, nó nhất định sẽ là một hiền nội trợ tốt. Hơn nữa tính nó lãnh đạm, không thích ra ngoài vui chơi điên cuồng, có thể giúp cháu giặt quần áo, nấu cơm. Lâm Thanh Nguyên giống một thương trường gấp rút tiêu thụ hàng hóa, không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm với khách hàng Tần Lạc của lão. Chỉ có điều thương phẩm này là cháu gái ruột của lão mà thôi. Lâm Hoán Khê thấy Tần Lạc nhìn nàng lộ vẻ khó xử, rốt cục ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lâm Thanh Nguyên một cái, nói, cháu chưa suy nghĩ xong. Đúng là ác nhân tự có ác nhân trị, Lâm Thanh Nguyên nói khiến Tần Lạc á khẩu không trả lời được. Nhưng mà, Lâm Hoán Khê chỉ nói một câu, lại khiến lão hành quân lặng lẽ. Sau khi ăn cơm xong, Tần Lạc và Lâm Hoán Khê cùng đi tới trường. Ngồi ở tay lái phụ, Tần Lạc thỉnh thoảng liếc khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết của Lâm Hoán Khê. Mặt không chút biểu tình. Đáng giận thật, sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ, nàng đã quên chuyện ôm người sờ loạn một trận tối qua rồi sao? Chẳng lẽ, nàng đã quên sự dây dưa mập mờ giữa bọn họ rồi sao? Cô gái này, sao một chút ý thức trách nhiệm cũng không có vậy? Nhìn gì thế? Lâm Hoán Khê mắt nhìn thẳng hỏi. Rốt cuộc nàng cũng chủ động nói chuyện với Tần Lạc. Nhìn chị. Bởi vì mâu thuẫn lúc trước, đã mấy ngày rồi hai người không đi làm cùng nhau, về nhà cùng nhau. Bây giờ lại lần nữa tìm về cảm giác lúc trước, hơn nữa quan hệ còn gần gũi hơn trước kia một chút. Trong lòng hai người đều có chút ngọt ngào nho nhỏ. Cảm giác hạnh phúc, sẽ không vì số tuổi tăng lên mà giảm đi. Bất cứ một chàng trai cô gái này ở độ tuổi nào cũng đều có quyền đi tìm hạnh phúc của mình. BMW dừng ở dưới ký túc xá học viên sinh học, Lâm Hoán Khê vừa tháo đai an toàn, vừa nói, buổi trưa tôi phải tham gia một cuộc hội nghị. Có thể không về ăn cơm được. Không sao, tôi cũng không về ăn cơm được. Tần Lạc cười nói, buổi trưa hắn còn phải qua Bồi Trần Tư Tuyền mà. Người ở rất xa từ Đài Loan bay tới đây chính là vì giúp mình chụp quảng cáo, mình phải bồi bà chủ lớn này thôi. Lại nói, buổi chiều còn phải chuẩn bị quay đoạn phim ngắn. Hắn cũng muốn qua làm quen một chút với ống kính trước. Chụp ảnh quảng cáo và phim quảng cáo khác nhau rất nhiều. Lâm Hoán Khê gật đầu, mang túi sách đi lên tầng làm việc. Bởi vì vẫn chưa tới giờ lên lớp, cho nên Tần Lạc định tới văn phòng ngồi một chút. Hắn và một số người ở văn phòng ở chung không hợp. Cho nên, nếu không có chuyện cần thiết, hắn sẽ cố gắng ít tới văn phòng. Thậm chí có đôi khi liên tiếp mấy ngày không tới văn phòng, trên cái bàn của hắn cũng bám đầy bụi. Còn chưa bước vào cửa văn phòng, đã nghe tiếng ồn ào bên trong. Mọi người thảo luận vô cùng kịch liệt, tần suất nói chuyện rất nhanh. Nhưng mà mỗi cá nhân đều cố đè giọng xuống, đến nỗi Tần Lạc đi tới cửa vẫn không nghe rõ mọi người đang nói cái gì. Giống như trước đây, thấy Tần Lạc đến. Tiếng nghị luận của mọi người đột nhiên dừng lại. Thầy Chu liếc Tần Lạc một cái, sau đó cúi đầu lộ vẻ lúng túng, không biết viết thứ gì ở trên vở. Khiến Tần Lạc thấy kỳ quái chính là, trước kia lúc mọi người bàn tán chuyện gì đó, đều lấy thầy Chu làm trung tâm. Nhưng hôm nay lại rời trận địa, cho một mình thầy Chu ra rìa. Gã cũng như mình, thành người cô đơn. Tiểu Mẫn đi tới, cười nói, thầy Tần, lần trước anh đã đồng ý, ăn một bữa cơm với bạn học của tôi. Khi nào thì rảnh vậy? Lúc này Tần Lạc mới nhớ tới chuyện này. Nói, tối mai thì sao? Vậy tôi nói cho bọn nó biết liền.
không được đổi ý nữa đấy. Nhiều người trong bọn nó học y, gần đây luôn thấy anh trên báo. Vô cùng bội phục anh, Tiểu Mẫn cao hứng nói. Tần Lạc dùng mắt quét quanh văn phòng, hỏi, trong viện đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Mẫn kinh ngạc nhìn Tần Lạc, nói, xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh lại không biết à? Bình thường tôi rất ít khi tới văn phòng, đi dạy thì trực tiếp tới lớp học, làm sao có thể biết chuyện gì xảy ra được chứ? Tần Lạc cười khổ nói, xem ra, hắn thật đúng là có chút tách rời với trường học. Nếu như mình có hoài bão muốn chức danh, như vậy, với tính cách như bây giờ, cả đời cũng sẽ không tìm được cơ hội thăng chức. Không chủ động báo cáo xin chỉ thị lãnh đạo nào biết anh có tài năng hay không chứ? Được lắm, mình không cần dựa vào cuộc sống này. Tần Lạc thầm nghĩ. Tôi còn tưởng anh biết chứ, cho nên cố ý chạy tới văn phòng để xem một chút. Nhưng mà trước kia lại rất ít khi thấy anh tới văn phòng. Tiểu Mẫn cười nói. Tôi cũng vừa tới, Tần Lạc giải thích. Tiểu Mẫn len lén nhìn về chỗ thầy Chu ngồi, nói, Quách chủ nhiệm của chúng ta bị điều đi rồi. Điều đi, vì sao phải điều đi? Tần Lạc sửng sốt, hắn cũng hy vọng Quách Nhân Hoài bị điều đi. Dù sao, nếu phía trên có một thủ trưởng bất mãn với anh triển khai công tác thật là khó khăn. Mâu thuẫn của hai người đã thể hiện ra ngoài, lần trước bởi vì chuyện đánh cuộc với hắn Mặc, nên càng trở mặt trước mọi người. Nhưng mà khi nghe được tin lão bị điều đi, Tần Lạc vẫn hơi có chút kinh ngạc. Nghe nói là điều đến làm quản lý ở một viện bên kia. Nhưng mà chỉ là đồn đại, còn cụ thể thì không rõ. Về phần tại sao bị điều đi, chuyện này anh còn không rõ sao. Con mắt Tiểu Mẫn sau mắt kính quét tới quét lui trên mặt Tần Lạc, bộ dạng như đang suy nghĩ gì đó. Tôi mới vừa biết chuyện này. Sao biết vì sao ông ta bị điều đi được? Tần Lạc kỳ quái hỏi. Thật là, tất cả mọi người đều nói. Ông ta là bị anh bước đi đấy. Tiểu Mẫn sợ hãi nói. Tôi bước đi, vẻ mặt Tần Lạc dại ra. Vậy đáo để là xảy ra chuyện gì chứ? Chương 127, Đạo sĩ. Đạo sĩ. Quách Nhân Hoài nếu xác thực bị điều đi, thì cũng không có quan hệ quá lớn đến Tần Lạc. Quách Nhân Hoài là do tác phong có vấn đề nên mới bị điều đi. Chuyện như vậy, cán bộ học sinh học viện Trung Y Dược đều biết, có một nữ sinh tên là Khâu Thiểu Hồng. Vì để có thể ở lại trong viện y học thuộc Đại học Y Khoa làm việc sau khi tốt nghiệp, nên từ trước đến nay luôn duy trì quan hệ cực kỳ thân mật với Quách Nhân Hoài. Nàng lấy thân thể của chính mình làm điều kiện trao đổi, còn Quách Nhân Hoài thì đáp ứng nàng sau khi tốt nghiệp giúp nàng bố trí công tác tốt. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, ăn nhịp với nhau. Nhưng mà, tin nhắn mập mờ của bọn họ bị bạn trai Khâu Thiểu Hồng học ở Học viện Trung Y Dược phát hiện. Bạn trai của nàng nổi trận lôi đình, chạy tới phòng làm việc của hiệu trưởng tố cáo Quách Nhân Hoài. Bởi vì nam sinh nắm giữ nội dung tin nhắn mập mờ Quách Nhân Hoài gửi cho Khâu Thiểu Hồng, mặc dù Quách Nhân Hoài cố gắng phủ nhận lão và nữ sinh tên Khâu Thiểu Hồng kia không có quan hệ gì, những tin nhắn kia vốn là định gửi cho vợ lão, không cẩn thận gửi nhầm số. Thế nhưng, chuyện này vẫn bị học sinh truyền ra. Vì tránh cho chuyện ngày một lớn, mang đến tổn thất không thể lường cho trường. Lãnh đạo trường mời họp hội nghị khẩn cấp, điều Quách Nhân Hoài đi làm việc quản lý học sinh, ném đến bộ hậu cần của một viện phụ thuộc để nhậm chức. Mặc dù lão hiệu trưởng nhiệm kỳ trước rất không hài lòng với kết quả này, cảm thấy đây là sự trả đũa của Lệ Vĩnh Cương. Nhưng môn sinh của mình bất tài, làm ra chuyện như vậy, lão cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Còn chuyện rời đi của Quách Nhân Hoài không có chút quan hệ nào với Tần Lạc cả. Nếu lãnh đạo trên kia nguyện ý, chuyện này có lẽ cũng có thể dùng những biện pháp khác để giải quyết. Ví dụ như cho nam sinh kia một cái bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc là lưu vào danh sách hủy nhiệm, vân vân. Đầu đội nón xanh bị cắm sừng mà được đổi lại bằng nón quan, thì có rất nhiều nam nhân nguyện ý trao đổi. Nhưng mà, bởi vì lần trước Tần Lạc bị đãi ngộ không công bằng, Lệ Vĩnh Cương xác thực là không có hảo cảm gì với Quách Nhân Hoài. Có cơ hội có thể một cước đá văng lão ra, tự nhiên là sẽ không nhân từ rồi. Vì vậy, chuyện này sau khi truyền lưu trải qua một phen thêm mắm thêm muối, liền dần dần trở thành Tần Lạc dưới sự áp bức của Quách Nhân Hoài rốt cuộc phẫn nộ ra tay, truyền rằng tiểu nhân vật phản kháng lập tức đá bay Quách Nhân Hoài. Dù sao, mâu thuẫn giữa Tần Lạc và Quách Nhân Hoài đã rõ như ban ngày. Hơn nữa, chuyện Tần Lạc làm trò trước mặt Phó Bộ trưởng Bộ Y tế làm khó dễ Quách Nhân Hoài cũng qua miệng thầy Chu mà truyền ra. Thế nên tất cả mọi người đều cho rằng, Quách Nhân Hoài bị điều đi, trên thực tế là Phó Bộ trưởng Thái Công Dân ở phía sau ngầm tác động. Cũng chính bởi vì chuyện này, mọi người lại biết thêm một mặt khác về thân thế của Tần Lạc.
Lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng chỉ quan hệ với hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương thôi, không ngờ hắn lại có năng lực phi phàm, có quan hệ mật thiết với cả phó bộ trưởng Thái Công Dân Bộ Y tế. Đây cũng là nguyên nhân Tần Lạc vừa rồi đi vào văn phòng, mọi người vừa kính vừa sợ hắn. Bọn họ mong ngóng đến gần, nhưng lại không dám thân cận. Tiểu Mẫn cũng chỉ là một nhân viên văn phòng, nên cũng không rõ nguyên nhân sâu xa của chuyện này. Sau khi trải qua một hồi giải thích của nàng, Tần Lạc mới xem như là hiểu được một nửa. Tôi quả thật không có quan hệ gì với chuyện này. Tần Lạc cười nói, có điều, tôi rất hoan nghênh hắn rời đi. Anh thật là thẳng thắn. Tiểu Mẫn che miệng cười khúc khích. Nếu tôi nói là tôi không muốn hắn rời đi, chỉ sợ là không ai tin đó. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, điện thoại văn phòng vang lên. Sau khi chủ nhiệm văn phòng tiếp điện thoại, đừng lên lớn tiếng nói, chủ nhiệm gọi điện thoại tới. Bảo tất cả mọi người tới phòng họp. Trong phòng họp, Quách Nhân Hoài cúi đầu ngồi đó, trong tay kẹp một điếu thuốc đã sắp cháy tới đầu. Mặt không chút biểu tình, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Những phó chủ nhiệm khác cũng tới rồi, đang ngồi nói chuyện cạnh một gã trung niên đeo kính vẻ mặt nghiêm túc. Hiểu nhiên, nam nhân này có thể chính là chủ nhiệm hệ mới tới Học viện Trung Y Dược. Đợi sau khi mọi người đến đông đủ, lúc này Quách Nhân Hoài mới dí tàn thuốc vào gạt tàn. Dùng lực rất mạnh, giống như là mang theo cả oán khí tràn ngập, thậm chí Tần Lạc còn có thể nghe được tiếng xác thuốc bị nghiền nát. Gã quét từng người có mặt, chẳng biết có phải là quá mẫn cảm hay không. Tần Lạc cảm giác thời gian gã dựng lại trên mặt mình lâu hơn một chút. Thật lâu sau, mới lên tiếng nói, bởi vì yêu cầu của công việc, tôi sắp sửa điều tới làm ở một viện. Chức viện trưởng Học viện Trung Y Dược do Hùng chủ nhiệm tiếp nhận. Tôi rất vinh hạnh có thể quen biết mọi người, cũng rất cảm ơn mọi người trước kia ủng hộ tôi. Hy vọng trong công việc sau này, mọi người có thể tiếp tục ủng hộ và phối hợp tối với chủ nhiệm Hùng Chí Triều. Gã quay đầu nhìn thoáng qua Hùng Chí Triều, nói, bây giờ. Chúng tôi mời chủ nhiệm Hùng Chí Triều nói đôi lời. Nói xong, gã liền vỗ tay đầu tiên, mọi người cũng vỗ tay theo. Rất nhiệt liệt, ai cũng không muốn lưu lại ấn tượng không hoan nghênh cho tân chủ nhiệm ở lần gặp mặt đầu tiên cả. Giang hồ đại hữu nhân tài xuất, các lĩnh phong tao một kỷ niên. Giang hồ thay đổi nhân tài xuất, các lĩnh phong tao chẳng mấy năm. Từ giờ khắc này, Quách Nhân Hoài rốt cục đã rút khỏi võ đài Học viện Trung Y Dược. Còn ân ân oán oán giữa gã và Tần Lạc, trong một thời gian dài mọi người cuối cùng cũng sẽ quên lãng. Tinh lực con người có hạn, làm sao anh có thể hao phí nhiều tình cảm trên một người không quan trọng chứ? Cho dù là yêu hay là hận, đều lãng phí cả. Vì để tiễn lão chủ nhiệm, đón tân chủ nhiệm văn phòng rốt cuộc quyết định ăn ở khách sạn, tất cả giáo viên Học viện Trung Y Dược và nhân viên văn phòng đều phải tới đó. Nhưng mà Tần Lạc đã đáp ứng ăn cơm với Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền. Chỉ đành phải từ chối lần liên hoan này. Ở trong mắt các giáo viên khác thì hắn là độc lập độc hành, đành thở dài một trận. Cũng chỉ có tiểu tử này không xem thôn trưởng là cán bộ, không xem chủ nhiệm là bàn ăn thôi. Quách Nhân Hoài nhìn hắn không vừa mắt, đấu mấy trận với hắn, thua cả mấy trận, cuối cùng có kết cục như vậy. Cũng không biết tân chủ nhiệm có thái độ gì với chuyện đau đầu này. Bởi vì buổi chiều phải quay quảng cáo truyền thông kẻ lông mi cả đời cho em, cho nên... Buổi trưa sau khi ba người ăn qua loa vài thứ, liền lái xe tới phủ Cách Cách. Kim Đức Thụy bây giờ nhiệt tình 10 phần, vì để sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ quay, hơn nữa phải nhanh chóng đẩy tác phẩm ra thị trường, gã so với bất cứ người nào đều chăm chỉ hơn một chút. Lúc ba người Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành, Trần Tư Tuyền tới hiện trường quay phim, Kim Đức Thụy đã dẫn mấy trợ lý của gã thuê một gian phòng, hơn nữa bố trí lại phòng một lần nữa. Mặc dù một vài vật bên trong không được phép tùy tiện di dịch, nhưng mà cấu tạo tường bối cảnh và một ít đồ trang trí thì cần phải mua thêm. Ví như, trải qua hơn trăm năm, trên giường Phượng Cách Cách sớm đã không còn những thứ như chăn gối. Những thứ này đòi hỏi Kim Đức Thụy phải chuẩn bị trước. Lệ Tổng, Trần Tiểu Thư, Tần Tiên Sinh, các người đã tới. Phòng trên cơ bản đã bố trí xong, các người nhìn xem thử còn chỗ nào cần cải tiến, lần này chúng ta cố gắng đã tốt còn muốn tốt hơn. Làm một tác phẩm kinh điển đi. Kim Đức Thụy tiến lên đón, vẻ mặt hớn hở nói. Khổ cực cho Kim đạo diễn rồi. Lệ Khuynh Thành mỉm cười cảm ơn. Mấy người đi vào phòng xem xét cẩn thận, tìm kiếm sơ hở có thể xuất hiện. Nếu như không có tâm cẩn thận, thì rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Có một số công ty chỉ theo đuổi lợi nhuận, không lo đến chất lượng tác phẩm. Bên trong phim cổ trang lại xuất hiện Coca-Cola và bóng đèn, lập tức sẽ khiến người xem mất hứng. Có vấn đề gì không?
Lệ Khuynh Thành quay sang nhìn Tần Lạc và Trần Tư Tuyền, hỏi. Chỗ này chính là địa phương của hai người, các người cần phải xem cẩn thận một chút đấy. Lệ Yêu Tinh, cậu bị tổn thương à? Mình biết đây là cậu ghen tị đấy nhá. Trần Tư Tuyền phản kích. Ôi, lại bị cậu nhìn thấu rồi. Tần Lạc nhà mình khanh khanh ta ta với cậu trước ống kính, trong lòng người ta rất không thoải mái đó. Lệ Khuynh Thành lộ vẻ phẫn hận nói. Vậy cậu quay với hắn đi. Trần Tư Tuyền cười mắng. Bộ dạng mình làm sao được chứ? Lệ Khuynh Thành xua tay nói. Sao không được, người đẹp lệ mà lại có lúc không tin tưởng tướng mạo của bản thân à? Mình không phải là không có lòng tin, mình rất có lòng tin. Theo mình thấy bộ dạng kia, chẳng khác gì bà hai. Mình mà lên hình, thì còn người nào nguyện ý mua sản phẩm của chúng ta nữa chứ? Những bà lớn làm chính thê không mắng mình thậm tệ mới là lạ. Lệ Khuynh Thành cười quyến rũ, trông rất xinh đẹp. Kim Đức Thụy điều chỉnh máy chụp ảnh xong, chạy tới chỗ Tần Lạc và Trần Tư Tuyền nói, Trần Tiểu Thư, Tần Tiên Sinh, nếu không có vấn đề gì, có phải là nên đi hóa trang không? Nhân lúc ánh sáng bây giờ đang tốt, chúng ta nên lo xong chuyện này đi. Tần Lạc hội ý với Trần Tư Tuyền, mỗi người dưới sự dẫn dắt của một gã trợ lý chụp ảnh đi thay quần áo hóa trang. Lệ Tổng, nếu không xảy ra vấn đề gì, chiều hôm nay sẽ quay xong quảng cáo kẻ lông mi của chúng ta. Chắc chắn sẽ rất ăn khách, tối nay ở Hán Hải. Tôi mời khách, Kim Đức Thụy lộ vẻ hưng phấn nói. Lệ Khuynh Thành cười nói, chuyện này sao có thể không biết xấu hổ mà để Kim đạo diễn tốn tiền được. Tối nay, cho dù thế nào cũng phải do tôi làm chủ. Một lát sau, Tần Lạc đã mặc trang phục xong, từ phía sau đi ra. Vẫn mặc y phục giống lần trước, tạo hình như cũ. Trang phục của Trần Tư Tuyền thì hơi phiền một chút, nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian. Kim Đức Thụy phân phát giấy trong tay cho Tần Lạc và Trần Tư Tuyền, nói, đây là mấy động tác trước ống kính mà chúng tôi phân tích. Hai người xem thật kỹ nha, hai người đều không có lời thoại, động tác cũng vô cùng đơn giản. Nhưng mà, muốn bật ra được tình ý thâm tình chân thành giữa vợ chồng, cũng không dễ dàng đâu. Cần phải tìm đúng cảm giác mới được. Tần Lạc và Trần Tư Tuyền cầm trang giấy nhập thần, Tần Lạc dựa theo đại nhập pháp lần trước Trần Tư Tuyền dạy hắn, cố gắng nhập tâm xem mình là một trượng phu ôn nhu săn sóc. Hơn 10 phút sau, Kim Đức Thụy hỏi, tìm được cảm giác chưa? Thấy Tần Lạc và Trần Tư Tuyền đều gật đầu, Kim Đức Thụy mừng rỡ, nói, quay. Hy vọng chúng ta chỉ một lần là ok. Vào lúc Tần Lạc và Trần Tư Tuyền chuẩn bị trước ống kính máy quay, bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào. Một hướng dẫn viên du lịch giơ lá cờ đỏ nho nhỏ dẫn một đoàn du khách từ từ đi tới. Kim Đức Thụy cười khổ liếc nhìn Lệ Khuynh Thành một cái, Lệ Khuynh Thành cũng đành lắc đầu chịu thua. Mặc dù bọn họ đã thuê một gian phòng ở phủ cách cách, nhưng cũng không thể ngăn quản lý để những du khách khác vào tham quan được. Cũng giống lần trước, đám du khách kia thấy có người quay phim ở bên trong. Lại lần nữa vây đến cửa sổ xem, có người còn lấy di động ra chụp, dưới sự khuyên bảo của trợ lý chụp ảnh, mới có thể ngăn động tác này của bọn họ. Mọi người tập trung tinh thần để quay nào, sắc mặt Kim Đức Thụy nghiêm túc bắt đầu ra lệnh. Khi luồng ánh sáng tinh mơ đầu tiên dọi vào, ở trong căn phòng vừa cổ xưa vừa ấm áp thoải mái, một nam nhân từ từ mở mắt. Thấy ái thê của mình đang trang điểm trước gương đồng, nam nhân vén màn lụa ngồi dậy, đi tới sau lưng thê tử nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Sau đó nhận bút kẽ lông mày, vẻ mặt ôn nhu mà kẽ lông mi cho nàng. Tần Lạc cố gắng nhập vào vai diễn, nhưng tâm tình lại luôn khó có thể bình tĩnh trở lại. Hắn cảm thấy có người ở bên ngoài nhìn mình, rất dịu dàng, làm cho lòng người sinh ra cảm giác quen thuộc. Hắn rất muốn quay đầu lại nhìn, nhưng lại sợ phá hủy loại cảm giác mọi người đang cố gắng tạo ra lúc này. Chỉ đành phải cố đè nén ý nghĩ này, nhưng mà, loại ý niệm này ở trong đầu giống như một con cỏ nhỏ trong khe đá. Dai dẳng vô cùng, cho dù anh cố gắng đè nén nó cũng sẽ ngóc đầu dậy. Cắt Kim Đức Thụy hô, sau đó nói với Tần Lạc, nam diễn viên, ánh mắt của anh không chuyên chú. Phải thâm tình, tôi không thấy được ý thương của một trượng phu đối với thê tử của mình. Tôi sẽ cố gắng, Tần Lạc cười khổ nói. Tầm mắt của hắn trong lúc vô tình quét ra ngoài cửa sổ, lập tức phát hiện nơi phát ra ánh mắt kia. Ở đằng sau đám người, một người mặc trường bào xanh, mái tóc đen dài vấn thành một búi tóc, đạo sĩ gầy thân đeo một bảo kiếm cổ đứng ở đó, vẻ mặt ôn hòa cười với hắn. Cách ăn mặc như vậy, thật có chút cảm giác kinh thế hãi tục. Chương 128, đây chính là đạo lý.